Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 64. Mạnh Vô Kỳ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, sắc mặt lập tức khó coi. Lúc này chỉ mới một lát, Kỳ Lân, Tinh Hỏa và Lôi Diệt đều bị thương, tuy Thiên Tầm Tử không sao nhưng... Mạc Phàm, người muốn thế nào? Các ngươi siêu hồn anh ta giúp ta muốn biết anh ta biết bao nhiêu tin liên quan tới Phượng Hoàng Thạch. Mạc Phàm nói. Đám Lôi Diệt chỉ bị Mạnh Vô Kỳ mê hoặc mà thôi, không có nhiều liên quan tới hắn, không phải không thể tha cho bọn họ được. Tiểu tử, ngươi dám, đừng quên ngươi đang ở nơi nào, còn các ngươi nữa, đừng quên ta là ai. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ ngẩn ra, tức giận nói. Vẻ mặt mấy người đứng phía sau anh ta xoắn xuýt, nghĩ có nên rời đi hay không. Mạnh Vô Kỳ xong rồi, bọn họ cũng không có kết cục tốt, nhất là trong cảnh tối lửa tắt đèn, chết đều không có người biết. Chuyện này sao? Lôi Diệt nhíu mày, do dự một lát. Mạnh Vô Kỳ là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, trái lại không uy hiếp được bọn họ, thành chủ của Viêm Dương Thành cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, bọn họ không e sợ người này. Chỉ là người Mạnh gia hơi phiền phức, dù sao Mạnh gia có đại năng ở Thần Nông Tông. Ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Trong các ngươi người nào lấy được trí nhớ của anh ta, người đó có thể còn sống rời đi. Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Mạnh Vô Kỳ tìm nhiều người đối phó hắn như vậy, hắn cũng muốn Mạnh Vô Kỳ nếm thử cảm giác bị nhiều người đuổi giết. Đám Lôi Diệt nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, rõ ràng là đã có quyết định. Tuy Mạnh gia thế lớn, nhưng mạng quan trọng hơn. Mạnh Vô Kỳ nhíu chặt mày, nuốt nước bọt vội nói. Mấy người đừng nghe lời cậu ta, lát nữa sẽ có không ít cao thủ tới lấy vài thứ trên người cậu ta. Chỉ cần mọi người kiên trì một lát là được rồi, ta không chỉ nói rõ tin tức về Phượng Hoàng Thạch cho mọi người, còn có thể khiến một người trong mấy người có cơ hội đạt được Phượng Hoàng Thạch, không có cơ hội này, cho dù các người biết tin cũng vô dụng. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng nói. Ở thành chủ phủ có lượng lớn Phượng Hoàng Thạch, nhưng đều chuẩn bị vì săn bắn. Vì lần săn bắn này, thúc thúc anh ta mạo hiểm không tiếc số tiền lớn thu thập tất cả Phượng Hoàng Thạch ở hội đấu giá hỏa thần. Cho nên tìm khắp cả hội đấu giá cũng không thấy một khối Phượng Hoàng Thạch. Hiện giờ những Phượng Hoàng Thạch này được cất trong một bảo khố ở thành chủ phủ, bảo hộ bảo khố này là một cao thủ hóa thần kỳ. Trừ phi là ăn tim gấu mật hổ, nếu không không ai dám lén vào thành chủ phủ, đi vào thì đừng nghĩ tới chuyện đi ra. Cho nên cho dù anh ta nói tin tức Phượng Hoàng Thạch ở đâu cho bọn họ cũng không có biện pháp lấy được. Nhưng nếu tham gia săn bắn lần đó, trái lại có thể rồi. Săn bắn này là một bí mật, danh sách đã có rồi, anh ta vốn không thể nói. Lúc này vì mạng sống, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Đám Lôi Diệt nhíu mày, sắc mặt thay đổi vài lần, lúc này mới khôi phục như thường. Tuy Mạnh Vô Kỳ lặp đi lặp lại giấu giếm tin tức nhiều lần, nếu không phải đi tới bước này, bọn họ bị Mạnh Vô Kỳ bẫy chết đều có khả năng. Nhưng đổi lại là những người khác, tất nhiên cũng sẽ như thế này, chỉ cần cuối cùng lấy được Phượng Hoàng Thạch. Ngươi nói thật sao, nếu như lừa dối ta, cho dù ngươi là người Mạnh gia, ngươi cũng phải chết. Lôi Diệt trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, Mạnh gia ta vẫn có danh dự, bản thiếu cũng không lừa các ngươi, chỉ là đại giá khác nhau thì cấp bậc trả thù lao cũng phải khác. Mạnh Vô Kỳ thấy đám Lôi Diệt động tâm thì hơi thở phào nhẹ nhõm, ung dung thuộc về công tử Phú gia xuất hiện trên mặt anh ta. Vậy lát nữa sẽ có người tới đây thật sao? Tịnh Hỏa hỏi tiếp. Trái lại bọn họ có thể dây dưa với Mạc Phàm một lát, nhưng nếu không có ai tới, cuối cùng bọn họ sẽ chết. Yên tâm đi, lát nữa sẽ có không ít người tới, đến lúc đó không cần các ngươi ra tay, cứ đợi các thứ thuộc về các ngươi là được. Mạnh Vô Kỳ cười nói. Vậy ta không có ý kiến. Tịnh Hỏa gật đầu. Nếu không cần ra tay với Mạnh Vô Kỳ, bọn họ sẽ không ra tay, nếu thật sự có người tới đối phó Mạc Phàm, bọn họ càng nguyện ý kéo dài thời gian. Dù sao đứng sau Mạnh Vô Kỳ là Mạnh gia. Trái ngược với Mạc Phàm, bọn họ sẽ thoải mái hơn nhiều. Mạc Phàm chỉ là một phàm nhân hạ giới, không có bất luận bối cảnh gì, hơn nữa chỉ là kéo dài thời gian, không đánh lại được nhưng kéo dài thêm thời gian không thành vấn đề. Ta cũng không có ý kiến. Bốn người cùng thống nhất ý kiến, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Trong đó Thiên Tầm Tử người duy nhất chưa ra tay cười nham hiểm. Dáng vẻ vô cùng tự tin đi ra. Ba người đều bị thương cả rồi, chuyện dây dưa kéo dài thời gian cứ giao cho ta là được.
Anh ta lấy một viên thuốc màu lam từ trong nhẫn chữ vật ra, đưa cho Linh Sủng như con chuột trên vai. Linh Sủng này nhìn thấy đan dược, đôi mắt nhỏ trở nên sáng lên, không do dự nuốt viên thuốc đó. Viên thuốc màu lam này vừa vào miệng, linh thú vốn không lớn lắm lập tức tăng vọt lên, rất nhanh đã biến thành cùng cỡ với thiên tầm tử. Không chỉ như vậy, theo Linh Sủng này biến to, nó cũng từ hình con chuột biến thành giống thiên tầm tử như đúc, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hai người là một. Tiểu tử hạ giới, không phải ngươi mới nói ta yếu nhất à, ta xem ngươi đối phó với người yếu nhất thế nào đây? Thiên tầm tử và Linh Sủng cùng cười mỉa nói. Nói xong Linh Sủng biến thành dáng vẻ của thiên tầm tử phát ra âm thanh chói tai, bóng dáng biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã tới sau lưng Mạc Phàm, tốc độ không kém Lôi Diệt lúc trước chút nào. Đồng thời thân thể thiên tầm tử nhoáng lên một cái, liền tới nơi cách Mạc Phàm không xa. Hai tay ông ta kết ra một ấn ký, đôi mắt lập tức từ hình tròn, biến thành hoa hướng dương. Huyễn hỏa. Hai chữ vang lên, hoa hướng dương ở trong mắt chuyển động theo, từng đóa hướng dương lập tức xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, áp sát vào Mạc Phàm. Huyễn hỏa này là chân hỏa bản mệnh ông ta tu luyện, chỉ là một loại hỏa diễm tạo ra thông qua mắt, lực sát thương kém tịnh hỏa, lôi hỏa và yêu hỏa nhiều, nhưng hỏa diễm này có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta rơi vào trong huyễn cảnh, không thể tự thoát khỏi. Huyễn cảnh cộng thêm Linh Sủng có thực lực không tầm thường của ông ta nữa, sẽ giết được không ít người mạnh hơn ông ta. Hoa hướng dương đụng tới Mạc Phàm, vẻ mặt Mạc Phàm lập tức sửng sốt, đôi mắt hắn trợn ngược. Sau lưng Mạc Phàm, trong mắt Linh Sủng biến thành thiên tầm tử lóe lên hung ác, hai thanh đoản kiếm màu đen xuất hiện trong hai tay nó, giống như lưu tinh đâm về phía hai huyệt thái dương của Mạc Phàm. Đám Mạnh Vô Kỳ và Lôi Diệt vốn nhíu mày, thiên tầm tử vốn nổi tiếng đào bảo trộm vật, không ngờ lúc ra tay cũng khủng bố như vậy. Thủ đoạn của thiên tầm lão đệ rất hay, đổi lại là ta, chỉ sợ phần lớn là chết trên tay ngươi rồi. Lôi Diệt nói đúng trọng tâm. Thiên tầm tử hơi nhếch miệng cười đắc ý. Lôi lão ca quá khen rồi. Khi nói chuyện, đoạn kiếm trong tay linh thú biến thành thiên tầm tử đã tới huyệt thái dương của Mạc Phàm. Mà lúc này giọng Mạc Phàm vang lên. Ngươi khen hơi sớm rồi đó. Mắt thiên tầm tử mở to, trong mắt đều là không thể tin được. Bỗng nhiên Mạc Phàm ở dưới đoạn kiếm trong tay Linh Sủng của anh ta không thấy nữa, mà không biết vì sao ông ta lại xuất hiện ở chỗ Mạc Phàm vừa mới đứng. Một màn bất chợt này, đừng nói là thiên tầm tử, ngay cả đám Mạnh Vô Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Phàm cũng mờ mịt. Đây là tình huống gì thế? Đôi mắt của bọn họ không chớp lấy một cái, bị Linh Sủng đâm biến từ Mạc Phàm thành thiên tầm tử. Đây là Mạc Phàm trúng huyễn thuật, hay là tất cả bọn họ trúng huyễn thuật đây? Ngoại trừ Mạc Phàm, chúng ta đều trúng huyễn thuật rồi. Tịnh Hỏa nhắm mắt rồi mở mắt ra, lạnh lùng nói. Quả thật huyễn thuật của thiên tầm tử có thể mê hoặc người khác, nhưng lần này huyễn thuật của thiên tầm tử không mê hoặc được Mạc Phàm, trái lại được Mạc Phàm dùng để mê hoặc bọn họ. Từ đầu tới cuối Mạc Phàm không cử động một phen, thiên tầm tử vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ có Linh Sủng của ông ta biến thành dáng vẻ của ông ta đang chuẩn bị giết ông ta. Cái gì? Đám Lôi Diệt nghe thấy lời Tịnh Hỏa nói, sắc mặt lập tức xanh mét. Một tu sĩ Kim Đan, lại khiến Huyễn Hỏa phản ngược lại, cậu ta thật sự chỉ là Kim Đan sao? Nhiệt xúc, dừng lại, mau dừng lại. Thiên tầm tử cắn đầu lưỡi, vội vàng kêu lên. Giọng nói vừa vang lên, quả thật hai thanh đoản kiếm dừng lại, không đâm vào mi tâm của thiên tầm tử. Nhưng đâm vào hai vai của ông ta. Phập, đoàn kiếm biến mất vào trong cơ thể của thiên tầm tử, sắc mặt thiên tầm tử lập tức đen lại. Ông ta bất chấp đau đớn, vội vàng lấy một ngọc bài ra, đổ mấy viên giải dược nuốt vội xuống. Trên hai thanh đoàn kiếm này đều có độc long chi huyết, nếu không lập tức giải độc, đợi lát nữa toàn thân sẽ hóa thành máu loãng mà chết. Cho dù ăn giải dược, sắc mặt ông ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ta nói rồi. Ngươi là người yếu nhất, thì chính là người yếu nhất, có huyễn hỏa hay không đều như vậy cả. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chân hỏa bản mệnh của thiên tầm tử là huyễn hỏa, sao hắn không nhìn ra được. Tuy loại hỏa diễm này tự mang huyễn thuật, nhưng quá cấp thấp, cũng có quá nhiều khuyết điểm, nếu tiểu vũ cắn nuốt loại hỏa diễm này, trái lại thực lực không tăng lên nhiều, còn thành điểm yếu bị người ta cản tay. Cho nên so với hỏa diễm này, hắn càng muốn linh sủng của thiên tầm tử. Tiểu tử, ngươi, sắc mặt thiên tầm tử vốn khó coi, lại đen hơn vài phần. Mạc Phàm không để ý tới thiên tầm tử,
hắn bước một bước tới bên Thiên Tầm Tử, rồi bắt lấy linh sủng biến thành Thiên Tầm Tử, kéo nó đi một cách dễ dàng. Từ nay về sau ngươi là của ta, còn không nhanh biến thành nguyên hình. Mạc Phàm thản nhiên nói. Linh sủng này tên là Thiên Bảo Thử, tốc độ rất nhanh, nhưng lực công kích không mạnh. Nếu không có huyễn thuật kiềm chế và pháp khí thối độc, Thiên Bảo Thử gần như khó thương tổn được tu sĩ đồng cấp, trái lại chạy trốn thì không thành vấn đề. Nhưng Thiên Bảo Thử vốn không phải linh sủng dùng để chiến đấu, mà dùng để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thiên Bảo Thử rất mẫn cảm với thiên tài địa bảo, có thể phát hiện linh vật trong vòng trăm dặm. Chỗ chắc chắn có linh dược giải độc cho Tiểu Vũ, nhưng muốn tìm linh dược loại này, phải cần linh sủng như Thiên Bảo Thử giúp đỡ, vừa vặn gặp được một con ở đây, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Trên người linh sủng kia chớp lóe hôi quang, nhanh chóng biến thành dáng vẻ ban đầu, đôi mắt sợ hãi nhìn về một phía, không dám nhìn Mạc Phàm. Tay còn lại của Mạc Phàm duỗi về phía Thiên Tầm Tử, trên lưng Thiên Tầm Tử, một cái túi bay vào trong tay hắn. Vào đi thôi. Mạc Phàm cầm túi, ôn hòa ra lệnh. Nhẫn chữ vật chỉ có thể bỏ vật chết, linh sủng muốn vào trong nhẫn chữ vật, nhất định phải dùng quy tức đan để ở trạng thái giả chết, như vậy không tốt với linh sủng như vậy nếu không phải phong vào trong vòng linh thú, thì bỏ vào túi linh thú. Chiếc túi trên người Thiên Tầm Tử là túi linh thú. Cấp bậc rất thấp, nhưng có thể sử dụng. Thiên Bảo Thử liếc mắt nhìn Thiên Tầm Tử một cái, sau đó hóa thành một đạo quang biến mất vào trong túi linh thú. Thiên Tầm Tử nắm chặt tay, ông ta hao phí tinh lực suốt đời mới nuôi được Thiên Bảo Thử lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên ông ta mang Thiên Bảo Thử ra ngoài, vốn định dựa vào khứu giác của Thiên Bảo Thử tìm Phượng Hoàng Thạch ở hội đấu giá hỏa thần, còn kiếm bút lớn. Lần này không có Phượng Hoàng Thạch, cũng không kiếm được gì, Thiên Bảo Thử còn bị Mạc Phàm cướp đi. Nhưng ông ta tức thì tức, mà không dám nói gì. Mạc Phàm chỉ cướp đồ của ông ta mà không giết, đây xem như là giơ cao đánh khẽ rồi. Các ngươi còn ai muốn ngăn ta nữa không? Mạc Phàm nhìn lướt qua đám Tịnh Hỏa, hỏi. Đám Tịnh Hỏa nhìn thoáng qua nhau, không có ai nói chuyện, cũng không có người ra tay. Bốn người đều bị thương, nếu ngăn Mạc Phàm khả năng bị giết là rất cao. Trong lúc này, bốn phía yên tĩnh như chết lặng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không hẹn mà đi tới chỗ Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm đi tới, sắc mặt anh ta trắng bệch, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Phế vật, bốn người đúng là phế vật, không cần Phượng Hoàng Thạch nữa à, còn không nhanh cản cậu ta lại. Vẻ mặt đám Tịnh Hỏa âm trầm, vẫn không có ý ra tay. Cần Phượng Hoàng Thạch, phải còn mạng mới được, phàm nhân hạ giới Mạc Phàm còn đáng sợ hơn bọn họ nghĩ. Mạnh Vô Kỳ thấy đám Tịnh Hỏa đứng yên không động, thì nắm lấy nam tử tóc dài bày mưu tính kế cho anh ta. Ngươi nói những người đó chưa, sao bọn họ còn chưa tới? Chuyện này... Đôi mắt nam tử tóc dài đảo liên tục, mãi mà không nói nên lời. Phế vật, đều là phế vật, nhanh ra chỗ ra hỏa kia cho ta. Mạnh Vô Kỳ nắm lấy nam tử tóc dài ném về phía Mạc Phàm. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng ra, nam tử tóc dài kia còn chưa bay tới trước người hắn đã nổ tung, huyết nhục nhuộm đỏ bãi cỏ. Mạc Phàm không thèm nhăn mày một cái, tiếp tục đi về phía Mạnh Vô Kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ừng ực, vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ sửng sốt, anh ta nuốt nước bọt, sau đó. Phịch, anh ta bay thẳng tới quỳ với Mạc Phàm. Mạc Phàm, những chủ ý này đều do người bị ngươi giết nghĩ ra, ta không chịu nổi những lời khuyên bảo của cậu ta, cho nên mới ra tay, ngươi tha cho ta đi, ta sẽ cho ngươi Phượng Hoàng Thạch. Lúc trước anh ta không sợ Mạc Phàm, hiện giờ anh ta bị Mạc Phàm dọa sợ hoàn toàn rồi. Sớm biết sẽ như vậy, chắc chắn anh ta không đi trêu chọc Mạc Phàm. Sẽ không điều chú quân đi, càng không theo Mạc Phàm tới đây. Tha cho ngươi là không có khả năng, Phượng Hoàng Thạch tôi cũng phải lấy được, không phải ngươi còn chỗ dựa sao? Mạc Phàm đứng trước người Mạnh Vô Kỳ, lạnh nhạt hỏi. Vừa rồi ta nói linh tinh thôi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ cho ngươi Phượng Hoàng Thạch, Mạnh Vô Kỳ ta nói lời giữ lời, nếu ta nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết. Mạnh Vô Kỳ thề son sắt nói. Chỗ dựa cuối cùng của anh ta không biết khi nào mới tới, nhưng Mạc Phàm giết anh ta chỉ là một ý niệm trong đầu. Mạc Phàm lắc đầu, đặt một tay lên vai Mạnh Vô Kỳ. Bây giờ ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi có chỗ dựa, ta muốn xem chỗ dựa của ngươi là gì, có thể làm gì ta hay không. Hắn thu thập Mạnh Vô Kỳ mấy lần, sau mỗi lần này,
Mạnh Vô Kỳ đều lại tới tìm. Sở dĩ như vậy, đơn giản là vì không đả thông và có quân sư Quạt Mo ở phía sau. Quân sư Quạt Mo đã bị giết chết, hiện giờ cho Mạnh Vô Kỳ lá gan cũng không dám ra tay với hắn. Mạnh Vô Kỳ và đám Tịnh Hỏa sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm thay đổi, vẻ mặt không giống nhau. Mạc Phàm, người đây là đang tự tìm đường chết đó. Mạnh Vô Kỳ lộ ra tươi cười nham hiểm, nói. Lúc này Mạc Phàm bảo anh ta làm gì, anh ta đều không do dự đồng ý, Mạc Phàm lại đợi chỗ dựa của anh ta tới đây. Những người đó có người mạnh như đám Tịnh Hỏa, có một số lại mạnh hơn nhiều. Trừ phi Mạc Phàm có thực lực cấp hóa thần, nếu không không có khả năng sống sót. Mạc Phàm cười nhạt đi về phía trước vài bước, cửu tinh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cửu tinh vung lên, một trường tuyến được cửu tinh vẽ ra. Sợi trường tuyến này vòng quanh đám Mạnh Vô Kỳ và Tịnh Hỏa một vòng, bao mấy người ở bên trong. Bùm một tiếng, hỏa diễm chen chúc mà ra dưới chân đám người này, biến thành một đóa liên hỏa lam văn kim sắc vĩ đại. Hỏa diễm cháy lên khiến sắc mặt đám Tịnh Hỏa thay đổi. Chuyện này, vừa rồi Mạc Phàm không dùng hỏa diễm, bọn họ không ngờ trên người Mạc Phàm còn có tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa vốn là chân hỏa không kém, sau khi dung hợp càng thêm khủng bố. Mạc Phàm ngoại trừ tu thần thể ra, vậy mà còn có dị hỏa cỡ này. Bốn người không dám chần chừ, vội vàng vận khởi công pháp, chân hỏa của mỗi người xuất hiện bên ngoài người bọn họ. Dù vậy sắc mặt bọn họ vẫn khó coi như cũ. Trái lại Mạnh Vô Kỳ không vận chuyển hỏa diễm, anh ta chỉ có tu vi kim đan, kém hơn đám Tịnh Hỏa rất nhiều. Anh ta lấy la bàn lúc trước giúp anh ta biến mất ra, một đạo quang chiếu lên người anh ta, lúc này mới miễn cưỡng chống cự lại được thiêu đốt bức người này. Mấy người ở bên cạnh Mạnh Vô Kỳ không may mắn như vậy, ít nhất hơi chút chống cự, hỏa diễm giấy lên trên người bọn họ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ trong phút chốc, mấy người đều bị thiêu thành cho tàn. Mạc Phàm, không phải ngươi sẽ đợi chỗ dựa cuối cùng của ta tới sao, vì sao ngươi lại ra tay với ta? Mạnh Vô Kỳ kêu lên. Bây giờ ngươi đã chết sao? Mạc Phàm quay lưng về phía Mạnh Vô Kỳ, hỏi. Ngươi! Mạc Phàm cầm cửu tinh chút linh khí vào bên trong, khắc họa trên mặt đất. Không nhiều chữ số, có tổng cộng 9 cái, lại hao phí không ít thời gian. Một khắc sau, một đám văn tự giống đao kiếm cổ xưa xuất hiện trên mặt đất, xếp thành một hàng trước mặt hắn. Một chữ kiếm cuối cùng, không biết là Mạc Phàm cố tình hay vô tình viết thiếu một nét. Dù vậy những chữ này vẫn giống thần binh do Kim Thủy Quán chú tạo thành phóng trên mặt đất, chưa khởi động, mà từng dòng khí tức sắc bén đã sản sinh ra. Mạc Phàm, ngươi cho rằng mấy chữ này có thể đối phó được người ta dựa vào sao? Mạnh Vô Kỳ nhìn những chữ này, lạnh lùng nói. Một tay Mạc Phàm cầm cửu tinh, đứng phía trước những văn tự này. Có thể hay không đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lát nữa ngươi sẽ hối hận. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng. Vậy sao? Mạc Phàm vừa mới nói xong, ở nơi cách bọn họ không xa, giọng nói của thuộc hạ đi theo Mạnh Vô Kỳ tới hội đấu giá lúc trước vang lên cách không xa. Các vị đại nhân, người cầm linh kiếm ở phía trước, chưa tới 20 tuổi, mặc bộ đồ trắng, trên người cầm lệnh bài quân sĩ xuất ngũ. Nếu không thấy linh kiếm mà ngươi nói, ta sẽ cắt ngươi ra thành từng mảnh. Một đại hán mặt lạnh trên mặt có sẹo nói. Đại nhân yên tâm, chắc chắn tin này không có vấn đề, dù sao trên người ta có truy tung phù, nếu có vấn đề này, đại nhân hoàn toàn có thể giết chúng ta. Tôi tớ kia nói. Tốt nhất là như vậy, nếu không có, vậy thì không chỉ giết ngươi đơn giản như vậy đâu. Ở bên cạnh, những người khác cũng nói. Những giọng nói này không to, nhưng vì ở vùng hoang vu, cho nên truyền đi rất xa. Mạnh Vô Kỳ nghe thấy câu này thì nhíu chặt mày, cao giọng nói. Muốn linh kiếm thì cứ tới đây, người kia ở đây này, người nào giết được cậu ta, không chỉ có linh kiếm, còn được những ưu đãi khác nữa. Anh ta vừa dứt lời, vài tiếng vù 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 vang lên, bóng người lay động, không ít bóng người nhoáng lên một cái liền tới chỗ cách Mạc Phàm không xa. Chỉ trong phút chốc, có khoảng 20-30 người xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Có lẽ tu vi của những người này không bằng đám Tịnh Hỏa, nhưng khí tức tàn nhẫn trên người không kém gì đám Tịnh Hỏa, hơn nữa số lượng nhiều hơn nhiều, đa số đều là Nguyên Anh, có tu sĩ Kim Đan, trong đó cũng có không ít cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong. Trong mắt những người này đều lóe sáng ánh sáng lạnh, đều nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi là người có linh kiếm khiến Nguyên Anh kỳ đều sợ sao?
Đại hán mặt sẹo kia hỏi. Chính là cậu ta, trong số mọi người ai có thể mang ta sống tới Viêm Dương Thành, có thể đạt được Phượng Hoàng Thạch, người nào giết hắn, người đó sẽ đạt được Phượng Hoàng Thạch. Mạnh Vô Kỳ nói. Đám người này giết được Mạc Phàm hay không anh ta không biết, nhưng anh ta muốn rời khỏi nơi này trước, đến Viêm Dương Thành anh ta mới an toàn. Ngươi nói lời giữ lời không? Một đại hán khác hỏi. Chỉ có một thanh linh kiếm, bọn họ không thể cùng có được, Phượng Hoàng Thạch cũng rất chân quý, có thể đạt được cũng không tệ. Các ngươi không tin lời ta nói, nhưng các ngươi biết thứ này đúng không? Mạnh Vô Kỳ lấy một lệnh bài màu đỏ ra nói. Một mặt lệnh bài này viết chữ mạnh, mặt còn lại viết chữ thường. Mạnh thường lệnh. Có người nhìn thấy lệnh bài này, trước mắt sáng lên kêu. Mạnh thường lệnh là một lệnh bài của Mạnh gia, nghe nói là lệnh bài tuyên bố của một người Mạnh gia tên là Mạnh Thường Quân. Nếu nhìn thấy lệnh bài này, giúp đỡ tất có thưởng, giết sẽ phải chết. Lệnh bài này đều rất nổi tiếng ở tinh vực gần đây, người nhìn thấy khối lệnh bài này sẽ có thu hoạch, trái lại đều không có kết cục tốt. Không sai, đây là mạnh thường lệnh của Mạnh gia, bây giờ các ngươi tin chưa? Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng cười nói. Những người đó không trả lời, nhưng không có người nghi ngờ. Trong mắt Mạnh Vô Kỳ hiện lên nham hiểm, anh ta nhìn về phía bóng lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm, bây giờ ngươi hối hận cũng vô dụng, chỗ dựa của ta đã tới rồi, bọn họ sẽ lập tức để ngươi biết, tu sĩ tu chân giới là tu sĩ tu chân giới, phàm nhân hạ giới chỉ là phàm nhân hạ giới, mà ta là đệ tử thế gia, không phải người ngươi có thể trêu chọc, Mạnh Vô Kỳ cười ha ha nói. Dáng vẻ anh ta vênh váo đắc ý, không còn dáng vẻ quỳ xuống với Mạc Phàm lúc nãy nữa. Mạc Phàm không thèm nhìn Mạnh Vô Kỳ ở phía sau, hắn chỉ nhìn lướt qua tôi tớ của Mạnh Vô Kỳ thì thu hồi ánh mắt. Hắn cho rằng chỗ dựa của Mạnh Vô Kỳ là lượng lớn chú quân, hoặc là cao thủ ở Viêm Dương Thành, kết quả chỉ là một đám người tới theo truy tung phù. Lúc trước hắn còn hơi tò mò, vì sao bên cạnh Mạnh Vô Kỳ lại ít đi một người, hóa ra anh ta không giải truy tung phù trên người người này, để đi dụ những người kia tới. Thông minh thì thông minh, nhưng đổi lại là những người khác phần lớn sẽ bị giết chết, dù sao có nhiều tu sĩ như vậy. Những người này đi tấn công một thành nhỏ, đều đủ rồi. Ta có linh kiếm, các ngươi lên cả đi, chỉ cần dám tới, ta sẽ giết toàn bộ. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám người này, trong mắt hắn lóe lên sát khí, nói. Khi nói chuyện, liên hỏa vây quanh đám tịnh hỏa bành trướng lên. Hửm, không ít người nhíu mày, trong đôi mắt lộ ra chút sắc lạnh. Ta không nghe nhầm đấy chứ. Có người ngoáy lỗ tai mình, nói với vẻ khinh thường. Bọn họ có ít nhất 40 tu sĩ. Kém nhất cũng có tu vi như Mạc Phàm, xung quanh còn có không ít người ẩn nấp không đi ra. Nhiều người như vậy giết một người, gần như là miểu sát. Một mình Mạc Phàm muốn giết sạch bọn họ, quả thực là chuyện viễn tưởng. Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng, ý cười lại dày đặc hơn nhiều. Mạc Phàm giết đám tịnh hỏa, có lẽ anh ta còn tin. Nhưng Mạc Phàm muốn giết 40 người này, trừ phi Mạc Phàm không phải là tu sĩ, là thiên tiên. Nếu không không có khả năng làm được. Tu sĩ Kim Đan đối phó được nhiều nhất 9 tu sĩ Nguyên Anh, cũng là cửu trảm cao cấp nhất rồi, không thể nhiều hơn nữa. Ở tu chân giới không có người hơn thập trảm, cửu trảm đều là trong truyền thuyết, rất ít người có thể nhìn thấy người như vậy. Dù sao đan lực kém hơn anh lực của tu sĩ Nguyên Anh một chút, hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh còn từng độ lôi kiếp, trong anh lực còn có lực đại đạo trong lôi kiếp. Cho nên tu sĩ Kim Đan đối phó tu sĩ Nguyên Anh độ kiếp càng miễn cưỡng một chút. Trong đám người này không phải đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng có 30 tu sĩ Nguyên Anh. Mạc Phàm muốn giết sạch bọn họ, tuyệt đối là con kiến nhìn trời, không biết tự lượng sức mình. Ngươi không nghe nhầm. Tay còn lại của Mạc Phàm vươn ra, phù văn vần quanh tay hắn xuất hiện, mệnh kiếm phù ảnh chui từ trong phù văn ra. Linh kiếm ở trong tay ta, muốn lấy thì tới đây. Muốn cứu Mạnh Vô Kỳ thì cứ cứu đi, tuy các ngươi không phải ma tộc, nhưng ta sẽ giết sạch những người tiến lên. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén tỏa ra bốn phía, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đó nói. Giọng nói của hắn rét lạnh thấu xương, hoàn toàn không còn giống hắn lúc trước, trái lại giống một pho tượng sát thần. Tu chân giới không khác địa cầu, không có thực lực nửa bước khó đi, không có thế lực không thể đặt chân, không có danh tiếng không thể sống sót. Giống như Mạnh Vô Kỳ, ỷ vào uy danh của Mạc gia, anh ta có thể hô phong hoán vũ. Nhưng những người khác chỉ có thể sâu xé, để mặc anh ta sử dụng.
không ai đồng tình với kẻ yếu, cũng không có người thương hại, người yếu chỉ có thể bị người ta dẫm lên, trở thành cỏ đuôi chó. Giống hắn năm đó, mới vào Thần Nông Tông bởi vì quá mềm lòng, giúp Mạnh Bất Đồng làm một nhiệm vụ, cuối cùng thiếu chút nữa chết trong nhiệm vụ đó. Mạnh Bất Đồng cố ý hay không hắn không biết, nhưng quả thật hắn thiếu chút nữa chết vì nhiệm vụ của Mạnh Bất Đồng. Cho nên sau đó hắn không thân với Mạnh Bất Đồng nữa, thậm chí còn tránh Mạnh Bất Đồng. Nhưng nếu hắn mạnh hơn, hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Lần này hắn không muốn giống trước đây nữa, hắn không chỉ đường đường chính chính đứng trước mặt Mạnh Bất Đồng, còn tự tay bóp nát thần hồn của quân Khương Lâm. Cho nên những người này, hắn sẽ không mềm lòng mà tha cho bọn họ. Ma tộc, tiểu tử, trái lại ngươi nói rất đại nghĩa, nhưng người như ngươi đã không còn tồn tại ở tu chân giới, ngươi cũng phải chết. Đại hán mặt sẹo cười mỉa, đi về phía Mạc Phàm. Ma tộc và tu sĩ Phương Đông bọn họ đều là thế lực đối địch, nhưng vì ích lợi trước mắt, cho dù là ma tộc hay tu sĩ nhân loại chỉ cần lấy được ưu đãi, ai còn quan tâm vấn đề tộc loại. Nếu đạt được nhiều chỗ tốt từ ma tộc, chắc chắn bọn họ sẽ lựa chọn ma tộc. Thậm chí có đôi khi người một nhà còn nguy hiểm hơn ma tộc, càng phải hợp tác với ma tộc. Sau đại hán mặt sẹo, những người khác cũng lắc đầu cười, trên người lóe lên linh quang, pháp khí, pháp bảo, pháp ấn xuất hiện trong tay bọn họ. Có người bay thẳng tới linh kiếm trong tay Mạc Phàm, có người thì vòng qua Mạc Phàm, đi về phía đám Mạnh Vô Kỳ, có rất ít người e sợ Mạc Phàm nên chưa dám ra tay trước. Không chỉ bọn họ, đám tinh hỏa cũng nhíu mày, chân hỏa căn nguyên trên người cũng trướng to, đi về phía Mạnh Vô Kỳ. Chỉ cần mang Mạnh Vô Kỳ đi, bọn họ vẫn có thể đạt được Phượng Hoàng Thạch. Còn giết Mạc Phàm, bọn họ chưa từng suy nghĩ tới, tuy linh kiếm kia chân quý, bọn họ phải có thực lực tranh đoạt. Nhưng chín cổ tự tàn khuyết không đầy đủ trước người Mạc Phàm, lại khiến bọn họ có cảm giác lo sợ bất an. Mạnh Vô Kỳ thấy những người này đi tới, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như đang nhìn người chết. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Mạnh Vô Kỳ cao giọng cười nói. Vậy sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn về phía những người đi tới, linh khí dậy sóng rót vào trong cửu linh, muốn ra tay. Ta là quân trưởng của chú quân ở Tinh Hỏa Trấn, tất cả dừng tay cho ta, nếu không giết không tha. Giọng nói trầm thấp mà có lực của đồng chiến truyền từ đằng xa tới, âm thanh khi quân đội hành quân vang lên theo. Nghe thấy giọng nói này, ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Chú quân tới đây, chuyện này có vẻ phiền phức rồi. Cho dù tu vi của chú quân không cao, cũng không thể là địch dễ dàng. Nhất là Mạnh Vô Kỳ, chỉ một lát nữa thôi anh ta sẽ giết được Mạc Phàm, lúc này đồng chiến lại tới. Mạc Phàm cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn khôi phục như thường. Chỉ trong phút chốc, đồng chiến dẫn theo hai đội mặc chiến giáp đi tới. Đồng chiến nhìn những người này và Mạnh Vô Kỳ trong hỏa diễm, vẻ mặt vốn âm trầm lại nhíu chặt mày hơn. Các ngươi tới Tinh Hỏa Trấn đông như vậy, là muốn làm gì, muốn mưu đồ tạo phản sao? Đồng thúc thúc, cái mũ này của ngươi quá lớn rồi, tiểu tử này giết mấy tôi tớ của ta, còn muốn giết ta nữa, ta chỉ phát mệnh thường lệnh, tìm người tới cứu ta mà thôi, chẳng lẽ tự bảo vệ mình là sai sao? Mạnh Vô Kỳ bất mãn nói. Đồng chiến là người của thúc thúc anh ta. Nhưng anh ta có cảm giác đồng chiến không đứng về phía anh ta, trái lại là người của Mạc Phàm. Đồng chiến nhìn lệnh bài trong tay Mạnh Vô Kỳ, lông mày ông ta nhíu chặt hơn. Mạnh Vô Kỳ vì đối phó Mạc Phàm, vậy mà lấy cả thứ này ra rồi. Mạc công tử, không phải chuyện giữa ngươi và Vô Kỳ đã giải quyết rồi sao, những chuyện ngươi nói ta đã thực hiện rồi, vì sao ngươi còn ra tay với Vô Kỳ? Đồng chiến hỏi, chuyện lúc trước đã giải quyết xong. Nhưng vấn đề mới thì chưa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt đồng chiến khó coi, ông ta dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhất định là Mạnh Vô Kỳ lại đi đối phó Mạc Phàm. Nhưng ông ta nhìn thoáng qua mệnh thường lệnh trong tay Mạnh Vô Kỳ, trong lòng thấy rất lúng túng. Nếu Mạnh Vô Kỳ không phải cháu của thành chủ, ông ta nhất định sẽ giết Mạnh Vô Kỳ. Vì mấy mâu thuẫn mới, các ngươi lại tư đấu ở đây trong lúc diễn ra hội đấu giá hỏa thần. Trong mắt các ngươi còn có quân đình không, nhanh tản ra, nếu không sẽ là địch của quân đình, xử lý theo quân pháp. Đồng chiến vẫn nói, Mạnh Vô Kỳ tụ tập nhiều người như vậy, vốn dĩ không phải lúc truy cứu nguyên nhân vấn đề, nên đuổi những người này rời đi trước thì hơn. Những lời này vừa vang lên, không ít người nhìn về phía mệnh kiếm trong tay Mạc Phàm, nhưng không ai cử động.
Đông Thúc, người này muốn giết ta, còn giết người của ta, muốn tản ra cũng được. Thứ nhất linh kiếm kia là tiểu tử này trộm được, bảo cậu ta giao linh kiếm ra đây. Thứ hai, cậu ta phải định khế ước chủ tớ với ta, trở thành nô lệ của ta mới được. Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng, không sợ hãi cười mỉa nói. Ngay cả Mạnh Thường Lệnh anh ta đã lấy ra rồi, sao có thể từ bỏ như vậy, Mạc Phàm muốn rời khỏi đây cũng được, nhưng nhất định phải khiến anh ta khiến người ở đây hài lòng, nhất là anh ta. Nếu không Mạc Phàm đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Còn quân Pháp, đồng chiến cũng phải nghe thúc thúc anh ta, thúc thúc anh ta là Pháp. Vô Kỳ, người không nghe rõ lời ta nói sao? Sắc mặt đồng chiến khó coi, trầm giọng hỏi. Đồng thúc thúc, không phải ta không đồng ý, chỉ là ngươi nhìn tình cảnh của ta hiện giờ xem, nếu ngươi có thể đảm bảo cậu ta không giết ta, ta cũng không có ý kiến, nhưng ngươi có thể đảm bảo không? Mạnh Vô Kỳ nói với vẻ khinh thường. Đồng chiến chau mày, đôi mắt ông ta đảo liên tục, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Nếu là những người khác ông ta còn có thể trấn nhiếp một chút, nhưng Mạc Phàm, ông ta thật sự không nắm chắc. Mạnh Vô Kỳ gọi đám tịnh hỏa tới, cũng bị Mạc Phàm vây trong hỏa liên, một người bất kỳ trong bốn người này đều mạnh hơn ông ta dùng cái gì để trấn nhiếp Mạc Phàm? Quân pháp của quân đình sao? Nếu như tra xét chuyện này, chắc chắn không liên quan gì tới Mạc Phàm. Cho nên ông ta không thể bảo vệ được Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ thấy đồng chiến không nói lời nào thì nheo mắt lại, anh ta cười nói tiếp. Đương nhiên nếu đồng thúc thúc quyết tâm để ta rời đi, ta cũng có thể đi, dù sao ngươi là thủ trưởng của ta, nhưng mạnh thường lệnh của mạnh gia ta đã lấy ra rồi, bọn họ có rút đi hay không, ta cũng không biết. Đồng chiến liếc mắt nhìn những người đó một cái, 40 tu sĩ, mạnh hơn người ông ta mang tới nhiều. Số lượng người ông ta dẫn tới cũng không ít, nhưng chỉ có 4, 5 người là Nguyên Anh Kỳ, vốn dĩ không thể đánh đồng. Các ngươi còn không rút lui. Không nghe thấy lời ta nói sao? Đồng chiến quát lớn. Đồng quân trưởng, mấy ngày hôm trước sư phụ ta mất một thanh kiếm, dựa theo tin tức ta đạt được, người kia trốn về phía tinh hỏa trấn thông qua truyền tống trận, bây giờ ta rất chắc chắn kiếm trong tay tiểu tử này là kiếm của sư phụ ta, sư mệnh khó mà không tuân theo, có khả năng ta không thể nghe theo lời đồng quân trưởng nói. Hán tử mặt sẹo cười lạnh lùng nói. Chỉ là quân trưởng có tu vi thấp hơn anh ta mà thôi, muốn anh ta rời đi. Chuyện này có thể sao? Ở tu chân giới, đâu có đạo lý cường giả phải nghe lời nhược giả. Đại hán mặt sẹo này mới mở miệng, những người khác cũng cười theo. Đúng lúc mấy ngày trước kiếm của sư tổ ta bị tặc tử trộm đi, tuy chưa chắc đã là thanh kiếm này, nhưng ta phải xác nhận một phen, nhớ đâu là thật, đó là linh kiếm, quân trưởng có thể gánh vác được sao? Một kiếm sĩ mặt trắng lạnh lùng liếc đồng chiến một cái, chất vấn với vẻ khinh thường. Linh kiếm là kiếm cấp bậc linh bảo, tuy ở tu chân giới có không ít pháp khí, nhưng linh bảo vô cùng chân quý, vì pháp khí cấp bậc này, tu sĩ Nguyên Anh không thể luyện chế, chỉ có cấp bậc hóa thần thậm chí là đại tu trở lên mới có thể luyện chế. Hơn nữa tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, thông thường nếu có linh bảo xuất hiện, đều khiến không ít tu sĩ Nguyên Anh tranh giành. Dù sao một thanh linh kiếm có thể làm tu sĩ kim đan như Mạc Phàm khiến tu sĩ Nguyên Anh không thể không chịu thua. Mà uy lực ở trong tay tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sẽ mạnh hơn một chút, đó là uy lực của Linh Bảo. Sao bọn họ có thể bỏ qua, cho dù đắc tội người của quân đình, cũng nhất định phải lấy được. Mấy ngày trước ra ra ta. Trong lúc này, gần như trưởng bối của tất cả đám tu sĩ đều mất lệnh kiếm, còn nhận định là thanh kiếm trong tay Mạc Phàm, không có một ai rời đi. Quân Pháp không thể trách nhiều người, nếu bọn họ đều không rời đi, chỉ cần không ra tay với người của quân đình. Quân đình sẽ không làm gì bọn họ. Mạnh Vô Kỳ nghe thấy lời những người này nói, thì cười khẽ. Đồng thúc thúc, ngươi xem việc này nên làm thế nào, ta cảm thấy đồng thúc thúc đừng nhúng tay vào thì hơn, dù sao nơi này không được coi là ở bên trong tinh hỏa trấn. Đồng chiến nhíu chặt mày, trên mặt đều là giận dữ. Ông ta thân là quân trưởng của tinh hỏa trấn, nhưng chưa từng gặp loại chuyện như vậy, đều không có biện pháp với hai bên. Ông ta nhíu mày một lát. Sau đó nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, hẳn là ngươi đã rõ tình cảnh của mình, ta cũng không có biện pháp, nếu có thể, hy vọng ngươi nghe ta khuyên một câu, đưa lệnh kiếm kia cho bọn họ, ngoài ra còn đảm bảo không ra tay với Vô Kỳ nữa, nếu không hôm nay người khó có thể rời đi được. Nếu nhiều người cùng ra tay với Mạc Phàm như vậy, chắc chắn Mạc Phàm không thể phát huy ra uy lực của linh kiếm, đã bị giết chết.
Đổi lại là những người khác, ông ta sẽ không thèm để ý. Nhưng Mạc Phàm có chút tác dụng với ông ta, không thể để Mạc Phàm chết như vậy được. Giao linh kiếm thì được, nhưng đảm bảo không ra tay với ta là không được, sao ta có thể tin một phàm nhân từ hạ giới tới. Còn nữa, đúng là cậu ta giết mấy người của Mạnh gia ta, có thể bỏ qua như vậy được à, Mạnh gia ta vì bồi dưỡng những người này mà tốn không ít linh thạch đâu. Mạnh Vô Kỳ nói với vẻ không vừa ý. Vậy ngươi muốn thế nào, Vô Kỳ? Đồng Chiến nhíu mày hỏi. Ta cũng không bắt chẹt cậu ta, trở thành nô lệ của Mạnh gia ta thì thôi, nếu cậu ta thề với tâm ma của mình, vĩnh viễn không ra tay với người Mạnh gia ta, gặp người Mạnh gia ta nhất định phải quỳ, ngoài ra giao toàn bộ nhẫn chữ vật ra đây, chuyện này sẽ như vậy thôi. Mạnh Vô Kỳ làm ra vẻ mình rất độ lượng, nói. Đồng Chiến nhíu chặt mày, lạnh lùng liếc Mạnh Vô Kỳ một cái. Giao nhẫn chữ vật là trả thù bình thường, nhưng thề với tâm ma còn quỳ với người Mạnh gia, chuyện này quá nặng rồi. Nếu phát ra lời thề như vậy, chỉ sợ cả đời đừng nghĩ tới chuyện ngẩng đầu lên, tu vi cũng bị hạn chế, muốn đạt tới độ cao sẽ khó hơn nhiều. Mạnh Vô Kỳ thấy Đồng Chiến nhìn qua, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Đồng thúc thúc, đây là điểm mấu chốt cuối cùng ta, người vẫn nên hỏi tiểu tử này thì hơn. Đồng Chiến nắm chặt tay rồi buông ra, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, người xem. Ông ta không nói hết lời, ý không nói cũng hiểu. Không chỉ ông ta, những người khác đều nhếch miệng cười, nhìn về phía Mạc Phàm. Tay Mạc Phàm cầm mệnh kiếm hơi vung lên, mệnh kiếm trôi nổi quang hắn, chỉ về phía lúc trái lúc phải. Các ngươi nói xong chưa? Hửm. Đồng Chiến nhíu chặt mày, thầm kêu không hay rồi. Nói xong rồi thì đồng quân trưởng, người bảo quân sĩ của ngươi lui ra xa một chút, nếu không ta sẽ giết quân sĩ của ngươi mất. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc công tử, người muốn làm gì, đừng nói linh tinh, người bình tĩnh một chút. Vẻ mặt Đồng Chiến thay đổi, vội vàng nói. Thôi, quân sĩ của ngươi đã không rời đi, vậy ta sẽ cố gắng khống chế không giết bọn họ. Mạc Phàm không để ý tới Đồng Chiến, nói tiếp. Ngoài ra các ngươi có thể ra tay, linh kiếm này ở đây, tới trước được trước, cũng có khả năng không chiếm được, chuyện này đâu ai biết được. Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn về phía đám đại hán mặt sẹo, nói với vẻ thờ ơ. Những người đó nhíu mày, không biết người nào kêu lên. Tử. Trong lúc này tiếng kiếm minh vang lên, gần như tất cả mọi người đột nhiên ngoại phóng khí tức, hóa thành từng đạo quang xông về phía Mạc Phàm. Trong đó có mấy người đã tới trước người Mạc Phàm chỉ trong chớp mắt, lực lượng muốn cắn nát tâm hồn người ta hàng lâm, không khí như sóng đánh về phía Mạc Phàm. Giữa sóng không khí, Mạc Phàm cười nhạt. Đúng rồi, còn một câu nữa, ta tên là Mạc Phàm, đến từ hạ giới. Nói xong cửu tinh kiếm trong tay hắn cắm mạnh xuống đất, bổ sung một nét cuối cùng trên chữ kiếm. Đồng thời bốn chữ truyền từ miệng hắn ra. Kiếm hành cửu ca. Bốn chữ vang lên, chín cổ tự trở nên sáng lên, lực hút vô cùng cường đại lập tức sản sinh. Linh khí trong phương viên 10 dặm xung quanh đã bị chín cổ tự hấp thu chỉ trong chớp mắt. Không chỉ như vậy, những linh khí do đám tu sĩ xông về phía Mạc Phàm phóng thích ra, ở dưới lực hút cường đại này, giống như sắt gặp phải nam châm, trực tiếp bị hút đi. Trừ chuyện đó ra, linh khí ở trong cơ thể bọn họ cũng không chịu nghe khống chế bị hút về phía cổ tự. Chỉ trong chớp mắt, ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong mắt đều là không thể tin được. Sao lại thế này, sao lại có chuyện như vậy được? Mấy người xông về phía Mạc Phàm trước kêu lên. Bọn họ có để ý chín chữ trước người Mạc Phàm, có phần giống trận pháp, nhưng không giống lắm. Cho dù là trận pháp, năng lực đơn giản như vậy có thể làm gì bọn họ? Cho dù là trận pháp, cùng lắm chỉ có thể hút linh khí xung quanh. Ấp ệ ệ ố ồ có ai ngờ tới, mấy chữ này có thể hút cả lực lượng trong cơ thể bọn họ, chuyện này có chút khủng bố rồi. Lực lượng bị hút đi, bọn họ sẽ không làm được gì. Nhưng chuyện này còn chưa phải đáng sợ nhất. Theo linh khí tụ tập về phía chín cổ tự nhanh chóng rời khỏi mặt đất, từng chữ đều mang theo lực lượng khiến tim người ta đập nhanh. Chỉ là mấy chữ, nhưng giống như đẩy ngã bọn họ lên vùng hoang vu thượng cổ, đứng dưới thần sơn viễn cổ to lớn và mãnh thú viễn cổ, cảm giác vô lực, nhỏ bé, sợ hãi lập tức chen chúc mà ra. Chín cổ tự này càng lúc càng sáng rộng, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Sau đó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm như thủy ngân, quang mang sắc bén lóe lên trên trường kiếm.
Chuyện này còn chưa xong, trường kiếm nhất biến nhị, nhị biến tam, tam biến vô số. Chỉ trong phút chốc đã che kín không gian trước người Mạc Phàm, hình thành một đạo màn kiếm. Tuy những kiếm này không đâm lên người bọn họ, nhưng cảm giác sắc bén khiến người ta sởn gai ốc đã làm mồ hôi bọn họ chảy ròng ròng, giống như bị người ta dùng kiếm chỉ về phía tim. Không ai hoài nghi độ sắc bén của thanh kiếm này, cũng không có người không tin kiếm này có thể đâm thủng bọn họ hay không, tuy kiếm này chỉ do tu sĩ kim đan khắc họa trận pháp tạo ra, nhưng cũng giống vậy. Cho dù những thanh kiếm này không chỉ về phía đồng chiến và quân sĩ của ông ta, nhưng đám đồng chiến cũng ngây ra như phỗng, chết đứng tại chỗ. Nhất là đồng chiến, ông ta vội vàng tới đây là cứu Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm cần ông ta cứu sao, ông ta quá coi thường tu sĩ kim đan, quá coi thường Mạc Phàm rồi. Trong liên hỏa, mắt Mạnh Vô Kỳ đảo liên tục, biểu cảm trên mặt không biết là nên khóc hay nên cười, cơ thể không tự chủ được lùi về sau. Đám tịnh hỏa cũng có biểu cảm tương tự, vậy mà bọn họ muốn cướp đồ của một tu sĩ kim đan như vậy, còn nói Mạc Phàm là phàm nhân hạ giới. Nếu tu sĩ như vậy là phàm nhân hạ giới, có lẽ bọn họ còn không bằng phàm nhân. Trốn nhanh! Sắc mặt đại hán mặt sẹo đen xì, thét to. Cuối cùng lúc này anh ta cũng hiểu rõ, vì sao một tu sĩ kim đan còn bình tĩnh như vậy khi có nhiều tu sĩ bao vây. Nhất định không phải hắn quá kiêu ngạo, mà vì hắn đủ mạnh. Chỉ sợ nếu không phải đồng chiến tới, vừa rồi bọn họ đã thành vong hồn dưới kiếm của Mạc Phàm. Ý niệm của anh ta vừa động, gần như không có bất luận do dự gì, liền chạy về phía đám đồng chiến. Lúc này muốn trốn, muộn rồi, nhớ kỹ ta là Mạc Phàm, sau đó có thể đi chết đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Lâm! Hắn khẽ quát một tiếng. Trường kiếm như thủy ngân chớp lóe quang hoa, lập tức đâm về phía đám tu sĩ với tốc độ rất nhanh. Phập phập phập, tu sĩ Nguyên Anh cường đại, ở dưới trường kiếm do cổ tự biến thành thì như giấy dán, trực tiếp bị đâm thủng. Kiếm khí nổ tung, tu sĩ kim đan nát bấy. Bóng dáng cỡ đứa trẻ con bay từ trong cơ thể tu sĩ Nguyên Anh ra, nhưng còn chưa bay được xa, ngân quang đã tỏa từ trong Nguyên Anh của bọn họ ra. Bùm bùm bùm, tiếng nổ mạnh vang lên, tu sĩ Nguyên Anh không kịp chạy trốn, thì biến mất ở dưới trường kiếm. Một người, hai người, ba người, hệt như cắt cỏ. Cổ tự biến thành trường kiếm bay hết ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế cũng dần biến mất. 40 cao thủ tan nát dưới đất, không còn một ai sống sót, mùi máu tanh nồng đậm tản ra xung quanh. Cho dù là những chú quân được trải qua huấn luyện, cũng cảm thấy không khỏe lắm, thậm chí còn có mấy người ói ra tại chỗ. Những người còn lại nhìn Mạc Phàm như nhìn ma quỷ, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình. Hơn 40 cao thủ, tu vi từng người đều không kém Mạc Phàm, nhưng bị Mạc Phàm giết sạch. Cho dù Mạc Phàm chỉ dùng 9 văn tự kỳ lạ, nhưng cũng đủ khủng bố rồi, bởi vì chỉ có tu vi cấp bậc cao mới sử dụng được trận pháp như vậy. Mạc Phàm một giết 40, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Cao thủ cửu trảm trong truyền thuyết, gặp Mạc Phàm còn gọi là sư phụ. À, xung quanh yên tĩnh rất lâu, lúc này mới có người mở miệng hít khí lạnh. Những người ẩn nấp ở xung quanh không ra tay, vội vàng liếc Mạc Phàm với vẻ e sợ, ngầm nhớ dáng vẻ của Mạc Phàm, sau đó lặng lẽ rời đi. May mà bọn họ không ra tay, nếu không sẽ như đại hán mặt sẹo, chết không thể chết lần nữa. Người này và tên này, sau này bọn họ không thể trêu chọc. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người đó một cái, không có ý đuổi theo. Ừng ực, đám tịnh hỏa nuốt nước bọt, một tay với vào trong ngực mình. Lúc lấy tay ra, một đám hỏa diễm xuất hiện trong tay bọn họ giơ tay về phía Mạc Phàm. Mạc công tử! Chúng tôi nguyện ý giao chân hỏa căn nguyên của mình ra, mong Mạc công tử tha cho chúng tôi một con đường sống. Chân hỏa căn nguyên không còn thì có thể ôn dưỡng, luyện hóa, nhưng mệnh không còn thì không còn gì rồi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời bốn bọn họ nói, hắn rút trường kiếm cửu tinh ra, chín cổ tự kia giống như mất đi tất cả lực lượng, nhanh chóng tiêu tán. Lúc này hắn mới xoay người lại, nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ đang không ngừng lùi về sau. Phịch, Mạnh Vô Kỳ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như vậy, không biết bị dọa chân mềm nhũn hay vấp phải thứ gì đó mà đặt mông ngồi trên đất. Cho dù như vậy, anh ta vẫn không ngừng lùi về sau. Đám tịnh hỏa bị đánh bại, anh ta dùng cả mệnh thường lệnh rồi, vậy mà hơn 40 cao thủ đều bị giết. Rốt cuộc anh ta đắc tội một người như thế nào, ngay cả thúc thúc anh ta Nguyên Anh đỉnh phong chịu 7 lần lôi kiếp,
chỉ thiếu chút nữa là thành cao thủ hóa thần, cũng không khủng bố như Mạc Phàm. Mạc Phàm, không, Mạc Thiếu, người muốn Phượng Hoàng Thạch, mạng của ta có giá một khối Phượng Hoàng Thạch, ta sẽ lập tức bảo thúc thúc ta đưa cho ngươi. Mạnh Vô Kỳ cuống quýt kêu lên. Mạc Phàm đến hội đấu giá là vì Phượng Hoàng Thạch, nói không chừng Phượng Hoàng Thạch có thể cứu anh ta một mạng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, chậm rãi đi vào trong liên hỏa. Lúc đi ngang qua đồng chiến muốn nói gì đó, nhưng nhìn thoáng qua thi thể không hoàn chỉnh đầy đất và linh kiếm xung quanh Mạc Phàm thì nhịn xuống. Mạc Phàm bước từng bước tới chỗ đám Mạnh Vô Kỳ, cửu tinh để trên cổ anh ta. Mạng của ngươi chỉ giá trị một khối Phượng Hoàng Thạch thôi sao? Không phải, không phải, ngoại trừ Phượng Hoàng Thạch ra, ta còn tích lũy được không ít thứ xa xỉ ở Viêm Dương Thành, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Trong mắt Mạnh Vô Kỳ lộ vẻ bối rối, vội vàng nói. Anh ta ở Tinh Hỏa Trấn lâu như vậy, lại là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, tất nhiên không chỉ tích lũy được mấy thứ ở trong nhẫn, phần lớn đều được anh ta đặt ở Viêm Dương Thành, trong đó có không ít thứ bây giờ anh ta không dùng được. Viêm Dương Thành, người muốn dụ ta tới Viêm Dương Thành, để thúc phụ ngươi ra tay với ta sao? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Không, không, thúc thúc ta không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ Mạnh Vô Kỳ ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Mạnh Vô Kỳ vội nói. Nếu là trước đây, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua như vậy. Một người hạ giới lại ép anh ta tới mức này, dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giết Mạc Phàm. Nhưng nhìn thấy bản lĩnh của Mạc Phàm, hiện giờ anh ta mất đi ý niệm này hoàn toàn rồi. Chín chữ chảm 40, cho dù là thúc phụ anh ta cũng khó làm được như Mạc Phàm. Cho dù Viêm Dương Thành có cao thủ hóa thần tọa trấn có thể chèn ép Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm thật sự sẽ đến Viêm Dương Thành chịu chết sao? Chuyện này không phải mấu chốt là Mạc Phàm mới chỉ là tu sĩ Kim Đan chưa tới 20 tuổi, đã chém được 40, nếu để Mạc Phàm đến Kim Đan đỉnh phong, đến Nguyên Anh Kỳ sẽ khủng bố tới cỡ nào, chỉ sợ sẽ thành cao thủ thiên trảm. Cái gọi là thiên trảm, là lấy tu vi dưới hóa thần chém dụng tu sĩ hóa thần. Tuy tu sĩ hóa thần chỉ cách một tiểu cảnh giới với Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng thiên địa khác biệt, bởi vì đến hóa thần sẽ tiếp xúc với đại đạo hư thực, cho dù là tu sĩ hóa thần giết tu sĩ hóa thần đều rất khó, càng chưa bao giờ có tu sĩ hóa thần bị tu sĩ Nguyên Anh giết chết. Cho nên thiên trảm vẫn đặt đó, nhưng chưa từng nghe nói tới có người có thể thiên trảm. Anh ta có cảm giác Mạc Phàm sẽ thành người như vậy. Tính kế một cao thủ thiên trảm, anh ta đã không có lá gan này. Mạc Phàm nhìn Mạnh Vô Kỳ, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Xem ra kiếm hành cửu ca của hắn có hiệu quả rất tốt. Mạnh Vô Kỳ không phải đang nói dối, mà thật sự bị hắn trấn trụ, không muốn tìm đường chết nữa. Nhưng ta không có hứng thú với thứ ngươi tích góp. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tu vi của hắn còn chưa bằng đời trước, y thuật toàn thân chỉ có hơn chứ không kém đời trước, nhưng lại có trí nhớ đời trước. Nếu như hắn muốn thứ gì, không khác gì hạ bút thành văn. Cho dù không đi chữa bệnh cho người ta, hoàn toàn có thể tới mấy động thiên phúc địa hắn đạt được từ đời trước, chỉ là phải cần chút thời gian. Đừng nói là thứ Mạnh Vô Kỳ tích lũy, cho dù là bảo khố của Mạnh Bất Đồng lão tổ của Mạnh Vô Kỳ, cũng không thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Chuyện này, mắt Mạnh Vô Kỳ mở to, do dự một lát nhìn về phía đồng chiến đứng ở một bên. Đồng thúc thúc, thúc thúc ta từng cứu ngươi, vì cứu ngươi, ông ấy còn bị thương, không thể sinh con nữa, thúc thúc ta không có nhi tử, chỉ có đứa cháu trai này, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được, nhanh cứu ta với. Đồng chiến nhíu chặt mày, tuy ông ta không ngờ Mạc Phàm cường đại như vậy, nhưng ông ta từng khuyên Mạnh Vô Kỳ không nghe ông ta chút nào, không chỉ bảo Mạc Phàm giao đồ ra, còn bảo Mạc Phàm quỳ với người Mạnh ra, bây giờ lại bảo ông ta khuyên Mạc Phàm, thật sự hơi muộn rồi. Nhưng ông ta do dự một lát, hai tay vẫn ôm quyền lựa chọn mở miệng. Mạc Thiếu, cha mẹ Vô Kỳ đều chết trên chiến trường thần ma, cậu ấy vì không có người quản giáo, cho nên mới không hiểu chuyện như vậy, người có thể chỉ phế bỏ tu vi của Vô Kỳ, tha cho cậu ấy một mạng hay không? Mạc Phàm nhướng mày, đôi mắt liếc nhìn Mạnh Vô Kỳ hơi đổi. Lúc trước hắn nghi ngờ vì sao trên người Mạnh Vô Kỳ lại có Mạnh Thường Lệnh, những người khác biết Mạnh Thường Lệnh, hắn có vị sư huynh là lão tổ của Mạnh gia, sao hắn có thể không biết? Mạnh Thường Lệnh rất có danh tiếng, nhưng không phải ai là người Mạnh gia cũng có, chỉ có người lập được công lớn mới có cơ hội có được Mạnh Thường Lệnh. Trên người Mạnh Vô Kỳ có thứ này,
phần lớn là công lao của cha mẹ anh ta đổi lấy. Cha mẹ ta đều là anh hùng, nếu không có bọn họ, tinh vực gần liệt hỏa tinh đã bị hỏa ma nắm giữ rồi. Mạnh Vô Kỳ vội vàng gật đầu, kích động giải thích. Cha mẹ ngươi là anh hùng, nhưng ngươi không phải, lý do này không đủ để ngươi sống sót. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đều rất kính trọng anh hùng và quân nhân, giống như mấy ngày trước đồng chiến cầu xin hắn, hắn vẫn nể mặt đồng chiến. Nhưng Mạnh Vô Kỳ là Mạnh Vô Kỳ, anh ta không có chút quân công nào, không có tư cách khiến hắn tha thứ. Chuyện này, không, ngươi không thể giết ta. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ ngẩn ra, không ngừng lắc đầu nói. Sắc mặt đồng chiến khó coi, đôi mắt ông ta đảo liên tục, do dự một lát. Những năm gần đây Mạnh Vô Kỳ rất quá phận, một số quân sĩ hơi chọc anh ta bất mãn, anh ta sẽ hành hạ bọn họ sống không bằng chết. Nếu như Mạnh Vô Kỳ không có thúc thúc chống lưng, không cần Mạc Phàm ra tay, ông ta đã sớm làm thịt Mạnh Vô Kỳ, không để lại tới tận bây giờ. Nhưng quả thật Mạnh Vô Kỳ có thúc thúc, quả thật ông ta nợ thúc thúc Mạnh Vô Kỳ một mạng. Mạc Thiếu, quả thật Vô Kỳ không phải anh hùng, không đáng được tha thứ, nhưng không biết cơ hội tiến vào Thần Nông Tông, có thể khiến Mạc Thiếu tha cho Vô Kỳ một mạng hay không, nếu Mạc Thiếu cảm thấy được, cộng thêm cái mạng này của đồng chiến nữa, thế nào? Đồng chiến kiên trì nói. Cơ hội tiến vào Thần Nông Tông sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt hắn xuất hiện chút dị sắc này chỉ lóe lên rồi biến mất không thấy. Thập tinh của Thần Nông Tông, 10 năm tiểu tuyển chọn một lần, 100 năm tổng tuyển cử một lần. Nếu hắn tính không sai, tiểu tuyển chọn 10 năm mới qua không lâu, vài năm sau là tổng tuyển cử 100 năm mới gặp một lần. Tổng tuyển cử không chỉ lựa chọn đệ tử thân truyền nội môn, ngay cả Vô Cực đạo nhân sư phụ hắn tông chủ của Thần Nông Tông đều lựa chọn một người làm đồ đệ của ông. Hắn là ở tổng tuyển cử 100 năm tiến lên tu chân giới, trổ hết tài năng trong rất nhiều tu sĩ, trở thành đệ tử của tông chủ. Lúc này hẳn là không có cơ hội tiến vào Thần Nông Tông mới đúng. Ta có chút hiểu biết về Thần Nông Tông, những lời ngươi nói là thật sao? Mạc Phàm hỏi, nếu có cơ hội tiến vào Thần Nông Tông sớm một chút, sẽ tìm được giải dược vạn niên tuyệt trên người tiểu vũ nhanh hơn nhiều. Dù sao Thần Nông Tông là một trong đại tông môn, các loại kỳ chân dị bảo Thần Nông Tông dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, những dược liệu mà hắn cần. Chỉ cần vận khí không quá kém, có thể tìm được trong bảo khố của Thần Nông Tông. Ngoài ra nếu hắn có thể nhìn thấy sư phụ, chưa chắc không có khả năng trở thành đệ tử của tông chủ Thần Nông Tông trước. Như vậy hắn muốn đi cứu Tiểu Tuyết sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng tin tức này là thật sao? Đồng Thúc Thúc nói không sai, nếu ngươi tha cho ta, ta không những bảo Thúc Thúc ta cho ngươi cơ hội này, Thúc Thúc ta còn có thể cho ngươi không ít Phượng Hoàng Thạch để tăng tu vi. Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm động tâm, thì như thấy được cọng rơm cứu mạng, anh ta vội vàng nói. Mạc Phàm suy nghĩ một lát rồi nói. Đây là mục đích ngươi dẫn người tới tìm ta sao? Đồng chiến và hắn không có nhiều giao tình, chuyện duy nhất có thể khiến đồng chiến dẫn người tới phần lớn là đồng ý với điều kiện của hắn. Không sai, ta tới tìm ngươi là hy vọng Mạc Thiếu có thể đại diện cho tinh hỏa trấn chúng ta tham gia săn bắn Viêm Dương Thành chuẩn bị, chỉ cần Mạc Thiếu nằm trong top 10 săn bắn này. Đều có thể đạt được Phượng Hoàng Thạch, thực ra săn bắn này là cuộc đua lựa chọn người của Thần Nông Tông, đạt được Phượng Hoàng Thạch thì dễ, đạt được tên trong danh sách mới khó. Đồng chiến giải thích, mục đích săn bắn của Viêm Dương Thành, chính là vì tranh đoạt danh sách Thần Nông Tông. Thu thập Phượng Hoàng Thạch cũng vì chuyện này. Nhưng ước nguyện ban đầu của ông ta chỉ là Mạc Phàm đại diện cho tinh hỏa trấn tham gia săn bắn, như vậy ông ta xem như cho Mạc Phàm tin tức về Phượng Hoàng Thạch. Dựa theo ước định của Mạc Phàm, ông ta có thể đạt được phá kiếp đan và niết bàn đan, có hai thứ này, ông ta có thể trải qua một lần lôi kiếp. Nếu không phải vì cứu Mạnh Vô Kỳ, ông ta đã không nghĩ tới chuyện cuộc đua đệ tử Thần Nông Tông cho Mạc Phàm trước. Nếu ta nhớ không nhầm, tiểu tuyển chọn của Thần Nông Tông mới qua không lâu, tổng tuyển cử 100 năm còn cần một khoảng thời gian nữa. Mạc Phàm hỏi. Đồng chiến nhướng mày, trên mặt ông ta lộ ra bất ngờ. Mạc Phàm là người từ hạ giới tới, vậy mà hiểu rõ về Thần Nông Tông như vậy, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của hắn. Không sai, quả thật gần đây không có lựa chọn tông môn chính quy, nhưng Mạc Thiếu có biết một năm sau có hoạt động trọng đại gì không? Ngươi nói đại bỉ 100 năm sao? Mạc Phàm được đồng chiến cảnh tỉnh, trước mắt hắn hơi sáng lên, hiểu ra nói. Một năm sau sẽ có đại bỉ 100 năm của các tông môn,
vậy mà hắn quên mất chuyện này. Hắn không chỉ quên mất Đại Bỉ, còn quên mất một vị sư huynh. Vị sư huynh này của hắn tên là Vọng Cơ, là người quản lý điển tàng tháp của Thần Nông Tông. Mỗi lần hắn tới điển tàng tháp, đều tán gẫu với vị sư huynh này một lát, có thời gian còn uống mấy chén với nhau. Có thể nói vị sư huynh này của hắn là thiên tài, nếu không phải bị người ta làm bị thương, đã không còn biện pháp chữa khỏi bệnh, có khả năng người thành y tiên bất tử không phải hắn, mà là Vọng Cơ. Vị sư huynh này của hắn bất luận là về y đạo, võ đạo, hay cầm kỳ thi họa, đều có tạo nghệ và thiên phú rất cao. Mỗi lần hắn nói chuyện với Vọng Cơ sư huynh, đều nhận được không ít lợi ích. Có thể nói kiếp trước hắn đạt được y tiên bất tử, không thể thiếu công lao của vị sư huynh này. Cho dù thiên phú cao, nhưng Vọng Cơ sư huynh có cùng điểm chí mạng với hắn, thậm chí còn chí mạng hơn, bởi vì Vọng Cơ sư huynh chỉ có tu vi trúc cơ. Một khi tu vi đột phá tới cảnh giới kim đan, sẽ gặp thái dương chi hỏa đốt cháy. Vọng Cơ sư huynh này của hắn là chiến tu được tuyển chọn trước khi bắt đầu Đại Bỉ, Thần Nông Tông tuyển chọn thông qua tinh hệ ở xung quanh. Có thể trực tiếp trở thành sư huynh của hắn, tất nhiên thực lực khỏi phải nói, một kiếm chém ra, đại chiến tứ phương không gặp đối thủ. Nhưng trong vòng cuối cùng của Đại Bỉ trăm năm, Vọng Cơ sư huynh bị Long Ngạo Thiên đánh trọng thương, lưu lại bệnh cả đời khó khỏi, từ thiên tài vô cùng chói mắt biến thành người quản lý điển tàng tháp của Thần Nông Tông. Tuy Vọng Cơ sư huynh nghĩ rất thoáng, nhưng kết thúc anh hùng, khó tránh khỏi làm người ta nuối tiếc. Không sai, là Đại Bỉ trăm năm, danh sách này là chuẩn bị Đại Bỉ trăm năm. Đồng Chiến nói, ngươi chắc chắn có thể giúp ta đạt được tên trong danh sách tuyển chọn của Viêm Dương Thành không? Mạc Phàm lạnh lùng nói, lúc trước hắn vẫn đau đầu nên đoạt lại Tiểu Tuyết từ tay Long Ngạo Thiên thế nào, hiện giờ đi mòn giày sắt chẳng tìm được, được đến thì chẳng mất công chi. Nếu hắn có thể đánh bại Vọng Cơ sư huynh trong tuyển chọn, không chỉ trở thành đệ tử của Thần Nông Tông trước, nhân cơ hội cứu Tiểu Tuyết ra, còn khiến Vọng Cơ sư huynh tránh bị phế. Với thiên phú của Vọng Cơ sư huynh, cho dù hắn đoạt chức vị của Vọng Cơ sư huynh, tiến vào Thần Nông Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần Mạc Thiếu biểu lộ thực lực ở Viêm Dương Thành, lại có Vô Kỵ ở phía sau khai thông, trở thành đại diện cho Viêm Dương Thành sẽ không thành vấn đề. Đồng Chiến nghĩ một lát nói. Viêm Dương Thành cũng có không ít đệ tử thiên phú không tệ, nhưng những người này kém xa Mạc Phàm. Mạc Phàm trấn nhiếp một phen, hẳn là những người này sẽ từ bỏ, vốn dĩ không cần săn bắn gì nữa. Thúc thúc ta rất nghe ta, những lời ta nói chắc chắn có tác dụng, sẽ thêm ngươi vào danh sách, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, nếu ngươi không tin ta, ta có thể ký kết khế ước chủ tớ với ngươi. Mạnh Vô Kỳ chen miệng nói. Mạc Thiếu, ngươi xem. Trong mắt Đồng Chiến lóe sáng chờ mong, ông ta nói tiếp. Nếu Mạc Phàm đồng ý, không chỉ Mạnh Vô Kỳ có khả năng cứu được mạng, ông ta cũng có thể đạt được mục đích của mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi có thể sống sót, khế ước chủ tớ thì không cần phải định ra, nhưng cho ngươi thứ này. Một tay khác của Mạc Phàm vươn về phía Tịnh Hỏa đứng ở một bên, đốm lửa trong tay Tịnh Hỏa lập tức bay vào lòng bàn tay hắn. Năm ngón tay hắn nắm chặt, lúc mở ra, một chữ Vạn Phật Môn màu bạch kim xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đi! Hắn khẽ nói, chữ Vạn này lập tức bay về phía Mạnh Vô Kỳ, rồi biến mất vào trong mi tâm của anh ta. Mạnh Vô Kỳ nhướn mày, ấn ký kia đã biến mất không thấy. Đây là... Mạnh Vô Kỳ hơi sửng sốt, hỏi. Lần trước Mạc Phàm gieo hỏa chú lên cơ thể anh ta, mỗi ngày đốt anh ta một lần, nếu còn là hỏa chú như vậy, không bằng giết anh ta luôn đi. Đây là Phật tâm chú sao? Tịnh Hỏa nhìn thấy ấn ký, lông mày anh ta nhướn lên nói. Phật tâm chú lấy Phật môn Tịnh Hỏa làm dẫn, hóa thành một chú thuật. Một khi lòng sinh ác niệm, sẽ dẫn phát đau đớn Tịnh Hỏa đốt người, có thể nói là sống không bằng chết. Tuy anh ta nắm giữ Tịnh Hỏa, nhưng anh ta không tạo được chú thuật này. Mạc Phàm không trả lời Tịnh Hỏa, chỉ là một Phật tâm chú không đáng để hắn giải thích. Đây là thứ gì? Sau này ngươi sẽ biết, nếu ngươi muốn thúc thúc tìm ta báo thù, có thể thử xem, nhìn xem Viêm Dương Thành có thể làm gì ta không. Còn nữa, ta cho ngươi một ngày giải quyết chuyện danh sách, một ngày sau ta sẽ tới Viêm Dương Thành, nếu không có thứ ta cần tìm, ngươi xem Viêm Dương Thành làm gì được ta, hay ta làm gì được ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong hắn thu chân hỏa trong tay đám lôi diệt, thu cửu tinh và mệnh kiếm, sải bước đi về phía Tinh Hỏa Trấn. Mạnh Vô Kỳ có nổi lên ý xấu hay không,
hắn không quan tâm chút nào, hắn chỉ quan tâm cơ hội tiến vào Thần Nông Tông. Nếu Mạnh Vô Kỳ dám quyệt nợ với hắn, vậy giết là được. Nhưng hắn nhất định phải giành tới tay danh sách tiến vào Thần Nông Tông, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Dù sao dựa vào mình hắn, khó có thể đối phó Ngạo Nhật Sơn Tông. Theo Mạc Phàm rời đi, hỏa diễm hình đóa liên hoa vĩ đại tắt, lộ ra đám Mạnh Vô Kỳ như được đại xá ở bên trong. Vùng hoang dã nhanh chóng quay về yên bình, nhưng chảm 40 người, nhất định tối nay không ngủ được. Trong phòng một tử quán ở Tinh Hỏa Trấn, một người nam tử uy vũ cao lớn sắc mặt trắng bệch đẩy cửa vào. Nhìn thấy nam tử này, hai nam một nữ trong phòng lập tức đứng dậy. Đại sư huynh, tiểu sư đệ đâu, có lấy được linh kiếm hay không? Người phụ nữ trong đó hỏi. Nam tử kia không nói gì, anh ta đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy bình rượu trên bàn lên uống. Một hơi uống hết nửa bình, lúc này sắc mặt anh ta mới khá hơn một chút. Chúng ta không lấy được linh kiếm, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, sáng sớm ngày mai ta sẽ rời đi, trở về chuẩn bị săn bản ở Viêm Dương Thành, các ngươi rời đi hay ở lại hội đấu giá tìm cơ duyên, các ngươi tự nhìn rồi làm. Nam tử nói. Nói xong anh ta bắt đầu uống rượu tiếp. Sao lại thế này, chẳng lẽ tiểu sư đệ chết rồi, linh kiếm bị Âu Dương Tuyệt Độc chiếm mang đi rồi. Nam tử mặt sẹo bị Mạc Phàm giết tên là Âu Dương Tuyệt, anh ta là người mạnh nhất trong nhóm này, nhưng không tới mức dọa sợ nhóm người này như vậy. Bốn sư huynh muội bọn họ hợp sức lại, chưa chắc không phải đối thủ của Âu Dương Tuyệt. Tiểu sư đệ chết rồi, Âu Dương Tuyệt cũng chết rồi. Trong mắt nam tử hiện lên sợ hãi, nói. Sao có chuyện đó được, không phải tiểu tử có được linh kiếm chỉ có tu vi kim đan sao, sao có thể giết được Âu Dương Tuyệt. Nam tử cao gầy trong hai nam tử kia cảm thấy khó hiểu, nói. Âu Dương Tuyệt ở đó chém giết tu sĩ kim đan, cho dù không chết cũng lấy được linh kiếm sản sinh nội đấu, Âu Dương Tuyệt sẽ không bị giết dễ như vậy. Chẳng lẽ tình báo là giả? Nữ tử kia nhíu chặt mày, hỏi tiếp. Có thể khiến đại sư huynh của bọn họ thất thố như vậy, phần lớn là đã xảy ra biến cố, nếu Âu Dương Tuyệt cũng chết, nói lên người cầm kiếm không đơn giản. Quả thật tiểu tử kia chỉ là tu sĩ kim đan. Nam tử nuốt nước bọt nói. Vậy có chuyện gì xảy ra vậy? Ba người vốn hơi hiểu một chút, chỉ trong chớp mắt lại thấy mông lung rồi. Nhưng tiểu tử này có thực lực chảm 40, giết tất cả những người ra tay, nếu không phải ta ẩn nấp trong bóng tối, không lập tức ra tay, có khả năng ta cũng chết rồi. Nam tử kia nói. Khi nói chuyện, tay ôm bình rượu của anh ta không tự chủ được run lên. Cho dù trong 40 người đó không phải đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng cho dù đổi tu sĩ Kim Đan thành tu sĩ Nguyên Anh, sẽ không chết, anh ta tuyệt không tin. Chảm 40. Mắt ba người mở to, lập tức chết đứng tại chỗ, trong mắt đều là không thể tin được. Chảm 40, đó là khái niệm gì, vậy mà bọn họ muốn cướp linh kiếm của người như vậy. Hơn nữa cậu ta còn không dùng linh kiếm kia, mà dùng một thanh kiếm khác. Nam tử bổ sung thêm. Không dùng linh kiếm, nếu đổi lại là linh kiếm, sẽ khủng bố tới cỡ nào? Cái gì? Cơ thể ba người run lên, lập tức như bị sét đánh, mở miệng rất lâu mà không phát ra tiếng. Tiểu tử kia tên là gì? Mạc Phàm, từ hạ giới tới. Sắc mặt ba người thay đổi, một đêm không nói chuyện. Không chỉ gian phòng này, chỉ chưa tới một canh giờ, tin tức tu sĩ hạ giới chảm 40 truyền khắp hội đấu giá hỏa thần. Sao có chuyện đó được? Tu sĩ hạ giới đều yếu như gà mà. Cho dù là tu sĩ có được lực chảm, cũng phải là kim đan đỉnh phong, cảnh giới giả anh, sao có thể là kim đan sơ kỳ. Đợi đám tịnh hỏa, lôi diệt trở về, người hỏi một chút thì biết. Một người trong đó tức giận nói. Trong tạo hóa đường, Nam Cung Thanh và Nam Cung Ly cũng nhận được tin. Ra ra, người chảm 40 này có phải là Mạc Công Tử hay không? Trong mắt Nam Cung Thanh hiện lên chút lo lắng. Hỏi. Ngoại trừ tiểu tử kia ra, hẳn là nơi này không còn người khác có bản lĩnh như vậy. Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử này đúng là ngại mệnh dài, vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, đợi bị người ta giết chết đi. Nam Cung Ly hơi bất mãn nói. Sở dĩ ông ta nhục nhã Mạc Phàm, là vì Mạc Phàm quá tâm cao khí ngạo. Ông ta từng gặp không ít đệ tử thế gia và đệ tử tông phái, Phàm là người thành tài không phải nho nhã. Thì căng trùng vừa phải. Mạc Phàm cho ông ta cảm giác như tông chủ của thập đại tông môn, không ai bì nổi.
Ông ta định mỉa mai Mạc Phàm một phen, tránh để Mạc Phàm tham vọng quá cao, lầm lỡ tiền đồ. Dù sao Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã có được tạo hóa ấn, đợi một thời gian nữa tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường được. Không ngờ lúc này mới qua bao lâu Mạc Phàm đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chuyện này chẳng khác nào muốn chết. Chuyện này, không có khả năng đâu. Nam Cung Thanh hơi sửng sốt, vẻ mặt thay đổi nói. Không có khả năng, nhà đầu, con quên tiểu tử kia từng nhắc con chuyện gì rồi sao? Nam Cung Ly lắc đầu, bĩu môi nói. Nhắc nhở con chuyện gì? Nam Cung Thanh suy nghĩ một lát, vẻ mặt mờ mịt. Nhà đầu, có phải con bị tiểu tử kia hạ mê hồn thuật rồi không? Nam Cung Ly nhíu mày, bất mãn nói. Lúc trước Nam Cung Thanh vô cùng thông minh, có bản lĩnh thấy qua sẽ không quên được. Sau khi đạt được tạo hóa chúng sinh ấn, thiên tư cao hơn trước không ít, ở Kỳ Sơn ít người so được. Thể ấp ấp ồ nhưng từ khi Mạc Phàm tới, tiểu nha đầu này như mất hồn. Ra ra, đâu có, người nhanh nói đi, không phải người nói con phải đi ngủ rồi à. Khuôn mặt Nam Cung Thanh lập tức đỏ lên, e lệ nói. Tên tiểu tử kia bảo con cẩn thận bị người ta phát hiện tạo hóa ấn trên người, hẳn là cậu ta biết trình độ chân quý của tạo hóa ấn. Cậu ta bảo con che giấu tạo hóa ấn, mình lại làm ra chuyện này, con cảm thấy tạo hóa ấn của cậu ta sẽ che giấu được bao lâu? Nam Cung Ly hỏi. Ở tu chân giới nói công bằng thì công bằng, nói tàn nhẫn cũng tàn nhẫn. Thiên tư chắc tuyệt, linh cốt, huyết mạch, thần thông, tạo hóa bị đoạt ở đâu cũng có. Tiểu Thanh là người của Nam Cung gia, nhưng có ông ta thủ hộ, cho dù công khai tạo hóa chúng sinh ấn cũng không có ai dám động. Mạc Phàm thì khác. Một tiểu tử từ hạ giới tới, ngang nhiên chạm 40, ở trong mắt không ít người trẻ tuổi, đây đều như một loại khiêu khích và thị uy. Một khi Mạc Phàm trở thành mục tiêu công kích, tạo hóa ấn trên người hắn sẽ không che giấu được bao lâu. Một khi bị phát hiện, vậy đợi bị người ta cướp đi. Nếu Mạc Phàm là đệ tử hạch tâm của tông môn thì không sao, nhưng hắn chỉ là một người từ hạ giới tới. Không phải Mạc công tử có thể che giấu lực tạo hóa sao? Chắc Mạc công tử không sao đâu. Vẻ mặt Nam Cung Thanh hơi đổi, nói. Trừ phi cậu ta không dùng, nếu không sẽ bị người ta phát hiện, ngoài ra con thấy cậu ta dùng lực tạo hóa, nhưng so với Nam Cung tử đường ca của con, sẽ có chênh lệch bao nhiêu? So với đường ca sao, có khả năng cho dù Mạc công tử sử dụng lực tạo hóa, cũng không động vào được một cọng lông tơ của đường ca. Nam Cung Thanh suy nghĩ một lát nói. Hiện giờ đường ca cô cũng là kim đan. Nhưng thiên thuật toàn thân còn cao hơn lão tiền bối cảnh giới hóa thần của Nam Cung gia, tuy Mạc Phàm có tạo hóa ấn, nhưng chênh lệch quá lớn. Như vậy được rồi, bây giờ con còn cảm thấy tiểu tử kia làm một chuyện rất chính xác không? Tên tiểu tử kia nhìn có vẻ uy phong, phần lớn hiện giờ đang trốn ở nơi nào đó chữa thương. Trảm 40, nghe thì vô cùng uy phong, thực ra không lợi hại như vậy, đơn giản là phải trả giá mới làm được. Vậy làm sao bây giờ, ra ra? Nam Cung Thanh cắn môi nói. Kệ đi, con cho cậu ta lệnh bài đã là hết lòng rồi, cho dù chúng ta giúp cậu ta, sau này chuyện không may vẫn sẽ xảy ra. Được rồi, chuyện của tiểu tử này dừng ở đây, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta về Kỳ Sơn. Nam Cung Ly vẫy tay, không vui lắm nói. Nam Cung Thanh nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt xoắn xuýt. Trong tiểu viện của Lục La, Mạc Phàm chỉ lên tiếng chào hỏi Lục La. Rồi quay về phòng nhỏ của mình. Lục La thấy Mạc Phàm vội vàng quay về phòng, cho dù có không ít chuyện muốn hỏi, nhưng cô không đi quấy rầy Mạc Phàm. Mạc Phàm quay về phòng, hắn lấy một lọ thanh hoa đan. Hắn mới ngồi xuống, khí tức trên người như sóng biển cao 100 mét lập tức mất đi lực, còn gặp vòng xoáy, chỉ trong chớp mắt cao trên 100 mét sập xuống. Khí tức tăng vọt trên người Mạc Phàm cũng như vậy, lập tức tiêu tán biến mất trong cơ thể hắn. Không chỉ khí tức trên người hắn, bình thanh hoa đan này mới vào bụng, một chút linh khí đều không tràn ra ngoài, cũng biến mất không thấy. Một lát sau, Mạc Phàm mở mắt ra, nhìn thoáng qua kim đan trong cơ thể, hắn không khỏi bĩu môi. Trái lại kim đan vẫn còn, nhưng bên trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Kiếm hành cửu ca này rõ là. Mạc Phàm nói một nửa thì thở hắt ra. Kiếm hành cửu ca là một thuật pháp hắn lĩnh ngộ được ở trên kiếm nhai trong một bí cảnh. Tuy chỉ lĩnh ngộ 9 chữ, nhưng 9 chữ này có uy lực kinh thiên động địa. Đương nhiên tiêu hao cũng không nhỏ, mỗi lần dùng thực lực sẽ giảm xuống một tầng.
Vì truyền tống trận mà tu vi của hắn rớt xuống kim đan sơ kỳ, lại hạ xuống sẽ là trúc cơ kỳ rồi. Nhưng may mà tu vi của hắn thấp, cửu chuyển kim đan mạnh hơn kim đan phẩm cấp bình thường nhiều, chỉ nứt ra mấy khe hở. Nếu toàn bộ cửu chuyển kim đan vỡ nát, hắn giảm xuống trúc cơ thì thật sự phiền phức rồi. Dù vậy cũng rất khó giải quyết. Hắn chỉ có kim đan sơ kỳ thì không nói, kim đan còn có vết rạn, không thể sử dụng toàn lực như bình thường. Nhưng hiện giờ là lúc hắn rất cần lực lượng, lần này hẳn là tuyển chọn của thần nông tông sẽ không diễn ra lâu lắm. Hắn không chỉ phải nhanh chữa kim đan bị tổn hại, tốt nhất là phải tăng tu vi lên mới được. Phải biết rằng tuyển chọn của thần nông tông, có không biết bao nhiêu người tranh sức đầu. Tuy hắn có thể thông qua kiếm hành cửu ca trảm 40, nhưng thực ra không tính là gì. Hai người quyết đấu, không có người cho hắn cơ hội. Ngoài ra những người kia chỉ là tiểu tu sĩ của liệt hỏa tinh xa xôi. Mức độ chém giết này, một số đệ tử tông môn, thế gia dựa vào thực lực đều có thể làm được. Dù sao tu sĩ tu chân giới cũng chia ra làm tam lục cửu đẳng. Huống chi trong tuyển chọn lần này còn có vọng cơ sư huynh của hắn. Vọng cơ sư huynh bị Long Ngạo Thiên đánh trọng thương ở cảnh giới Nguyên Anh, lúc hải tuyển diễn ra vẫn là kim đan đỉnh phong. Cho dù là kim đan đỉnh phong, nếu hắn tăng tu vi lên tới kim đan đỉnh phong trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không phải đối thủ của vọng cơ sư huynh. Nghĩ như vậy, Mạc Phàm lắc đầu. Trảm 40 có thể trấn nhiếp một số người, khiến hắn có chút danh tiếng, giảm bớt không ít phiền phức, nhưng cũng mang tới không ít phiền phức cho hắn. Trong kim đan xuất hiện vết rạn, đều là chuyện vô cùng phiền phức với bất luận kẻ nào. Tăng tu vi trong khoảng thời gian ngắn, có thể khiến những vết rạn này nhanh chóng biến mất. Nhưng kim đan của hắn do 99 viên tam nguyên ngưng tụ thành cửu chuyển kim đan, mỗi lần tăng một cấp bậc đều gấp 99 lần tu sĩ kim đan bình thường, muốn lập tức tiến vào kim đan nhị tầng sẽ khó hơn nhiều. Nếu lúc trước hắn không sử dụng sát sinh đại thuật, trái lại có thể. Nhưng lúc trước tu vi của hắn tăng lên thông qua sát sinh đại thuật, cho dù giảm xuống trúc cơ kỳ, hắn cũng phải giết người có tu vi cao hơn Long Ảnh mới có tác dụng, đây là tai hại của sát sinh đại thuật. Lúc trước giết Long Ảnh đều có chút miễn cưỡng, hiện giờ hắn gặp Long Ảnh ngay cả chạy cũng không có cơ hội. Hắn nghĩ một lát, rồi vận chuyển lực tạo hóa. Răng rác, tạo hóa bất diệt ấn mới sáng lên, kim đan không chỉ không được chữa trị, trái lại có thêm một vết rạn. Mạc Phàm nhíu mày, vội vàng dừng vận chuyển tạo hóa bất diệt ấn. Vấn đề của hắn còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nhiều. Hắn cười chua xót, lấy chiếc Dương Nam Cung Thanh đưa cho hắn trong nhẫn chữ vật ra. Đồ trên người hắn không thể giải quyết vấn đề này. Nhưng chiếc Dương mà Nam Cung Thanh đưa cho hắn, hắn vẫn chưa mở ra xem, không biết bên trong có thứ gì dùng được không. Sau khi mở Dương ra, trước mắt Mạc Phàm sáng lên. Dương không to lắm, bên trong cũng không có nhiều đồ, có tổng cộng 6 bình ngọc. Không nói tới đồ bên trong, chỉ riêng bình ngọc đã là pháp bảo tinh xảo. Phải biết rằng pháp bảo tốt, ở tinh hỏa trấn còn khiến người ta tranh giành. Những pháp bảo này lại làm lọ để dùng, đủ để thấy thứ đựng bên trong chân quý tới cỡ nào. Mạc Phàm mở 6 bình ngọc ra, sáng rọi trong mắt ít đi mấy phần. Quả thật đồ bên trong 6 bình ngọc rất chân quý, phong hoa ngọc lộ, sản phẩm đặc biệt của phong hoa tinh, một năm chỉ gần 3 cân, là thuốc tiên chữa thương. Đáng tiếc hắn đã không cần dùng tới. Thương tổn của hắn đã dùng lực tạo hóa bất diệt chữa khỏi, thứ này không chữa được vết rạn trên kim đan. Năm thứ này không có tác dụng nhất là phá thiên đan, nhưng nuốt hết cả lọ vào hắn cũng không thể lên cấp. Hắn cười bất đắc dĩ, muốn cất chiếc Dương đi. Không có thứ thích hợp, xem ra chỉ có thể chậm rãi chữa rồi. Nhưng hắn mới đóng lại chiếc Dương, lập tức bị ấn ký trên chiếc Dương hấp dẫn. Ấn ký này không phải thứ khác, đúng là một trong tạo hóa ấn. Nhánh cây ở tạo hóa đường có thể khiến năm ấn ký trong thức hải của hắn phát sáng. 4 ấn ký trong đó đã truyền cho Nam Cung Thanh, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Ấn ký cuối cùng này, hắn còn chưa có cơ hội nhìn xem đó là công pháp bí kỹ gì. Ấn ký cuối cùng này, giống hệt với ấn ký khác ở trên chiếc Dương, thiếu chút nữa quên mất, còn có thứ này. Mạc Phàm lắc đầu cười. Khả năng ấn ký này có liên quan tới chữa trị kim đan là rất nhỏ, nhưng nhìn xem cũng không sao. Hắn cất chiếc Dương đi, thần thức trầm vào trong thức hải. Đến phía trước ấn ký kia. Giữa ấn ký này là một hình tròn, xung quanh có vô số đường cong, giống như một mặt trời đang tỏa sáng. Hắn biết không ít tạo hóa ấn,
nhưng không biết ấn ký này có tên gọi là gì. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thần thức biến mất vào trong ấn ký. Thần thức của hắn mới tiếp xúc với ấn ký này, một tiếng rầm vang lên, trong thức hải như lôi vũ rơi xuống, giống hệt tận thế. Dưới lôi điện, một đám văn tự màu bạc chậm rãi xuất hiện ở bên trong. Đạo cửu chuyển, luyện vạn vật, hóa chúng sinh, thành tạo hóa kim đan, tạo hóa đan kinh. Văn tự màu bạc này mang theo uy áp nồng đậm, khí tức vĩ đại mới xuất hiện, liền hóa thành từng sợi ngân tuyến tụ tập về phía kim đan của Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm có phản ứng, những ngân tuyến này lần lượt biến mất vào trong kim đan. Không lâu sau, trên kim đan đầy vết rạn của Mạc Phàm, vết rạn được ngân tuyến thêm vào, trên kim đan được độ một tầng màu bạc, một viên kim đan cộng thêm từng sợi ngân tuyến nhìn giống hệt ấn ký kia. Kim đan đứng bất động, không cần Mạc Phàm điều động tự động vận chuyển. Theo kim đan biến dị chuyển động, lượng lớn tin tức huyền ảo truyền vào trong thức hải của hắn, tươi cười xuất hiện trên mặt Mạc Phàm. Không thể không nói, vận khí của hắn không tệ. Trên người hắn còn sót lại một thứ có khả năng chữa trị cho kim đan, vậy mà thật sự có thể chữa trị cho kim đan. Nếu nói thiên anh thánh thuật là thánh thuật nhằm vào nguyên anh, thì tạo hóa đan kinh này là nhằm vào tu sĩ kim đan. Bản kinh thư này không chỉ có thể chữa trị kim đan một cách dễ dàng, còn lấy được lực tạo hóa để tăng tu vi kim đan. Chuyện này còn không phải chuyện quan trọng nhất là nếu người tu luyện tạo hóa đan kinh còn đang ở kim đan kỳ, có thể tu thành tạo hóa kim đan. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới tạo hóa kim đan, nhưng dựa theo những lời trên tạo hóa đan kinh, cấp bậc của tạo hóa kim đan còn trên cửu chuyển kim đan. Bởi vì điều kiện chủ yếu muốn tu thành tạo hóa kim đan, nhất định phải là cửu chuyển kim đan mới được. Bởi vậy có thể thấy, cấp bậc của tạo hóa kim đan tuyệt đối là trên cửu chuyển kim đan. Ngoài ra một khi thành tạo hóa kim đan, lực lượng trong cơ thể hắn sẽ biến chất, từ đan lực bình thường, biến thành lực tạo hóa đan. Nói cách khác linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, sẽ được chuyển hóa thành lực tạo hóa. Chuyện này có vẻ khủng bố, phải biết rằng toàn bộ tạo hóa bất diệt ấn của hắn dựa vào lực tạo hóa để vận chuyển, không có lực tạo hóa bất diệt ấn không có chút tác dụng gì. Tạo hóa bất diệt ấn có thể khôi phục chút lực tạo hóa. Nhưng tốc độ chậm tới mức khiến người ta giận sôi. Tuy hắn mở tin tức liên quan tới tạo hóa bất diệt ấn, nhưng đoạt được bên trong ấn ký, không có công pháp ngưng luyện lực tạo hóa như tạo hóa chúng sinh ấn của Nam Cung Thanh. Hơn nữa lực tạo hóa không có quan hệ nhiều lắm với kim đan, ngoại trừ sử dụng lực tạo hóa cần vận chuyển kim đan ra, giữa hai thứ này không có nhiều liên quan lắm. Nhưng mà, nếu hắn tạo thành tạo hóa kim đan, chỉ cần linh khí có thể chuyển hóa làm lực tạo hóa, mặc hắn sử dụng. Có thể nói linh khí không khô hắn sẽ không diệt. Đương nhiên bị cao thủ hóa thần bóp nát cũng sẽ chết, nhưng hắn sẽ khó chết dưới hóa thần. Vừa rồi hắn còn đau đầu vì kim đan nứt, khó mà tăng tu vi, hiện giờ những vấn đề này đều không còn, trái lại thực lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng tạo hóa kim đan cũng không dễ luyện thành như vậy, nhất định phải trải qua đạo cửu chuyển, luyện vạn vật, hóa thương sinh. Hắn có đạo cửu chuyển, là cửu chuyển kim đan. Nhưng luyện vạn vật và hóa thương sinh. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, một hư ảnh xuất hiện bên cạnh kim đan biến dị, trong đôi mắt lóe lên lam quang, đánh giá viên kim đan này cẩn thận. Vết rạn trên kim đan đã được toàn bộ ngân tuyến thêm vào, hắn dùng toàn lực vận chuyển kim đan đã không có vấn đề gì, kim đan cũng đan xen vào tạo hóa kim đan và cửu chuyển kim đan. Hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nheo mắt lại. Bỗng nhiên kim đan đang chuyển động nghịch chuyển lại. Kim đan nghịch chuyển một vòng, lượng lớn linh khí lập tức tiết ra. Kim đan nghịch chuyển ba vòng, linh khí nhỏ đi gấp ba. Nhưng sau ba vòng, kim đan giống như nút áo bung ra hết, một vòng xoáy linh khí lập tức xuất hiện. Không đợi linh khí trong cơ thể hắn chuồn đi mất, toàn bộ linh khí bị cuốn vào trong vòng xoáy. Không chỉ như vậy, vòng xoáy linh khí như một hắc động, hút linh khí ở xung quanh một cách điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, linh khí nồng đậm như long toàn phong trong trăm dặm ở tinh hỏa trấn, tụ tập về phía trên không chỗ phòng Mạc Phàm, lao vào trong cơ thể Mạc Phàm một cách dũng mãnh. Ở tinh hỏa trấn, vốn có không ít người đang khiếp sợ với thực lực chảm 40 của Mạc Phàm, bọn họ cảm nhận được linh khí bị rút sạch thì nhướng mày, cùng nhìn về phía bầu trời muốn cao giọng quát. Mỗi người đều có không gian của mình, muốn linh khí thì tìm chỗ không người, rút linh khí ở nơi có nhân khẩu dày đặc. Đây tuyệt đối là khiêu khích người khác. Nhưng những người này phát hiện không chỉ linh khí xung quanh bọn họ bị rút,
ngay cả linh khí hơn 10 dặm xung quanh cũng bị rút sạch, bọn họ lập tức lựa chọn câm miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía linh khí Long Toàn Phong. Linh khí ở tu chân giới nồng đậm hơn những nơi vừa khác nhiều, lập tức rút đi nhiều linh khí như vậy, chắc chắn tu vi không yếu. Cường giả, quả thật có tư cách rút linh khí. Chỉ trong phút chốc có không ít người đứng trên bầu trời. Nam Cung Ly cũng nằm trong số đó, ông ta nhìn thoáng qua Mạc Phàm dưới linh khí Long Toàn Phong, lông mày nhíu lại. Mạc Phàm không thèm quan tâm những chuyện này, cửu chuyển hỗn nguyên công tam chuyển, hắn vốn định hoàn thành ở địa cầu, như vậy có thể khiến hắn tăng lên tới kim đan đỉnh phong. Ngoài ra khi nghịch chuyển linh khí cũng có thể dùng để tăng một số người Mạc gia từ kim đan kỳ lên tới cảnh giới nguyên anh. Vì thời gian quá gấp, nên hắn không làm như vậy. Sở dĩ lúc này tam chuyển, là vì mỗi lần cửu chuyển hỗn nguyên công nghịch chuyển, linh khí trong cơ thể sẽ nhiều thêm lực hỗn nguyên. Sau khi cửu chuyển, linh lực của hắn cũng biến thành lực hỗn nguyên hoàn toàn. Hỗn nguyên chính là vạn vật chi mẫu, cửu chuyển hỗn nguyên công tam chuyển, không biết có phù hợp với yêu cầu luyện vạn vật hay không. Trong đôi mắt hắn lóe sáng lam quang, nhìn về phía kim đan. Theo linh khí chút vào bên trong, ngân tuyến bên ngoài kim đan nhập vào trong kim đan. Kim đan vốn chỉ có một tầng màu vàng ở trong khe hở và mặt ngoài. Theo ngân tuyến nhập vào, một nửa kim đan biến thành màu bạc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Xem ra ý nghĩ này của hắn không sai, bước thứ hai luyện vạn vật thành. Hóa thương sinh thì sao đây? Mạc Phàm do dự một lát. Bước thứ hai đã thành, thử một lần nữa xem có đúng hay không, nếu đúng sẽ thành tạo hóa kim đan. Đôi mắt hắn đảo liên tục, hư ảnh nhoáng lên một cái liền tới trước những ấn ký trong thức hải. Trước ấn ký hình tháp, đoạn nhánh cây kia đang đứng trước ấn ký hình tháp, tận cùng nhánh cây lộ ra ba lá mới. Hắn giơ tay nắm lấy đoạn nhánh cây kia, cầm theo nhánh cây biến mất trong thức hải. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã tới trước kim đan. Hắn ném một cái, ném nhánh cây vào trong vòng xoáy linh khí quanh kim đan. Hóa chúng sinh. Vậy chỉ có căn nguyên của tạo hóa, thứ duy nhất trên người hắn liên quan tới chỉ là nhánh cây này. Trên đoạn nhánh cây này nồng đậm lực tạo hóa, nhưng cụ thể là thứ gì, hắn cũng không biết, tạm thời thử một lần vậy. Hắn ném nhánh cây vào trong vòng xoáy linh khí, trên cành cây chớp lóe thanh quang, liền theo vòng xoáy biến mất vào trong đan điền của hắn. Nhánh cây này vừa biến mất, ngân tuyến bên ngoài kim đan biến mất vào trong kim đan hoàn toàn, kim đan biến thành màu bạc hết. Bên ngoài kim đan vốn có không ít ma văn, bởi vì những ngân tuyến đó, ma văn lại phức tạp hơn nhiều. Trừ những ma văn này ra, lượng lớn linh khí biến mất vào trong kim đan, một đạo hoành văn xuất hiện trên kim đan. Không chỉ như vậy, những linh khí này biến mất vào trong kim đan, lực lượng linh khí màu bạc khác trước, tỏa ra từ bốn phía mặt kim đan. Nhìn thấy kim đan toàn thân màu bạc, Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Tạo hóa kim đan, thành. Hắn không lập tức đứng dậy, mà tiếp tục hấp thu lực lượng sau khi tam chuyển, thể tích kim đan càng lúc càng to, cũng càng ngưng thực. Mạc Phàm ngồi xuống là ba ngày ba đêm. Lúc này linh khí Long Toàn Phong trên không tiểu viện mới biến mất hoàn toàn, được Mạc Phàm hấp thu hết vào trong cơ thể. Nhưng mà, trong phòng, vẻ mặt Lục La hơi bất ngờ. Mạc công tử, người sắp rời khỏi nơi này sao? Mạc Phàm mới kết thúc bế quan, liền nói với cô là sắp rời đi. Điều này khiến cô không ngờ tới. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Có phải Lục La chiếu cố không chu đáo, nên công tử mới. Lục La đừng nghĩ nhiều, ta tới tu chân giới là có chuyện quan trọng phải làm, cho nên không thể ở đây lâu. Đúng rồi, những thứ trong nhẫn chữ vật này dùng để tu luyện. Lục La cô nương nhớ cất kỹ, đợi quỷ chú trên người cô nương được luyện hóa hoàn toàn, ngươi lại dùng. Mạc Phàm lấy nhẫn chữ vật đoạt từ chỗ đám Mạnh Vô Kỳ ra, đưa cho Lục La. Bên trong có không ít đồ, nhưng không có ích lợi gì đối với hắn, trái lại là tài phú không nhỏ đối với Lục La. Mạc công tử, Lục La tích góp được một ít, tuy không nhiều lắm nhưng đủ dùng, nếu Mạc công tử có việc muốn xử lý, chắc chắn cần không ít linh thạch, Mạc công tử nên cất đi thì hơn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục La nhìn nhẫn, nhưng không giơ tay nhận lấy nói. Mạc Phàm không chỉ giải trừ quỷ chú giúp cô, còn truyền công cho cô nữa, hiện giờ lại cho cô nhẫn chữ vật. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhét nhẫn chữ vật vào trong tay Lục La. Lục La cô nương cầm lấy đi, với tiến độ của ngươi, hẳn là một tháng có thể luyện hóa được quỷ chú trên người,
đến lúc đó tên tiểu tử Trung gia kia sẽ phát hiện ra, nếu ngươi không đủ thực lực, chuyện như vậy vẫn sẽ xảy ra, nếu Lục La cô nương cảm thấy ngại, đợi tu vi của ngươi cao hơn, trả lại ta là được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn cho rằng Lục La cần một năm mới luyện hóa xong, không ngờ tiến độ của Lục La nhanh hơn hắn nghĩ không ít. Nhưng nghĩ tới trước đây Lục La là thiên kiêu, hắn không thấy kỳ lạ nữa. Linh quỷ được luyện hóa, chắc chắn chủ nhân của linh quỷ sẽ tìm tới. Nếu là trước đây, hắn hoàn toàn có thể dẫn Lục La tìm tới Trung gia, giải quyết chuyện này. Nhưng hiện giờ hắn chưa có bản lĩnh đó. Hắn vốn định dẫn theo Lục La, nhưng với thực lực của Lục La, chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm hơn hiện giờ. Đúng rồi, ta tặng ngươi vài kiện pháp bảo này, ngươi mang theo bên người có thể che giấu khí tức, đến lúc đó ngươi trốn thì trốn, đệ tử Trung gia kia khó mà phát hiện được. Một tay Mạc Phàm vươn ra, vài kiện pháp bảo trên không tiểu viện bay vào tay hắn. Lông mày hắn không nhăn lại, đưa mấy kiện pháp bảo cho Lục La. Hắn nói vài câu với Lục La, rồi rời khỏi tiểu viện. Hắn dự định một ngày sau tới Viêm Dương Thành, thời gian hiện giờ đã vượt qua dự tính của hắn. Tuy chỉ là hai ngày, nhưng có khả năng danh sách hải tuyển của Thần Nông Tông đã bị người ta lấy đi, như vậy hắn phải tốn nhiều công phu và thời gian. Lục La nhìn đồ trong tay, lại nhìn Mạc Phàm đang rời đi, vẻ mặt cô khẽ đổi, vội vàng hỏi. Mạc công tử, nếu ta muốn tìm ngươi, phải đi đâu tìm ngươi đây? Hẳn là Thần Nông Tông. Mạc Phàm cười khẽ đi ra cửa. Ở cửa, Đồng Chiến đợi đã lâu đã sắp xếp xong quân sĩ dẫn đường và tọa kỵ. Nhưng thấy Mạc Phàm ra ngoài, ông ta hơi thở phào nhẹ nhõm. Mạc thiếu, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi. Làm sao thế, Đồng quân trưởng, danh sách kia có vấn đề à? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Mạc công tử nhanh tới Viêm Dương Thành đi, người đến đó sẽ biết. Đồng Chiến vẫy tay, quân sĩ dẫn đường dắt một tọa kỵ tới. Tọa kỵ của chú quân ở Tinh Hỏa Trấn là một loại linh thú tên phong hỏa thú, có hình dạng giống ngựa, nhưng trên người bao trùm lân giáp màu đỏ, chạy trốn rất nhanh kèm theo hỏa diễm. Mạc Phàm nhíu mày, cũng không nói quá nhiều. Hắn ngồi lên tọa kỵ không hề xa lạ, nhanh chóng đến Viêm Dương Thành với quân sĩ kia. V. Viêm Dương Thành ở phía nam Tinh Hỏa Trấn, một thành phố xem như khá rộng ở Liệt Hỏa Tinh. Nếu là thành trì, tất nhiên sẽ không kế núi gần sông như Tinh Hỏa Trấn, dựa vào vùng đất bằng phẳng mà xây. Bên ngoài Viêm Dương Thành còn được bảo hộ bởi ba tầng nhìn như tường thành trường thành, nhìn từ phía xa giống tòa thành to lớn, đứng sừng sững trên vùng quê trước một khu rừng. Trong thành đám người và ngựa xe nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Nhưng lúc này ở phía nam Viêm Dương Thành, bên trong khu vực săn bắn ở gần khu rừng tụ tập không ít người. Khu vực săn bắn này có một vòng tròn vây quanh, yêu thú bên trong đều được người ta thêm phù chú, thường dùng để cho đệ tử trẻ tuổi rèn luyện. Một khi gặp nguy hiểm tới tính mạng, thì có thể thôi phát phù chú trong cơ thể yêu thú, hạ tỷ lệ tử vong xuống thấp nhất. Săn bắn ở Viêm Dương Thành được cử hành ở đây. Lúc này có không ít đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục luyện võ ở bên trong, đang không ngừng giết yêu thú. Không lâu sau, yêu thú trong khu vực săn bắn đã bị giết hơn nửa, có khoảng chừng mười mấy thanh niên vì sai lầm mà rút lui. Trên khán đài bên ngoài khu vực săn bắn, một đám người mặc cổ trang quý giá, vừa uống linh trà vừa nhìn tình hình bên trong khu vực săn bắn. Mộ Dung huynh, tu vi của lệnh công tử không tệ, lúc này mới qua bao lâu, đã giết được 13 yêu thú, hơn nữa đều là yêu thú kim đan đỉnh phong, nhiều hơn người đứng thứ hai nhiều. Chỉ sợ danh sách của Viêm Dương Thành chúng ta rơi vào tay Mộ Dung gia rồi. Một nam tử mặt gầy nhỏ cười khen với nam tử trung niên cao lớn uy vũ bên cạnh. Nam tử trung niên uy vũ kia mỉm cười, trong mắt hiện lên chút đắc ý. Vương lão đệ khiêm tốn rồi, lệnh công tử cũng không tệ, đã giết được 5 yêu thú, chắc chắn cũng là tài năng đáng được bồi dưỡng. Số tiểu tử nhà ta chỉ tới cho đủ quân số, làm nền cho lệnh công tử mà thôi, đúng rồi. Nếu lệnh công tử vào Thần Nông Tông, vương gia chúng tôi sẽ đưa Trảm Thần kiếm tới, mong lệnh công tử vui lòng nhận cho. Vương lão đệ, người có ý gì thế? Nam tử trung niên uy vũ kia nhướng mày, nghi ngờ hỏi. Trảm Thần kiếm của vương gia là một thanh bán linh khí, không ít người dùng linh thạch đổi mà vương gia không chịu. Không lâu trước ông ta muốn một thanh binh khí cho con ông ta cầm một đống thiên tài địa bảo đề xuất yêu cầu như vậy với vương gia, đều bị vương gia từ chối. Lúc này mới qua bao lâu,
vậy mà vương gia tặng bán lệnh kiếm này. Ta nghe nói vào thần nông tông, có thể có một đồng bạn đi kèm, hy vọng đến lúc đó mộ dung huynh suy xét đứa con yếu kém này của ta. Vẻ mặt nam tử gầy kia đầy nịnh nọt nói. Chuyện này sao, nói hay lắm, đợi con trai ta lấy được tên trong danh sách đã. Nam tử uy vũ hiểu ra, mỉm cười nói. Săn bắn này còn cần tiến hành làm gì nữa? Nam tử gầy mỉm cười, nhìn về phía nam tử uy nghiêm ngồi ở trung tâm. Thành chủ, mộ dung công tử dẫn đầu quá nhiều, người xem săn bắn này không cần phải so tiếp nữa, có thể tuyên bố kết quả rồi. Vương lão đệ nói không sai, ta cũng cảm thấy không cần thiết phải kéo dài thời gian nữa. Nam tử họ Vương mới mở miệng, mấy người khác cũng đồng ý. Ở giữa mọi người, Mạnh Hữu Vi mặc trang phục hoa lệ nheo mắt, không vội trả lời, ông ta liếc nhìn Mạnh Vô Kỳ ngồi ở phía sau. Vô Kỳ, người con nói còn chưa tới sao? Chuyện này, con đã bảo đồng thúc thúc đợi ở nơi người đó bế quan, chỉ cần cậu ấy vừa xuất quan, sẽ lập tức dẫn cậu ấy tới đây. Đồng thúc thúc nói hôm nay người kia sẽ xuất quan, cho nên có khả năng lúc này đang trên đường tới. Mạnh Vô Kỳ nhìn thoáng qua cửa vào, giải thích. Mạnh Hữu Vi lắc đầu, trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng. Nếu trước khi săn bắn kết thúc cậu ta còn chưa tới, tự con nhìn rồi làm đi. Ông ta vốn định giữ danh sách này cho Mạnh Vô Kỳ, cả Viêm Dương Thành sẽ không có ai nói không, nhưng thực lực của Mạnh Vô Kỳ quá kém, chỉ có thể tặng danh sách này cho người khác. Còn người mà Mạnh Vô Kỳ tìm tới, nếu có thể tiến vào thần nông tông thông qua Viêm Dương Thành bọn họ, sẽ có ưu đãi với Viêm Dương Thành bọn họ, nhưng đây không phải chuyện ông ta có thể mở miệng tùy ý. Tuy ông ta là thành chủ, có quyền nói nhất định, nhưng không phải một tay che trời, nhất là ở nơi có khả năng có yêu thú, ma tộc đột kích bất cứ lúc nào. Nếu khiến những gia tộc khác bất mãn, bọn họ giận dữ không thèm phòng thủ, vậy chuyện sẽ ầm ĩ lớn rồi. Thúc thúc, có thể tạm dừng săn bắn này một lát hay không, đợi Mạc. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ khó coi, vẫn nói. Mạnh Hữu Vi hơi nhíu mày, thở dài trong lòng. Ông ta vốn rất bất mãn với Mạnh Vô Kỳ, sở dĩ để Mạnh Vô Kỳ tới Tinh Hỏa Trấn một là vì Mạnh Vô Kỳ phạm phải sai lầm, hai là muốn Mạnh Vô Kỳ rèn luyện một thời gian, để Mạnh Vô Kỳ trưởng thành hơn. Ai biết Mạnh Vô Kỳ không chỉ chọc thanh một trảm 40 ở Tinh Hỏa Trấn, người thanh niên này còn khiến Mạnh Vô Kỳ bị nghẹn không có một chút ý kiến nào, ít nhất có thể khiến Mạnh Vô Kỳ biết ở thiên ngoại thiên có nhân ngoại hữu nhân. Nhưng xem ra phần trả giá này hơi lớn, Mạnh Vô Kỳ đã bị dọa hết sạch can đảm. Ông ta không để ý tới Mạnh Vô Kỳ, rời mắt nhìn nam tử họ Mộ Dung. Yến lão đệ, ta cũng biết kết quả đã định, ngươi xem còn cần tiếp tục nữa không, nếu ngươi cũng cảm thấy không cần thiết, vậy vị trí đó là của Tiểu Phi rồi, Mộ Dung Yến hơi nhếch miệng, trong mắt hiện lên đắc ý. Ông ta không thể so được với Mạnh Hữu Vi, chỉ là đô đốc, đây là tâm bệnh những năm gần đây của ông ta. Nhưng con của ông ta lại khiến Mạnh Hữu Vi cam chịu, chuyện này khó mà không khiến ông ta vui. Nhưng ông ta cũng không sốt ruột, mỉm cười nhìn Mạnh Vô Kỳ ở phía sau Mạnh Hữu Vi một cái. Thành chủ, không phải tiểu chất Vô Kỳ nói phải đợi một người sao, chúng ta đợi yêu thú bị giết hết cũng không sao, ngoài ra hiếm có cơ hội để những đứa bé chưa từng thấy máu rèn luyện, để bọn chúng chơi một lát đi, ngươi cảm thấy được không, Vô Kỳ? Mạnh Hữu Vi nhíu mày, trên mặt lộ ra chút không vui, nhưng ông ta không mở miệng, bưng chén trà ở bên cạnh lên thổi vài hơi rồi uống. Hai tay Mạnh Vô Kỳ để trên đùi nắm chặt lại, trong mắt hiện lên chút giận dữ. Quả thật anh ta chỉ là cậu ấm, nhưng không có nghĩa anh ta không hiểu những lời Mộ Dung Yến nói. Mộ Dung Yến rõ ràng là được tiện nghi còn muốn khiêu khích. Mộ Dung thúc thúc, ta tìm một vị cao thủ một trảm 40 đại diện cho Viêm Dương Thành chúng ta tới tham gia hải tuyển của thần Nông Tông. Nếu cậu ấy đến đây, có khả năng Tiểu Phi sẽ không nằm trong danh sách nữa, ta cảm thấy nên kết thúc thì hơn. Trảm 40, ngươi nói tên tiểu tử giết sạch những người ngươi dùng Mạnh Thường Lệnh gọi tới sao? Mộ Dung Yến cũng không tức giận, trái lại cười nói. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, lập tức đứng dậy. Mộ Dung, không đợi hắn nói tên Mộ Dung Yến, đã bị Mạnh Hữu Vi đè ép bằng hai chữ lại. Làm càn, ai cho con lá gan này, mà dám nói chuyện với đô đốc Mộ Dung như vậy? Nhưng mà, Mạnh Vô Kỳ nắm chặt tay, nhưng không biết nói gì cho phải. Lúc anh ta không biết phải làm sao, không biết người nào kêu lên. Mau nhìn, Mộ Dung thiếu gia chém một yêu thú cấp nguyên anh. Bao gồm Mạnh Vô Kỳ trong đó,
ánh mắt mọi người đều nhìn về phía khu vực săn bắn, vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi. Lúc này Mộ Dung Phi mặc đồ trắng đang ở trên một đầm nước, dưới chân anh ta là một yêu thú bán long bán dao bị chém thương tích đầy mình. Yêu thú kia nổi giận thét lên một tiếng, một viên yêu anh trong cơ thể nó nổ tung, kim quang vạn trượng tỏa từ người nó ra. Mộ Dung Phi không có ý rời đi, hai tay cầm trường kiếm đâm mạnh về phía yêu thú. Bùm, một tiếng thật lớn vang lên, chấn nhiếp núi rừng. Trong bụi đất, Mộ Dung Phi mặc đồ trắng đi từ trong ra, anh ta không có do dự, tiếp tục giết yêu thú trong rừng sâu. Trên khán đài, nam tử họ Vương chỉ hơi do dự một lát, thì phản ứng kịp. Mộ Dung huynh che giấu thật kỹ, vậy mà lệnh lang có thực lực chém giết yêu thú Nguyên Anh kỳ, sớm biết như vậy ta sẽ không để nhi tử kém cỏi của ta tham gia rồi, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Yêu thú đồng cấp đều mạnh hơn tu sĩ nhân loại không ít, nhất là đến Nguyên Anh kỳ, chênh lệch này càng lúc càng lớn. Dù sao yêu thú ngoại trừ trí tuệ ra, các phương diện khác đều mạnh hơn nhân loại nhiều, đến Nguyên Anh kỳ, trí tuệ của bọn nó không kém nhân loại bao nhiêu. Bình thường tu sĩ Nguyên Anh gặp yêu thú Nguyên Anh kỳ sẽ lập tức chạy trốn, càng không nói tới kim đan. Vậy mà Mộ Dung Phi giết được yêu thú Nguyên Anh kỳ, không chỉ có thực lực chảm giai, còn chém được lưỡng chảm. Chuyện này, ta cũng vừa mới biết thôi, trước đây số tiểu tử này không mạnh như vậy đâu. Mộ Dung Yến giả bộ như mình không biết gì, nói. Đại đô đốc thật là, ngay cả tu vi thực của con mình cũng không biết. Có người không thèm để ý lắm, nịnh nọt nói. Hổ thẹn rồi, gần đây luôn bận chuyện phòng ngự ở hội đấu giá hỏa thần, quả thật không để ý tới tiểu nhi, mong mọi người thông cảm. Mộ Dung Yến ôm quyền nói. Chỉ trong chớp mắt, một đám người gần như đã quên thành chủ Mạnh Hữu Vi ngồi ở giữa. Mạnh Hữu Vi liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, trong mắt ông ta hiện lên mất mát, chậm rãi đứng dậy nói. Phi lão đệ, ta thấy có thể kết thúc săn bắn rồi, danh ngạch kia là của Mộ Dung gia các ngươi. Mộ Dung Yến mỉm cười, không chỉ không đồng ý, trái lại vội vàng ngăn cản Mạnh Hữu Vi. Đừng mà, thành chủ, tiểu phi nhà chúng tôi chỉ giết một con yêu thú mà thôi, tiểu tử Vô Kỳ tiến cử có thực lực một chảm 40, nếu người chảm 40 tham gia hải thuyền. Khả năng trở thành đệ tử của thần Nông Tông sẽ cao hơn một chút, đến lúc đó Viêm Dương Thành chúng ta sẽ có không ít tiếp viện, đây đều là chuyện tốt đối với Viêm Dương Thành chúng ta. Ngoài ra ta nghe nói Vô Kỳ vì giữ mạng còn hứa đưa danh ngạch cho người ta, người đưa danh ngạch cho tiểu phi con ta, không sợ người kia ra tay với Vô Kỳ à? Mộ Dung Yến, người nói cái gì? Cuối cùng Mạnh Vô Kỳ không nhịn được, anh ta đứng dậy tức giận nói. Mộ Dung Yến này làm nhục anh ta còn chưa tính. Vậy mà làm người tốt, thúc thúc anh ta có thể nhịn Mộ Dung Yến, nhưng anh ta không nhịn được. Những lời Mộ Dung đô đốc nói không sai phải không? Nam tử họ Vương đứng dậy, âm dương quái khí nói. Tinh hỏa trấn cách Viêm Dương Thành không xa, tin một chảm 40, ngày hôm sau đã chuyển tới Viêm Dương Thành, càng không nói tới ngày thứ ba. Ngoài ra Vô Kỳ à, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tuy thành chủ của ngươi ở đây, nhưng người ngươi nói cả tên lẫn họ là Đại Đô Đốc. Cho dù không phải là đại đô đốc cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Nam tử họ Vương nói tiếp. Những người khác sợ Mạnh gia, bọn họ không sợ, nhất là vào lúc này. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, sắc mặt lại khó coi hơn. Đủ rồi, Vương Kiếm, ngươi thân là trưởng bối mà hù dọa đứa bé như vậy được à, nếu ngươi có lòng dạ như Yến lão đệ, không đến mức chỉ là thống lĩnh của Viêm Dương Thành chúng ta. Ít nhất cũng phải tới đô đốc rồi. Mạnh Hữu Vi chậm rãi đứng dậy nói. Thành chủ nói đúng lắm, nếu bàn về lòng dạ, tất nhiên ta không thể so được với Mộ Dung đô đốc rồi, nhưng quản giáo hậu bối, ta cảm thấy thành chủ nên suy nghĩ thật kỹ, lần này chỉ đắc tội một tu sĩ kim đan, nếu lần sau đắc tội tu sĩ hóa thần, có khả năng không đơn giản như vậy, nếu Vô Kỳ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ ngươi không có biện pháp công đạo với vị thành chủ trước đó rồi. Vương Kiếm cũng không phản bác, mỉm cười nói. Ta quản giáo hậu bối thế nào là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn nên xem trọng Trảm Thần Kiếm nhà ngươi ấy, nếu từ bỏ, vậy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mạnh Hữu Vi lạnh lùng nói. Đa tạ thành chủ nhắc nhở. Sắc mặt Vương Kiếm thay đổi, chỉ nói cảm tạ, không nói thêm gì nữa. Mạnh Hữu Vi không so đo với Vương Kiếm, rời mắt nhìn Mộ Dung Yến. Yến lão đệ. Ngươi muốn đợi tiểu tử một chảm 40 thêm lát nữa không?
Ta cảm thấy nên gặp một lần thì hơn, dù sao hải tuyển lần này không đơn giản chỉ là danh ngạch thần nông tông. Mộ Dung Yến nói, thành phố chỗ bọn họ đều thuộc quản lý của thần nông tông, hàng năm thần nông tông đều cho bọn họ không ít vật tư, dùng để chống đỡ yêu thú và ma tộc. Hải tuyển lần này chỉ có một danh ngạch, nhưng đến lúc đó sẽ xếp theo thứ tự cao sẽ nhận được càng nhiều vật tư. Thân là thành chủ, ý tốt của người ta xin nhận, nhưng người chắc chắn muốn làm vậy vì Viêm Dương Thành à, đây là chuyện liên quan tới việc con người có thể đi vào thần nông tông hay không, nếu bây giờ dừng săn bắn, danh ngạch sẽ là của con trai ngươi, đợi lát nữa thì chưa chắc. Mạnh Hữu Vi xác nhận lại. Tuy ông ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng từ sùng bái mà đồng chiến cho ông ta, chắc chắn thực lực của người kia không kém, sẽ trên Mộ Dung Phi. Nếu Mộ Dung Yến muốn lập uy với ông ta trước mặt nhiều người như vậy, ông ta sẽ làm theo mong muốn của Mộ Dung Yến. Ngoài ra nếu có thể đợi thêm một lát, đưa danh ngạch này cho Mạc Phàm, vừa vặn cũng giúp giải quyết ân oán giữa Mạnh Vô Kỳ và Mạc Phàm. Chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, tất nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Thành chủ, người yên tâm đi, ta đã có tính toán trong lòng rồi. Mộ Dung Yến cười tự tin nói. Mấy năm nay, ông ta luôn đợi thời khắc này. Con của ông ta mới giết một yêu thú Nguyên Anh mà thôi, thực lực chân chính còn chưa bùng nổ, đợi bùng nổ hoàn toàn, những người này sẽ biết. Được rồi, đồng hồ, lại đây. Mạnh Hữu Vi gật đầu, nói với phó tướng đứng cách đó không xa. Đồng hồ nghe thấy tiếng gọi, không do dự đi tới, ông ta quỳ một gối trước người đám Mạnh Hữu Vi. Thành chủ có gì phân phó? Thả 100 yêu thú vào trong khu vực săn bắn, ngoài ra tăng số quân sĩ, bảo hộ an toàn của thành viên dự thi. Mạnh Hữu Vi bình tĩnh nói. Dạ, thành chủ. Đồng hồ đáp, đứng dậy muốn đi. 100 không đủ đâu, 200 đi, nếu 200 yêu thú bị giết sạch, tiểu tử kia còn chưa tới. Lại tuyên bố chuyện danh ngạch cũng không muộn. Mộ Dung Yến xen miệng nói. Chuyện này. Đồng hồ nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Hữu Vi với vẻ do dự. Mạnh Hữu Vi không nói gì, âm thanh cuồng bạo của phong hỏa thú truyền tới. Mạnh Vô Kỳ nhìn nơi phát ra âm thanh, lông mày anh ta nhướn lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là lúc trước thấy Mạc Phàm, anh ta ước gì có thể lập tức hạ lệnh bảo người ta chém Mạc Phàm. Hiện giờ anh ta thấy Mạc Phàm như thấy cha ruột. Thúc thúc, người kia đến rồi. Đám Mạnh Hữu Vi nghe thấy vậy thì nhìn theo. Chỉ thấy Mạc Phàm và một quân sĩ cưỡi phong hỏa thú, đang vội vàng tới cửa khu vực săn bắn. Bởi vì có lệnh bài trong tay, hai người thuận lợi tiến vào khu vực săn bắn. Mạnh Hữu Vi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sắc mặt ông ta hơi đổi, một lát sau mới nói. Đồng hồ, dẫn vị công tử kia tới đây. Dạ. Thành chủ. C. Thì trong phút chốc, dưới sự dẫn dắt của đồng hồ, Mạc Phàm đã đến khán đài. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ và những người khác, hắn khẽ cau mày nhưng không nói gì. Những người khác nhìn Mạc Phàm, đều lắc đầu. Thực lực cao hơn lời đồn một chút, đã đến kim đan trung kỳ, hẳn là do bế quan đột phá. Nhưng bọn họ không cảm nhận được đặc biệt ở chỗ nào. Ví dụ như pháp tu có pháp lực như biển, kiếm tu sắc bén bức người. Chiến tu tràn đầy chiến ý và sát khí sục sôi. Trên người Mạc Phàm rất bình thường, giống như một giọt nước ném vào trong biển rộng. Mạc công tử, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi, nếu ngươi không tới, săn bắn sẽ kết thúc mất. Đúng rồi, ta giới thiệu với ngươi, đây là thúc thúc của ta, thành chủ của Viêm Dương Thành. Mạnh Vô Kỳ ân cần nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt định mở miệng. So với Mạnh Vô Kỳ, trên người Mạnh Hữu Vi có nhiều khí tức ngay thẳng của quân đình hơn. Tuy cũng họ Mạnh, nhưng hắn không ngại nói chuyện với người như vậy. Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng, giọng nói chói tai truyền từ bên cạnh tới. Vô Kỳ, đây là cao thủ một trảm 40 đó sao, xem ra cũng thường thôi, có phải ngươi nhận nhầm người rồi không, hay là chúng mê hồn thuật của tiểu tử này? Vương Kiếm cười âm hiểm nói. Vương lão đệ, đừng hoài nghi ánh mắt của người trẻ tuổi hiện giờ có thiên phú cao hơn chúng ta năm đó. Nếu Vô Kỳ nói là người chạm 40, vậy chắc chắn đúng rồi. Mộ Dung Yến nghe thấy Vương Kiếm chào phúng, khuyên. Mộ Dung lão ca nói đúng lắm, ta không còn gì để nói nữa, thành chủ, ngươi nói tiếp đi. Vương Kiếm làm bộ lấy lòng, nói. Mạnh Hữu Vi làm như không thấy gì, căn bản không để ở trong lòng. Mộ Dung Yến đối địch với ông ta, cả Viêm Dương Thành đều biết.
Vương kiếm là cỏ ven tường, mọi người đều biết. Mạc công tử, người chắc chắn muốn đại diện cho Viêm Dương Thành chúng tôi tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông sao? Mạnh Hữu Vi hỏi. Nói cho ta biết quy củ của săn bắn, điều kiện thắng, những chuyện khác đợi ta lấy được danh ngạch này rồi nói sau. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Mộ Dung Yến một cái, sau đó nói. Hửm. Mạnh Hữu Vi nhíu mày. Đám Mộ Dung Yến cũng như vậy, sau đó lắc đầu cười. Tiểu tử, ngươi là một người từ hạ giới tới, muốn tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, vẫn nên nghĩ kỹ thì hơn. Vương kiếm vuốt râu, nói với vẻ rất có thâm ý. Người trẻ tuổi có tinh thần xông pha là tốt, nhưng mặc kệ hậu quả mà tiến về trước, chỉ biết mất nhiều hơn được, thậm chí sẽ chết. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Vương kiếm một cái. Ngươi nói nhiều lắm. Mấy chữ này vừa vang lên, Vương kiếm lập tức nheo mắt lại, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Mạnh Hữu Vi nói chuyện với ông ta như vậy, ông ta không có gì để nói, bởi vì Mạnh Hữu Vi là thành chủ. Mạc Phàm chỉ là một người từ hạ giới tới, vậy mà cũng làm càn như thế. Tiểu tử, người biết người đang nói chuyện với ai không? Vương kiếm trầm giọng nói. Mạc Phàm không để ý tới Vương kiếm, hắn nhìn lướt qua khu vực săn bắn. Là người nào giết được nhiều yêu thú hơn, thì danh ngạch là của người đó đúng không? Mạc Phàm hỏi. Tất nhiên hắn nhìn ra những người này muốn đối phó với Mạnh Hữu Vi, nhưng chuyện này không liên quan tới hắn, hắn chỉ cần lấy được danh ngạch hải tuyển của Thần Nông Tông. Không sai, nếu Mạc công tử không có vấn đề, có thể đi xuống, lát nữa sẽ có yêu thú thêm vào. Mạnh Hữu Vi suy nghĩ một lát nói. Khi nói chuyện, ông ta giơ tay về phía khu vực săn bắn nắm lấy. Trận pháp lập tức sáng lên, một cánh cổng xuất hiện ở trong không trung. Mạc Phàm nhìn thấy đại môn kia, muốn tiến vào trong. Thành chủ, giết yêu thú quá phiền phức, hay là như vậy đi, bảo những người dự thi ra ngoài, sau đó đuổi 50 yêu thú Nguyên Anh kỳ vào trong khu vực săn bắn. Nếu tiểu tử này có thể giết 50 yêu thú Nguyên Anh, vậy danh ngạch này là của tiểu tử kia, thế nào? Mộ Dung Yến mở miệng. Không phải Mạc Phàm là người chảm 40 trong truyền thuyết sao? Vậy giết một yêu thú thử xem. Nếu thật sự là vậy, ông ta cũng không còn gì để nói. Nếu không danh ngạch này ông ta định rồi. Mộ Dung Đô Đốc, như vậy không hay lắm đâu, tiểu phi chỉ giết được một yêu thú Nguyên Anh mà thôi, vì sao người ta tiến cử phải giết 50 yêu thú Nguyên Anh? Mạnh Vô Kỳ trầm giọng nói. Quả thật Mạc Phàm giết được 40 tu sĩ anh ta dụ tới, nhưng những người đó cộng lại còn không bằng 20 yêu thú Nguyên Anh. Rõ ràng là Mộ Dung Yến muốn hố Mạc Phàm. Sao ngươi không bảo Mộ Dung Phi giết 50 yêu thú Nguyên Anh? Mạnh Hữu Vi cũng nói. Đừng nói là Mạc Phàm, cho dù là người ở đây, cũng không có ai có bản lĩnh một mình giết 50 yêu thú Nguyên Anh. Chuyện này sao, không phải vị công tử này có bản lĩnh chảm 40 à, không chỉ có ta, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn nhìn xem thực lực một chảm 40 thế nào. Mộ Dung Yến nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, nói. Không sai, vị công tử này không ngại thử xem, nếu 50 yêu thú Nguyên Anh không được, có thể đổi thành 40, đương nhiên nếu như vẫn không được, ít hơn chút nữa cũng không sao. Vương kiếm mới ngậm miệng lại mở miệng nói, trên mặt ông ta đều là trêu tức. Cho dù bọn họ gặp phải nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy, cũng phải sử dụng vũ khí công thành để đối phó, sẽ không xông lên dễ dàng. Nếu không chắc chắn sẽ hữu tử vô sinh. Ông ta rất muốn biết, Mạc Phàm sẽ ứng phó thế nào. Vị công tử này, hay là ngươi thử một lần nhé? Có người mở miệng nói. T. Trong lúc này, không ít người có biểu cảm xem diễn trò không chê lửa cháy to, nhao nhao nhìn về phía Mạc Phàm. Các ngươi. Mạnh Vô Kỳ đập bàn đứng dậy, nhưng không biết nên nói gì. Mạc công tử, ngươi xem chuyện này. Mạnh Hữu Vi cũng nhíu mày. Rời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, hắn liếc mắt nhìn Mộ Dung Yến một cái, sau đó lông mày hắn nhíu lại. Trên người Mộ Dung Yến ngoại trừ linh khí lưu chuyển ra, còn có một ấn ký xuất hiện trong mắt hắn, ký hiệu kia không phải là ký hiệu gì khác, đúng là ngũ quỷ phệ hồn chú của Ngạo Nhật Sơn Tông. Nhưng chú này khác với chú trong cơ thể hắn là chú giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông mới có, mà trên người Mộ Dung Yến là chú chủ tớ. Chỉ có nô bộc của Ngạo Nhật Sơn Tông mới có, giống như phó bài Mạnh Vô Kỳ lấy ra lúc trước. Ngươi muốn nhìn thực lực của ta sao? Nếu ngươi không muốn cũng không sao, chúng ta sẽ không ép buộc, chúng ta có thể dựa theo quy củ lúc trước,
nhưng ngươi tới quá muộn, vì công bằng cho những người khác, thành tích của ngươi phải gộp lại mới được, ngươi thấy như vậy được không? Mộ Dung Yến giả bộ là người hiền lành, giả mù sa mưa nói. Đánh gộp lại sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Như vậy cho dù thêm 200 yêu thú vào, hắn giết sạch hết cũng chỉ tính là 20 con, có lẽ cuối cùng danh sách cũng không là của hắn. Nhất định phải giết yêu thú Nguyên Anh sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không nhất định, chỉ cần khiến bọn chúng không có lực chống cự là được, nhưng dù sao bọn chúng cũng là yêu thú, nhìn thấy nhân loại có khả năng sẽ không để ngươi có thời gian khắc họa trận pháp. Mộ Dung Yến cười nói. Nếu ông ta biết chuyện về Mạc Phàm, chắc chắn biết Mạc Phàm dựa vào 9 chữ trảm 40. Không cần khắc họa trận pháp, ngươi thả 100 yêu thú Nguyên Anh vào đi, nếu các ngươi có thể đuổi được nhiều yêu thú Nguyên Anh vào như vậy. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nói xong hắn chui vào đại môn do Mạnh Hữu Vi mở ra, tiến vào trong khu vực săn bắn. Xung quanh, bao gồm cả Mạnh Vô Kỳ trong đó đều sửng sốt, có mấy người còn nuốt nước bọt. 100 yêu thú Nguyên Anh sao? Cho dù là cao thủ hóa thần, cũng không dám nói giết 100 yêu thú dễ dàng. Nếu bị trên 100 yêu thú Nguyên Anh bao vây tấn công, tu sĩ hóa thần cũng phải trốn đi. Dù sao có nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy, là cao thủ hóa thần cũng sẽ bị thương, hơi lơ là sẽ tử vong. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan, vậy mà tuyên bố đối phó với 100 yêu thú Nguyên Anh. Thành chủ, trong rào chắn không có đủ 100 yêu thú Nguyên Anh, cho dù tạm thời đuổi ra, nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy rất có khả năng sẽ phá khu vực săn bắn. Ở bên cạnh Mạnh Hữu Vi, vẻ mặt đồng hồ xấu hổ nói. Mộ Dung Đô Đốc, hay là bỏ vào 100 tu sĩ Nguyên Anh nhé? Mạnh Hữu Vi hỏi. Đồng hồ, trong rào chắn còn bao nhiêu yêu thú Nguyên Anh? Sắc mặt Mộ Dung Yến khó coi, hơi khó chịu hỏi. Ý đồ ban đầu của ông ta là khiến Mạc Phàm run sợ, không ngờ Mạc Phàm yêu cầu 100 yêu thú Nguyên Anh, không thể nghi ngờ chuyện này như tát vào mặt ông ta một cái. Càng đáng giận chính là, trong khu vực săn bắn không có nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy, chuyện này càng khiến ông ta đâm lao phải theo lao. Khoảng 50 con. Đồng hồ nói. 50 là đủ rồi, bảo người khác ra hết cả đi. Cho 50 yêu thú Nguyên Anh kia phục dùng nội yêu đan, sau đó thả vào trong khu vực săn bắn. Mộ Dung Yến lạnh giọng nói. Nội yêu đan là một loại đan dược không chỉ khiến yêu nguyên của yêu thú bạo tăng, còn khiến yêu thú mất đi lý trí lục thân bất nhận. Một khi phục dùng thứ này, yêu thú Nguyên Anh sẽ vô cùng cuồng bạo, 50 yêu thú không kém gì 100 yêu thú. Thành chủ, chuyện này hơi. Đồng hồ do dự, nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Đi đi. Làm theo lời Mộ Dung Đô Đốc nói. Mạnh Hữu Vi nhìn thoáng qua Mạc Phàm đang vào khu vực săn bắn, vẫy tay nói. Trước mắt mọi người sáng lên, vẻ mặt không giống nhau. Chỉ trong phút chốc, người bên trong khu vực săn bắn đều được một đám quân sĩ dẫn ra, trên mặt những đệ tử này tràn đầy khó hiểu chậm rãi đi tới khán đài. Phụ thân, sao lại thế này, săn bắn còn chưa kết thúc, vẫn chưa giết chết hết yêu thú bên trong khu vực săn bắn mà. Mộ Dung Phi tu sĩ giết được một Nguyên Anh bất mãn nói. Tên tiểu tử kia muốn danh ngạch của Viêm Dương Thành chúng ta, hiện giờ cậu ta sắp chém 50 yêu thú Nguyên Anh. Mộ Dung Yến vừa uống trà vừa nói. Đúng rồi, là 50 yêu thú Nguyên Anh ăn nội yêu đan. Mộ Dung Yến nhớ tới gì đó, lại bổ sung thêm. 50 yêu thú Nguyên Anh nuốt nội yêu đan sao? Đám Mộ Dung Phi vốn sửng sốt, sau đó phản ứng kịp. Tên tiểu tử kia có tu vi gì thế, không phải người tham gia hải tuyển chỉ dưới Nguyên Anh thôi sao? Một nam tử trong đó hỏi. Tu vi kim đan trung kỳ. Vương Kiếm cười nói. Kim đan trung kỳ khiêu chiến 50 yêu thú nuốt nội yêu đan, có phải tiểu tử này điên rồi không, cậu ta nghĩ mình là phi thiếu à? Đúng vậy, chắc chắn tiểu tử này điên rồi, nếu cậu ta có thể làm được, ta sẽ cắt đầu cho tiểu tử này. Mộ Dung Phi có tu vi kim đan đỉnh phong. Dù vậy nếu anh ta biết có một yêu thú Nguyên Anh nuốt yêu nộ đan, anh ta sẽ lập tức rời đi, căn bản sẽ không ra tay với yêu thú này. Tiểu tử này cướp danh ngạch với phi thiếu, xứng đáng bị như vậy. Đừng nói thế chứ, nói không chừng tiểu tử này thật sự có thực lực, nếu không đã không dám đi vào. Mộ Dung Phi mỉm cười nói. Tất nhiên anh ta không tin Mạc Phàm có thể sống sót trở về, nhưng dũng khí của tiểu tử này không tệ, vậy mà dám khiêu chiến nhiều yêu thú Nguyên Anh như vậy. Chắc là tiểu tử này chỉ có dũng khí mà thôi, ta dám đánh cược,
cậu ta sống không quá 10 giây ở bên trong. 10 giây, người quá coi trọng cậu ta rồi, đó là 50 yêu thú nuốt nội yêu đan đấy, nếu bị những yêu thú này khóa chặt khí tức, bị yêu thú giết chết chỉ là chuyện 1 giây, ngay cả cặn cũng không còn. Đợi coi, tiểu tử này sẽ lập tức bị yêu thú phân chia làm đồ ăn. Tiểu tử này vào đó chỉ làm đồ ăn cho yêu thú mà thôi. Đúng vậy, có ai dám đánh cược tiểu tử này có thể còn sống quay về không? Một thanh niên trong đó cười nói. Không ai ở đây nói chuyện. Ngay cả Mạnh Vô Kỳ cũng kìm nén không mở miệng. 50 yêu thú nguyên anh nuốt nội yêu đan. Tuy bây giờ anh ta không muốn Mạc Phàm chết, nhưng lần này Mạc Phàm chết chắc rồi. Ta đã nói rồi mà, tiểu tử này chết chắc rồi, khà khà. Tiếng cười vang truyền khắp khán đài. Nhưng có mấy người nhìn Mạc Phàm ở trong khu vực săn bắn, lại không thể cười nổi. Nhất là người nhìn có vẻ nhiều tuổi, nhìn Mạc Phàm mà không ngừng nuốt bọt. Mạc Phàm có thể giết 50 yêu thú nguyên anh hay không ông ta không biết, nhưng ít nhất 50 yêu thú này sẽ không giết được Mạc Phàm. Nhưng ông ta không nói gì, chỉ nhìn Mạc Phàm trong khu vực săn bắn. Tiểu tử này ở đâu ra thế, phụ thân? Mộ Dung Phi mỉm cười, tò mò hỏi. Danh sách săn bắn lần này đã sớm định rồi, còn không công bố ra ngoài, người biết chỉ có đệ tử thế gia ở Viêm Dương Thành và Tiểu Tông Môn gần đây. Vô duyên vô cớ xuất hiện một tiểu tử ngốc, chắc chắn không phải thêm vào một cách tùy tiện. Mộ Dung Phi vừa nói xong, trên mặt đám Mộ Dung Yến và Vương Kiếm hiện lên tươi cười, cùng nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ và Mạnh Hữu Vi. Ta cũng không rõ về tiểu tử này lắm, chỉ từng nghe nói một số chuyện, cụ thể là gì con nên hỏi Vô Kỳ ấy. Mộ Dung Yến mỉm cười nói. Vô Kỳ. Đám Mộ Dung Phi nhìn lướt qua Mạnh Vô Kỳ, đều cười khinh thường. Vô Kỳ. Chính ngươi không có bản lĩnh tham gia săn bắn, không phải là tìm người tới cướp danh ngạch với huynh đệ chúng ta đấy chứ. Sở dĩ Mạnh Vô Kỳ rời khỏi Viêm Dương Thành, đến một nơi nhỏ bé như Tinh Hỏa Trấn, phần lớn nguyên nhân là tu vi rất kém. Tuy là kim đan đỉnh phong, nhưng chỉ là kim đan đỉnh phong, nếu ra tay còn không bằng người yếu nhất trong đám bọn họ, Mạnh Vô Kỳ không có một chút mặt mũi nào. Ngoài ra Mạnh Vô Kỳ còn bị bọn họ lừa dẫn yêu thú vào thành. Thiếu chút nữa khiến Viêm Dương Thành bị phá. Mạnh Hữu Vi không có biện pháp, đành phải đưa anh ta đi. Cho nên săn bắn lần này Mạnh Vô Kỳ không tham gia, người nói cái gì, Vương Vĩ. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng, tức giận nói. Thiếu chút nữa đã quên, người ở Tinh Hỏa Trấn suýt bị người ta giết 2 lần, nếu không phải đồng quân trưởng cố gắng bảo vệ, có lẽ người đã chết rồi, vì mạng sống, người đưa danh ngạch Viêm Dương Thành tham gia hải tuyển của thần Nông Tông cho người muốn giết ngươi. Không phải tiểu tử này là tiểu tử không biết trời cao đất rộng tới đòi nợ đấy chứ. Vương Vĩ vỗ đầu, hiểu ra nói. Vương Vĩ không nói thì không sao, vừa nhắc tới trong mắt Mạnh Vô Kỳ tràn đầy lửa giận. Vương Vĩ, người đủ ổi đó, có gan người nói những lời này cho Mạc công tử nghe ấy. Vậy cậu ta phải còn sống lên đây rồi hãy nói, nếu không, Vô Kỳ, hay là chúng ta đánh cược xem, đánh cược tiểu tử này còn sống lên đây không? Vương Vĩ chỉ Mạc Phàm ở trong khu vực săn bắn, không quan tâm Mạnh Hữu Vi vẫn còn ở đây, nói. Tuy Mạnh Hữu Vi là thúc thúc của Mạnh Vô Kỳ, nhưng vãn bối bọn họ ầm ĩ thế nào, Mạnh Hữu Vi đều không nhúng tay, nếu không đám phụ thân bọn họ sẽ không chịu để yên. Được, ngươi muốn đánh cược thế nào? Mạnh Vô Kỳ đứng dậy, nghiến răng nói. Anh ta vốn không định đánh cược, là vì cảm thấy khả năng Mạc Phàm thắng không cao, nhưng anh ta vẫn có tâm huyết. Nếu Vương Vĩ muốn chơi, anh ta sẽ chơi tới cùng. Đánh cược bán linh khí hỏa vân kiếm nhà ngươi nhé, nếu tiểu tử này còn sống đi lên, bán linh khí trảm thần kiếm nhà chúng ta sẽ là của ngươi. Nếu cậu ta chết, hỏa vân kiếm của Mạnh gia ngươi sẽ là của Vương gia ta, ngươi dám đánh cược không? Vương Vĩ nghĩ một lát, cười âm hiểm nói. Chuyện này, Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Vẻ mặt Mạnh Hữu Vi lạnh nhạt, bỏ chén trà xuống. Tiểu Vĩ, mấy đứa cảm thấy tiểu tử này sẽ chết sao? Chẳng lẽ Mạnh Thúc Thúc cảm thấy tiểu tử này có thể giết 50 yêu thú nguyên anh sao? Vương Vĩ không đáp hỏi ngược lại. Tiểu tử này giết được 50 yêu thú nguyên anh hay không ta không biết, nhưng các ngươi đừng cao hứng quá sớm, vậy ta đồng ý với ngươi thay Vô Kỳ, lấy bán linh khí ra làm đặt cược, nếu những người khác có hứng thú có thể gia nhập, thua Mạnh ra ta sẽ đưa bán linh khí và thứ tương đồng, các ngươi thua thì đưa bán linh khí tới Mạnh ra ta. Mạnh Hữu Vi bình tĩnh nói. Thúc thúc, con.
Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ thay đổi, vội nói. Lần này chơi lớn rồi, một kiện bán linh khí đã đả thương gân cốt rồi, nhiều như vậy, nếu bọn họ thua thì Mạnh gia sắp táng ra bại sản rồi. Nếu là như vậy, Mạnh thúc thúc, Mộ Dung gia ta dùng kiện bán linh khí kia đánh cược. Mộ Dung Phi cười nói. Còn Trương gia ta nữa. Ta cũng không tin tiểu tử kia có thể sống sót, Cao gia chúng ta. Thành chủ, Sơn Hải môn chúng ta cũng chơi một chút, người không ngại chứ? Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ một tông môn, những tông môn còn lại đều gia nhập đánh cược. Mạnh Hữu Vi lấy một tờ văn khế ra, mọi người nhỏ tinh huyết lên trên. Lúc này Mạnh Hữu Vi mới bảo người ta thả yêu thú vào trong khu vực săn bắn, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía khu vực săn bắn. Trong khu vực săn bắn, theo mệnh lệnh của Mạnh Hữu Vi, một đám sáng trở nên sáng lên, sau đó tắt dần đi. Giống giống, từng tiếng gầm thét vang lên, lực yêu nguyên cuồng bạo cùng lao ra một cách dũng mãnh. 50 yêu thú nguyên anh cũng phát lực, chỉ trong chớp mắt lực yêu nguyên có ở khắp vùng săn bắn. Bên trong khu vực săn bắn, vốn còn không ít yêu thú chưa bị giết cảm nhận được khí tức này, thì chạy trốn một cách điên cuồng. Không chỉ như vậy, ngay cả đại trận phòng hộ khu vực săn bắn cũng sáng lên, vô số ma văn xuất hiện trên đại trận. Yêu khí nồng đậm xuyên qua đại trận phòng hộ, đánh về phía những người xung quanh. Vẻ mặt không ít người thay đổi, quân sĩ ở bốn phía lại lấy pháp khí ra, chỉ vào trong vùng săn bắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảm nhận được lực yêu nguyên cuồng bá như vậy, đám Mộ Dung Yến cười vui vẻ. Lực yêu nguyên đáng sợ như vậy, ngay cả bọn họ đều hơi tâm kinh đảm hàn. Chuyện này mới chỉ là bắt đầu, đợi 50 yêu thú nguyên anh ra hết cả, chỉ sợ bán linh khí tới tay bọn họ rồi. Đám Mộ Dung Yến lạnh lùng liếc Mạnh Hữu Vi, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó lại nhìn về phía khu vực săn bắn. Rầm rầm rầm, tiếng gầm thét mới biến mất, âm thanh như cự thú chúng tên ngã xuống đất lại vang lên. Bên trong khu vực săn thú đại thụ tham thiên đứng thành một đường thẳng, bụi bặm tung bay bốn phía, thẳng về phía giữa khu vực săn bắn. Chỉ trong chớp mắt, một con yêu lang ba đầu to lớn đến bên cạnh đất trống, trên cái đầu to như tiểu sơn. Là 6 con mắt như đèn lồng tỏa ra huyết quang, khóa chặt Mạc Phàm. Sau đó là một con yêu xà có cánh bay lên trời, cơ thể to lớn che lấp mặt trời đứng trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Kế yêu lang, sau yêu xà, minh hỏa yêu hồ, địa long thú, thông tí yêu viên, vượt hỏa vân giao và yêu thú to lớn khác cùng xuất hiện ở xung quanh đất trống, bầu trời trên đỉnh đầu Mạc Phàm, chúng nó lộ ra khí tức vô cùng phẫn nộ, đợi thời cơ tới, vây quanh Mạc Phàm từng tầng. Trong lúc này, khu vực săn bắn như chết lặng. Trận pháp trên không sáng tới cực hạn, thanh trùy cổ xưa ở giữa trận pháp cũng bay ra, hấp thu linh khí xung quanh một cách điên cuồng, phát sáng từng vòng. Thúc thúc, không phải những yêu thú này đều ăn nội yêu đan sao, vì sao đều liếc về phía Mạc công tử? Mạnh Vô Kỳ nhìn bên trong khu vực săn bắn, cảm thấy khó hiểu nói. Ăn nội yêu đan, yêu thú sẽ không có lý trí, nếu cách nhau rất gần, bình thường đều chém giết lẫn nhau. Như vậy Mạc Phàm sẽ còn cơ hội sống sót. Nhưng mà trước mắt, những yêu thú này đều khóa chặt Mạc Phàm, quá trình này không bình thường. Mạnh Vô Kỳ mới mở miệng, đám Vương Vĩ và Mộ Dung Yến đều cười khinh thường. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, không nói tiếp nữa. Trái lại đồng hồ ở trước người Mạnh Hữu Vi do dự một lát, giải thích. Mạnh thiếu, tuy nội yêu đan có thể khiến yêu thú mất đi lý trí, nhưng sau khi hạ nội yêu đan, tu sĩ nhân loại nhất định phải cách yêu thú xa một chút, bởi vì yêu thú sẽ công kích nhân loại trước, tiếp theo mới tới những vật còn sống ở xung quanh. Chuyện này, sắc mặt Mạnh Vô Kỳ khó coi hơn, anh ta không dám nhìn Mạnh Hữu Vi, vội cúi đầu. Trái lại đám Mộ Dung Yến đều hơi nhếch miệng. Các vị, thực lực của tiểu nhi cũng tạm, nhưng trên tay còn thiếu pháp bảo, lát nữa hỏa vân kiếm của thành chủ sẽ thuộc về tiểu nhi, Yến mỗ nhất định sẽ bồi thường cho mọi người. Mọi người thấy thế nào? Ta không thành vấn đề, nhưng ta có phương án càng dễ chia hơn. Vương Kiếm cười âm hiểm nói. Hả, phương án gì? Mộ Dung Yến tò mò hỏi. Ánh mắt những người khác đều rời khỏi Mạc Phàm, nhìn về phía Vương Kiếm với vẻ khó hiểu. Không phải trên người tiểu tử này có linh khí sao, nếu tiểu tử này chết, đồ trên người tiểu tử này. Vương Kiếm nói một nửa thì dừng cười. Những người khác nghe thấy vậy. Trước mắt lập tức sáng lên. Nhất là Mộ Dung Yến, vẻ mặt ông ta thay đổi. Thiếu chút nữa ông ta quên mất, trên người Mạc Phàm có một thanh linh kiếm.
vì bán linh kiếm mà tranh giành không thú vị, bán linh khí chỉ là bán linh khí, không so được với linh khí chân chính. Thành chủ, nếu tiểu tử này chết, người xem có phải kiện linh khí này có thể thêm vào đặt cược không? Mộ Dung Yến ôm quyền, nói với Mạnh Hữu Vi. Mộ Dung đô đốc, chuyện này không ổn lắm, tiểu tử này chết Mộ Dung ra ngươi lấy linh khí, cậu ta sống, thành chủ không chiếm được gì, có phải không công bằng hay không, ta nghĩ ngươi nên thêm đặt cược. Đồng hồ ở bên cạnh bất mãn nói. Hôm nay Mộ Dung Yến đúng là quá phận, bây giờ càng thêm quá phận. Mạnh Hữu Vi có thể nhịn, ông ta thân là tâm phúc của Mạnh Hữu Vi không thể nhịn được nữa. Nơi này đến lượt ngươi nói sao, đồng hồ, ngươi nói chuyện với ta như vậy, không sợ đi canh giữ tiểu trấn như đại ca ngươi à? Ánh mắt Mộ Dung Yến lạnh lẽo, căn bản không thèm để ý Mạnh Hữu Vi ở bên cạnh, uy hiếp trắng trợn. Đồng Chiến và đồng hồ là huynh đệ, hai người đều là tâm phúc của Mạnh Hữu Vi. Sở dĩ Đồng Chiến phải canh giữ một tiểu trấn, là vì đắc tội Mộ Dung Yến. Chỉ vì một câu của tiểu nhân, đô đốc muốn ta cũng xung quân tới nơi nhỏ bé sao? Đồng hồ không sợ hãi, cười nói. Có gì không thể sao? Mộ Dung Yến cười mỉa nói, chỉ sợ đô đốc còn chưa có quyền lợi này. Vậy sao, thành chủ, gần đây hỏa ma hoạt động hung hăng ngang ngược bên phía Chu Tước Trấn, quân trưởng ở đó không chỉ không thể chống cự, còn vì vậy mà bị trọng thương, rất cần người có kinh nghiệm đối phó hỏa ma đến trấn thủ, cho nên ta đề nghị thành chủ phái đồng hồ đồng quân trưởng qua đó, bình định mối họa hỏa ma ở Chu Tước Trấn. Mộ Dung Yến nói với Mạnh Hữu Vi. Ta cũng cảm thấy không ai thích hợp hơn đồng hồ rồi. Vương Kiếm cũng xen miệng nói. Những người khác vội vàng đứng dậy, khuyên bảo Mạnh Hữu Vi đẩy đồng hồ tới Chu Tước Trấn. Một đám quan viên ở Viêm Dương Thành, vậy mà không có một ai ngăn cản. Sắc mặt đồng hồ và Mạnh Vô Kỳ thay đổi, nhìn về phía Mạnh Hữu Vi ngồi ở giữa. Trên mặt Mạnh Hữu Vi vẫn không có biểu cảm, ông ta nâng chén trà lên thổi mấy hơi. Nhấp một ngụm xong rồi đặt chén xuống, không có một chút bối rối. Quả thật Chu Tước Trấn cần một người có năng lực đi trấn giữ, đồng hồ cũng có thể được phái tới đó, nhưng tôi vẫn có một điều kiện nữa. Mạnh Hữu Vi nói. Điều kiện gì? Mộ Dung Yến cười nói. Nếu tiểu tử này chết trong khu vực săn bắn, điều kiện vẫn như trước, ngoài ra linh khí của cậu ta sẽ thuộc về các ngươi, đồng hồ đi canh giữ ở Chu Tước Trấn, nhưng... Mạnh Hữu Vi dừng lại một lát. Không thể, thành chủ. Đồng hồ nghe thấy những lời Mạnh Hữu Vi nói, vội vàng ngăn cản. Đám người này liên hợp lại với nhau, vốn gần như là Mạnh Hữu Vi đã mất quyền lực, nếu ông ta lại được phái đi, chỉ sợ Mạnh Hữu Vi thật sự thành thành chủ giả, để mặc Mộ Dung Yến muốn làm gì thì làm ở Viêm Dương Thành. Mộ Dung Yến cười vui vẻ, linh khí, danh ngạch hải tuyển của thần Nông Tông, bán linh khí của Mạnh gia đều tới tay, không có chuyện gì vui hơn chuyện này. Nhưng mà cái gì? Nhưng nếu tiểu tử này sống, tất cả bán linh khí của các ngươi phải giao cho ta, Mộ Dung gia ngươi đi đóng quân ở Chu Tước Trấn, thế nào, ngươi muốn chơi không? Mạnh Hữu Vi lấy tờ văn khế lúc trước ra, ngón tay khẽ vạch lên trên, bên trên có thêm một vết máu. Mạnh Hữu Vi vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chuyện này, lúc trước Vương Kiếm còn nói rất nhiều, lần này thì im lặng, không nói ra nửa chữ. Đánh cược này hơi lớn rồi, phái tới Chu Tước Trấn còn thảm hơn quan kinh thành về Sơn Thôn, bởi vì kề bên Chu Tước Trấn là hỏa ma vực, không lâu sau sẽ có hàng loại hỏa ma lao tới tấn công tiểu trấn này. Trên cơ bản chú quân được phái tới đây nếu không phải là tử sĩ trung tâm, thì là quan quân phạm sai lầm. Nếu Mộ Dung ra tới nơi này, vậy tranh đấu giữa Mộ Dung Yến và Mạnh Hữu Vi sẽ lấy thất bại mà chết. Không chỉ Vương Kiếm, những người khác bao gồm cả Mộ Dung Phi đều lập tức không nói. Chuyện này quá trọng đại, bọn họ đừng mở miệng thì hơn. Tươi cười trên mặt Mộ Dung Yến cứng đờ, nhưng lập tức khôi phục như thường. Có thể, ta cá, nếu ta thua, Mộ Dung gia ta sẽ chuyển đến Chu Tước Trấn. Mộ Dung Yến suy nghĩ một lát rồi nói. Ông đấu với Mạnh Hữu Vi nhiều năm như vậy, sao có thể không biết, Mạnh Hữu Vi muốn xoay người trong bước đường cùng. Hiện giờ tất cả quân sĩ ở Viêm Dương Thành, gần như đều nghiêng về phía ông ta. Hơn nữa sau khi Mộ Dung Phi con ông ta bày ra thành tích tốt ở săn bắn, những người này càng quyết một lòng theo ông ta, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống nghiêng về một phía như vừa rồi. Mạnh Hữu Vi chỉ có thể đẩy bọn họ tới Chu Tước Trấn, mới có thể nắm giữ quyền hành ở Viêm Dương Thành lần nữa.
Nhưng Mạc Phàm không có khả năng sống sót rời khỏi khu vực săn bắn, cậu ta sẽ chết, lần này ông ta thắng chắc rồi, sau này Viêm Dương Thành sẽ là của Mộ Dung gia bọn họ. Tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, vì một kiện linh khí, không đáng để 130 nhân khẩu Mộ Dung gia ngươi chuyển tới Chu Tước trấn nguy hiểm đâu. Mạnh Hữu Vi bất hỉ bất bi, bình tĩnh nói. Ta cảm thấy đồng hổ đồng quân trưởng càng thích hợp hơn ta, cho dù Mộ Dung gia ta qua đó, chưa chắc có thể bình định Chu Tước trấn như đồng quân trưởng, vì yên ổn của Chu Tước trấn, tôi sẽ đánh cược vụ này. Mộ Dung Yến nói rất chắc chắn. Ông ta khẽ búng ngón tay, một giọt huyết châu bay ra, rơi lên trên văn khế trong tay Mạnh Hữu Vi. Chỉ trong chớp mắt huyết châu đã được văn khế hấp thu, văn khế lập tức sáng lên. Được rồi, vậy người thua, giao bán linh khí, rời khỏi Viêm Dương Thành đi. Mạnh Hữu Vi thấy văn khế sáng lên, nói. Khi nói chuyện, ý niệm của ông ta vừa động, trên người ông ta và trên người đồng hổ, Mạnh Vô Kỳ xuất hiện một màn hào quang, bảo hộ bọn họ ở bên trong. Hửm! Mộ Dung Yến nhíu mày, mọi người vội vàng nhìn về phía khu vực săn bắn. Lúc bọn họ nói chuyện, cuối cùng yêu lang ba đầu đi ra đầu tiên không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên ba loại yêu khí khác nhau trên người tăng vọt, xông về phía Mạc Phàm. Yêu lang ba đầu này vừa cử động, giống như kíp nổ 10 tấn thuốc nổ được người ta đốt lên, những yêu thú khác cũng xông về phía Mạc Phàm như điên rồi. Ở giữa khu vực săn bắn, Mạc Phàm nhìn cả đám yêu thú Nguyên Anh xông tới, trên mặt hắn không có chút bối rối, cũng không lấy pháp bảo gì ra. Sau khi hắn tu thành tạo hóa kim đan, còn chưa kịp thử nghiệm uy lực của tạo hóa kim đan, bây giờ thử trên người đám yêu thú này xem sao vậy. Quỳ cho ta! Hắn khẽ quát một tiếng, giọng nói như lôi đình giữa trời quang. Theo hắn thét to, hai mắt hắn trở nên sáng lên. Thần thức cường đại như thực chất tỏa ra hào quang màu bạc vô cùng chói mắt, uy áp khủng bố lập tức tỏa từ người Mạc Phàm ra, giống như trời sập xuống. Hào quang màu bạc này xuất hiện trong mắt hắn, sau đó phân hóa thành xúc tua màu bạc, đánh về phía những yêu thú đang nhào về phía hắn. Xúc tua này nhỏ hơn những yêu thú Nguyên Anh nhiều, nhưng vừa tới trên người yêu thú. Giống giống, tiếng kêu thảm thiết của yêu thú lập tức vang lên, yêu thú chạy như điên bị ấn liên tục trên đất. Trên bầu trời thì như mất đi cánh, rơi từ trên bầu trời xuống. Một con, hai con, khoảng chừng 50 con, cho dù là yêu thú gì đều phủ phục trên mặt đất, đỏ như máu trong mắt biến mất, giống như nhìn thấy thiên địch không ngừng run rẩy, có một số con còn phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Không chỉ những yêu thú này, bên ngoài khu vực săn bắn. Dưới hào quang màu bạc do Mạc Phàm tỏa ra, sắc mặt không ít quân sĩ thay đổi, còn chưa kịp chống cự đã hôn mê bất tỉnh. Không có ngất đi thì sắc mặt tái nhợt, trán không ngừng chảy mồ hôi. Trên khán đài, đám Mộ Dung Phi đang đứng thầm kêu không hay rồi, trên người như bị ngọn núi đè ép, bọn họ kêu lên đau đớn rồi quỳ trên đất, một số người còn lại thì nằm trên mặt đất, giống như con rùa bị lật ngược. Đám Mộ Dung Yến ngồi trên ghế thì khá hơn một chút, nhưng không có quỳ hay ngất đi như vậy mà thôi. Dưới khí tức của Mạc Phàm, bọn họ giống như người bình thường gặp phải bão cấp 18. Cho dù dùng tu vi chống cự, vẫn chịu khổ sở như cũ, sắc mặt cả đám đỏ bừng. Cảm giác áp bức tràn đầy trời đất này, bọn họ từng cảm nhận rồi, nhưng chưa từng cảm nhận được từ người một tu sĩ kim đan kỳ. Ở đây coi như trấn định chỉ có Mạnh Hữu Vi, Mạnh Vô Kỳ và đồng hồ ở trong hào quang. Mạnh Hữu Vi thì khá hơn một chút, giống như cảm thấy hứng thú với linh trà hôm nay, không ngừng uống một chén lại một chén. Mắt đồng hồ thì mở to như sắp lồi ra. Trong mắt đều là không thể tin. Cho dù Mạnh Vô Kỳ từng thấy Mạc Phàm ra tay, lúc này miệng cũng há to, cằm như sắp rớt xuống. Ba ngày trước Mạc Phàm còn phải dựa vào cổ tự, mới có thể chém giết 40 tu sĩ. Hiện giờ ngay cả chữ cũng không viết, chỉ dựa vào phóng thích thần thức, vậy mà có được khí tức khủng bố như vậy. Không chỉ yêu thú Nguyên Anh ăn nội yêu đan, toàn bộ người quỳ trên đất, tu sĩ ở xung quanh đều không có lực phản kháng. Chỉ sợ chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, hắn có thể giết đám Mộ Dung Yến một cách dễ dàng. Đương nhiên giết bọn họ cũng không có một chút vấn đề. Lúc này mới qua 3 ngày, sao có thể khủng bố như vậy? Đáp án này, đám Mộ Dung Yến cũng muốn biết. Mạc Phàm nhìn chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, sao có thể bùng nổ lực lượng khủng bố như thế? Phải biết rằng tu sĩ mỗi cấp cho dù có một trời một vực, nhưng vẫn có ranh giới. Ví dụ như tu sĩ kim đan cửu trảm đã là cực hạn,
trước đó bọn họ chưa từng nghe nói tới người đột phá cửu trảm. Một tinh cầu nhỏ như liệt hỏa tinh không có, cho dù là thần nông tông tông phái siêu cấp ở tu chân giới cũng không truyền ra cao thủ thập trảm. Nhưng Mạc Phàm là một tiểu tử từ hạ giới tới, hoàn toàn không ở trong hạn chế này. Lúc này bên trong Viêm Dương Thành cách nơi này không xa, hai lão giả cảm nhận được khí tức trên người Mạc Phàm, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, cùng nhìn về phía bên này. Ngay sau đó hào quang trên người hai người chớp lóe, dẫn theo vài người đi về bên này. Trong khu vực săn bắn, Mạc Phàm trấn trụ 50 yêu thú xong, thì như đi bậc thang từ trong khu vực săn bắn tới trên không khán đài, trong mắt hắn lóe sáng hào quang màu bạc nhìn về phía đám Mạnh Hữu Vi. Như vậy có tính là ta thắng không? Mấy chữ đơn giản nhưng mang theo lực lượng vô tận, làm cho người ta không thể từ chối. Mạnh Hữu Vi nhìn thoáng qua Mộ Dung Yến sắc mặt xanh mét, ông ta hơi nhếch miệng. Đại đô đốc, cần Mạc công tử giết những yêu thú này mới tính là thắng không? Không cần, cậu ta thắng rồi. Mộ Dung Yến nghiến răng, phẫn nộ nói. Mạc Phàm có thể khiến những yêu thú này quỳ xuống, giết chúng nó chỉ là chuyện tốn chút thời gian, không hề gặp khó khăn, đã hoàn toàn không quan trọng nữa. Vậy ngươi chịu thua chưa? Mạnh Hữu Vi, ngươi tính kế rất sâu đó, ta thua. Mộ Dung Yến lạnh lùng nói. Ông ta vốn thắng chắc rồi, nhưng chỉ trong phút chốc, ông ta thua ngay cả giáp cũng không còn. Lúc này ông ta mới hiểu vì sao Mạnh Hữu Vi lại bình tĩnh như vậy, dám đánh cược lớn với ông ta, có lẽ ngay từ đầu Mạnh Hữu Vi đã nhìn ra được tiềm chất của Mạc Phàm. Được, vậy các ngươi sẽ không quỵt nợ đấy chứ? Mạnh Hữu Vi liếc nhìn đám vương kiếm, nói tương đối có thâm ý. Chúng ta nguyện chịu thua. Trên mặt vương kiếm tràn đầy hối hận, nói. Sớm biết sẽ như vậy, ông ta nhất định sẽ không xen vào chuyện này. Như vậy không chỉ không thua bán linh khí, chỉ sợ sau này ông ta ở Viêm Dương Thành đều không có ngày lành. Những người khác thấy vương kiếm gật đầu, cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ đã lập khế ước, hiện giờ kết quả đã định, hậu quả đổi ý nghiêm trọng hơn giữ bán linh khí nhiều. Tốt lắm. Mạnh Hữu Vi cười nhạt, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc công tử, người thắng rồi, làm phiền công tử đuổi những yêu thú này về sào huyệt của mình, nếu để quân sĩ đi vào, có lẽ sẽ tạo ra không ít tổn thương. Mạnh Hữu Vi đứng dậy, ôm quyền nói với Mạc Phàm. Có thể. Mạc Phàm khẽ gật đầu, hắn rời mắt nhìn về phía những yêu thú đang quỳ trên đất, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Đều trở về cả đi. 50 yêu thú kia như được đại xá, chật vật chạy về phía sào huyệt của mình, mấy yêu thú yếu hơn không cẩn thận bị những yêu thú mạnh dẫm dưới chân, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đống thịt nát. Không lâu sau, tất cả yêu thú quay về sào huyệt của mình, nhà giam nhốt chúng ở bên trong khu vực săn bắn khôi phục lại yên bình. Màn hào quang trên khu vực săn bắn sáng lên, sau đó biến mất. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, trong mắt sáng lên ngân quang, hắn đi từ khu vực săn bắn đến trên khán đài, đứng trước đám người. Vậy bây giờ danh ngạch là của ta đúng không? Đám người này nói gì, tất nhiên hắn đều nghe thấy được. Chỉ là hắn không có hứng thú với những chuyện này, thay vì lăn qua lăn lại với đám Mạnh Hữu Vi, hắn chỉ muốn danh ngạch. Đó là tất nhiên, bây giờ ta tuyên bố, danh ngạch của Viêm Dương Thành chúng tôi là. Mạnh Hữu Vi cao giọng nói. Ông ta còn chưa nói hết, đã bị Mộ Dung Yến xen ngang. Đợi một chút, thành chủ, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi còn nghĩ tới danh ngạch tổng tuyển cử của thần Nông Tông à, nếu ta nhớ không nhầm, lúc trước ngươi từng nói nếu Mạc công tử giết được 50 yêu thú Nguyên Anh, danh ngạch sẽ là của cậu ta. Mạnh Hữu Vi nhíu mày hỏi. Có văn khế ở đây, tất nhiên ta sẽ không chối cãi, dựa theo đánh cược, lát nữa ta sẽ giao bán linh khí của Mộ Dung gia ta, Mộ Dung gia ta cũng sẽ chuyển tới Chu Tước Trấn quét sạch hỏa ma, Chu Tước Trấn không bình định, Mộ Dung gia chúng tôi tuyệt đối không bàn về Viêm Dương Thành. Nhưng danh ngạch tham gia hải tuyển của thần Nông Tông, vẫn nên lo lắng thì hơn, thực lực của tiểu tử này đại diện cho Viêm Dương Thành chúng ta tham gia hải tuyển là đủ rồi, nhưng ngươi đừng quên, tiểu tử này từ hạ giới tới. Thân phận không rõ, dựa theo quy tắc mà thần Nông Tông phát ra, tất phải là người có thân phận rõ ràng, để tránh bị gian tế lẻn vào, cho nên không thể đưa. Danh ngạch cho cậu ta. Mộ Dung Yến trầm giọng nói. Mạc Phàm khiến ông ta thua rối tinh rối mù. Ngoài ra với thực lực của Mạc Phàm, cơ hội tiến vào thần Nông Tông sẽ lớn hơn Mộ Dung Phi con trai ông ta nhiều. Lúc trước ông ta ngáng chân Mạc Phàm,
nếu Mạc Phàm vào Thần Nông Tông, Mộ Dung gia ông ta càng không có ngày lành, sao ông ta có thể để Mạc Phàm lấy đi dễ dàng. Mộ Dung Yến vừa nói những lời này, đám Vương Kiếm do dự, không nói giúp Vương Kiếm. Mộ Dung Yến đã không còn hy vọng, cho dù lấy được danh ngạch tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông cũng không có tác dụng gì. Chỉ sợ chỉ có người có tu vi như Mạc Phàm, mới có thể bộc lộ tài năng ở hải tuyển. Nếu ta nhớ không nhầm, Mạc công tử là quân sĩ xuất ngũ đúng không? Mạnh Hữu Vi nhíu mày nói. Quân sĩ xuất ngũ, với loại thân phận này, thành chủ muốn lấy ra lừa gạt tiên sứ của Thần Nông Tông, có phải quá ngây thơ rồi không? Mộ Dung Yến cười lạnh lùng nói. Loại thân phận như quân sĩ xuất ngũ, nếu là trường hợp bình thường còn được. Nhưng ở trong hải tuyển tông môn, vốn dĩ không có người tán thành. Một khi điều tra ra có vấn đề, Viêm Dương Thành đợi gặp Tao Ương đi. Chuyện này, sắc mặt Mạnh Hữu Vi thay đổi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Nếu Mạc Phàm thật sự không tên không họ, ông ta có thể an bài thân phận cho Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm chém 40, đã lan truyền thanh danh tu sĩ hạ giới của mình, nếu ông ta an trí thân phận khác, chỉ biết càng tô càng đen. Ngoài ra còn có lão hồ ly Mộ Dung Yến ở bên cạnh. Nếu lúc này ông ta cố chấp đưa danh ngạch cho Mạc Phàm, chắc chắn Mộ Dung Yến sẽ gây khó dễ từ trong. Nhưng ông ta đã đồng ý với Mạc Phàm, chẳng lẽ phải nuốt lời. Mộ Dung Yến thấy Mạnh Hữu Vi khó xử, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, nhìn về phía Mạc Phàm nói. Tiểu tử, người cao hứng quá sớm rồi đó, không thể cho ngươi danh ngạch này được. Nói xong ông ta đưa mắt nhìn Mạnh Hữu Vi. Thành chủ, công bố danh ngạch đi, đợi ngươi công bố danh ngạch xong, ta sẽ lập tức thực hiện đánh cược, nếu không. Mộ Dung Yến còn chưa dứt lời, nhưng ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Mạnh Hữu Vi nhíu chặt mày, đôi mắt bắt đầu đảo liên tục. Quả thật thân phận của Mạc Phàm là một chuyện rất phiền phức, nhưng Mạc Phàm lại càng là một người phiền phức. Nếu lúc này Mạc Phàm muốn giết ông ta, chưa chắc ông ta đã chống đỡ được dưới tay Mạc Phàm tới khi cao thủ hóa thần ở Viêm Dương Thành tới. Không đợi ông ta mở miệng, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, nhìn về phía Mộ Dung Yến đang đắc ý. Mộ Dung Yến đúng không, ta thấy người cao hứng hơi sớm rồi đó. Tươi cười trên mặt Mộ Dung Yến cứng đờ, cảm thấy khó hiểu hỏi. Tiểu tử, ta chỉ làm việc dựa theo quy củ, không phải cố ý gây khó dễ cho ngươi, ngươi có ý gì? Ha ha, Mạc Phàm lắc đầu cười. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Mộ Dung Yến. Nhưng ông ta khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng ghét, cho dù nói gì, đều giả bộ như suy nghĩ cho đại cục. Chuyện này cũng không là gì, nhưng dám cướp cơ hội tiến vào Thần Nông Tông từ tay hắn sao? Ngươi chắc chắn ta không có thân phận, không có biện pháp tham gia tổng tuyển cử của Thần Nông Tông sao? Mạc Phàm hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể? Mộ Dung Yến cười khinh thường, nói. Mạc Phàm muốn tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông phải có thân phận, nhưng theo ông ta biết. Mạc Phàm từ hạ giới tới, mới ở tu chân giới mấy ngày mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, Mạc Phàm hiếm có cơ hội có được thân phận. Vậy thì trợn to đôi mắt của ngươi, nhìn xem đây là gì, có đủ để ta đại diện cho Viêm Dương Thành tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông? Không. Khối ngọc bài này có màu xanh đậm, bên trên khắc hai chữ Nam Cung. Nhìn thấy ngọc bài này, mọi người ở đây lập tức sửng sốt, trong mắt đều là không thể tin được. Đây là, vài ngày trước ông ta từng thấy lệnh bài này trên người hai người, sao có thể không biết. Đây là ngọc bài của Nam Cung Gia Kỳ Sơn, tượng trưng cho thân phận người Nam Cung Gia. Vậy mà trên người Mạc Phàm lại có thứ này, lần này ông ta thật sự thua cả ván bài rồi. Săn bắn lần này vốn đã kết thúc, những người đứng đầu Viêm Dương Thành đều nghiêng về phía ông ta, danh ngạch tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông cũng của Mộ Dung Gia ông ta. Có thể nói là Mộ Dung gia bọn họ phong quang vô hạn. Ông ta lại đợi Mạc Phàm tới, lần này hay rồi, bán linh khí của tất cả gia tộc thành của Mạnh gia, Mộ Dung gia còn phải tới Chu Tước trấn đóng quân. Chuyện này còn chưa tính, hiện giờ ngay cả danh ngạch tham dự hải tuyển của Thần Nông Tông, cũng bị một tiểu tử vô danh cướp đi. Trên người cậu ta còn có ngọc bài Nam Cung gia Kỳ Sơn, nếu ngọc bài này là Nam Cung gia cho, đừng nói là Viêm Dương thành bọn họ. Cho dù là Thần Nông Tông cũng không hoài nghi thân phận của cậu ta. Thứ này đủ rồi chứ, Mạnh thành chủ. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mạnh Hữu Vi hơi thở phào nhẹ nhõm, muốn mở miệng nói. Đợi một chút, nếu đây là ngọc bài của ngươi, quả thật đủ rồi,
nhưng ngươi chứng minh thế nào đây là ngọc bài của ngươi? Mộ Dung Yến vẫn nói, Nam Cung gia có danh tiếng như vậy, sao có thể cho một tiểu tử hạ giới lệnh bài, khả năng Mạc Phàm nhặt được hoặc cướp lệnh bài là rất cao. Cho dù Mạc Phàm nói là Nam Cung gia cho cậu ta, chỉ sợ cũng không có ai tin. Chỉ cần danh ngạch tham dự hải tuyển của Thần Nông Tông không bị lấy đi, Mộ Dung gia bọn họ vẫn có cơ hội xoay mình. Đại Đô Đốc suy nghĩ như vậy không phải không có đạo lý, thành chủ nên suy nghĩ kỹ thì hơn, nếu tiểu tử này giết người Nam Cung gia đạt được ngọc bài, sau này Nam Cung gia trách tội, tao ương vẫn là Viêm Dương thành chúng ta. Vương Kiếm vuốt râu, nói với vẻ thận trọng. Mạc công tử, người có thể giải thích, người lấy ngọc bài này từ đâu ra được không? Mạnh Hữu Vi nói. Đây là... Mạc Phàm nhíu mày, vừa định mở miệng. Ngàn vạn lần đừng nói với chúng tôi là người Nam Cung gia tặng cho ngươi, ngươi cảm thấy bọn ta là đứa bé 3 tuổi, sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Mộ Dung Yến cười lạnh lùng, nói với vẻ khinh thường. Vẻ mặt Mạc Phàm khó coi, hắn lạnh lùng liếc Mộ Dung Yến một cái. Ngươi là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông đúng không? Vẻ mặt Mộ Dung Yến thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy kỳ lạ. Quả thật Mộ Dung gia bọn họ là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng chuyện này cho dù là người Mộ Dung gia cũng ít có người biết, ở đây chỉ có ông ta, Mạnh Hữu Vi và con của ông ta biết chuyện này, sao Mạc Phàm nhìn ra được? Ngạo Nhật Sơn Tông. Nghe thấy mấy chữ này, vẻ mặt đám Vương Kiếm thay đổi. Sao bọn họ có thể không biết Ngạo Nhật Sơn Tông tiếng tăm lừng lẫy, đây là tông phái siêu cấp không kém gì Thần Nông Tông, vậy mà Mộ Dung gia là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông. Mộ Dung lão ca, người che giấu kỹ thật. Trên mặt đám Vương Kiếm hiện lên nịnh nọt, cười nói. Đúng vậy, Đại Đô Đốc đúng là chân nhân bất lộ tướng. Một người đàn ông khác cũng nói theo. Tiểu tử, sao ngươi biết được? Mộ Dung Yến cảnh giác đánh giá Mạc Phàm, lạnh giọng hỏi. Ngươi xem đây là gì, ngươi sẽ biết thôi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, ngũ quỷ phệ hồn chú màu đen xuất hiện ở mi tâm hắn. Giống như một con rắn còn sống muốn cắn nuốt người sống. Mắt Mộ Dung Yến mở to, cơ thể không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Mộ Dung Phi ở phía sau không nhìn thấy trán Mạc Phàm, nhưng giống như cảm nhận được ngũ quỷ phệ hồn chú trên người Mạc Phàm, trong mắt anh ta lóe sáng sắc bén nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi, vậy mà ngươi giết một người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Một người, không ít như vậy đâu. Mạc Phàm lắc đầu. Long gia Nam Sơn ở địa cầu coi như là hậu duệ của Ngạo Nhật Sơn Tông, phía trước phía sau, hắn giết tổng cộng mấy chục người. Không ít như vậy sao? Không chỉ Mộ Dung Yến, sắc mặt đám Mạnh Hữu Vi cũng thay đổi theo. Mộ Dung Yến là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, đã ngoài dự liệu của bọn họ. Mạc Phàm là một tu sĩ hạ giới, vậy mà còn giết không chỉ một người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Tiểu tử, người biết gì về Ngạo Nhật Sơn Tông không? Ngạo Nhật Sơn Tông không chỉ vô cùng cường đại, cũng có thể nói là tông môn bao che khuyết điểm, nếu không sẽ không thêm ngũ quỷ phệ hồn chú lên mỗi đệ tử thậm chí là gia tộc nhánh. Mạc Phàm giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông, không chỉ không nhanh chóng nghĩ biện pháp xóa ngũ quỷ phệ hồn chú, còn để lộ ra trước mặt Mộ Dung Yến, chỉ sợ cậu ta không biết gì về Ngạo Nhật Sơn Tông. Ta biết về Ngạo Nhật Sơn Tông, còn rõ hơn ngươi biết tu vi của mình. Mạc Phàm không thèm nhìn Vương Kiếm, nói. Hắn không biết gì về Ngạo Nhật Sơn Tông, đùa gì thế? Hơn nữa bây giờ ta rất muốn giết thêm mấy người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm nhìn Mộ Dung Yến nói. Mộ Dung Yến là người của Ngạo Nhật Sơn Tông thì không nói, vừa rồi không chỉ gây khó dễ cho hắn nhiều lần, còn có mưu đồ với mệnh kiếm trên người hắn. Nếu không phải Mộ Dung Yến còn có chức vị đại đô đốc của quân đình, Mộ Dung Yến đã là người chết. Mạnh Hữu Vi, người thấy chưa? Tiểu tử này giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi, chỉ sợ lệnh bài Nam Cung gia trên tay cậu ta cũng do cậu ta giết người Nam Cung gia đạt được. Người đưa danh ngạch cho cậu ta, vậy đợi phiền phức quấn thân đi. Mộ Dung Yến cảm nhận được sát ý trên người Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Mạnh Hữu Vi bình tĩnh nhìn Mạc Phàm, trên mặt lộ vẻ do dự. Mạc Phàm giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông cũng không sao, nơi này không phải nơi sở hữu của Ngạo Nhật Sơn Tông, nơi này là Thần Nông Tông. Nhưng nếu lệnh bài trong tay Mạc Phàm là giết người Nam Cung gia đạt được, thân phận của Mạc Phàm vô cùng phiền phức. Hơn nữa, chuyện này, Mộ Dung Yến thấy Mạnh Hữu Vi do dự, đôi mắt ông ta đảo liên tục, bỗng nhiên trước mắt sáng lên.
Đúng rồi, người Nam Cung gia vẫn còn ở trong Viêm Dương Thành, tiểu tử, nếu ngươi cầm lệnh bài của Nam Cung gia, có dám theo chúng tôi tới Viêm Dương Thành một chuyến không? Dẫn Mạc Phàm tới trước mặt hai vị nhà Nam Cung gia ở Viêm Dương Thành, là thật hay giả đến lúc đó sẽ biết, Mạc Phàm lại nói dối cũng vô dụng. Nếu điều tra ra là giả, không cần bọn họ ra tay, Mạc Phàm sẽ bị người nhà Nam Cung gia đánh chết. Ngoài ra Mạc Phàm đã động sát tâm, với thực lực của Mạc Phàm giết cha con bọn họ không có vấn đề gì. Nhưng trong Viêm Dương Thành đã có cao thủ hóa thần tọa chấn, đến Viêm Dương Thành, ông ta cũng an toàn rồi. Mạc công tử, ngươi xem chuyện này có vấn đề gì không? Mạnh Hữu Vi do dự một lát, vẫn nói. Mạc Phàm đẩy ngã Mộ Dung Yến giúp ông ta muốn giúp Mạc Phàm một tay, nhưng thân là thành chủ của Viêm Dương Thành, có một số việc ông ta không thể khinh thường. Ông ta vừa nói xong, không đợi Mạc Phàm trả lời, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Không cần đi vào thành, lão phu tới rồi. Giọng nói vừa vang lên, hai đạo quang bắn nhanh từ Viêm Dương Thành mà tới, rơi lên trên khán đài khu vực săn bắn. Hào quang thu lại, Nam Cung Ly, Nam Cung Thanh và một lão giả tóc bạc khác lộ ra. Nhìn thấy ba người, trái lại Mạc Phàm rất lạnh nhạt, Mộ Dung Yến thì nhướn mày, trên mặt hiện lên vui mừng. Sắc mặt Mạnh Hữu Vi thay đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường, vội vàng đứng dậy bái lại ba người kia cùng những người khác. Bái kiến Nam Cung tiền bối, Phương Đại Sư. Đứng dậy đi, vừa rồi là ai phóng thích khí tức? Lão giả họ Phương đứng bên cạnh Nam Cung Ly hơi nâng mí mắt, hỏi. Là cậu ta. Mạnh Hữu Vi còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Yến đã giành trước chỉ Mạc Phàm nói. Ông ta vốn chuẩn bị để Mạc Phàm tới Viêm Dương Thành. Không ngờ Mạc Phàm lại khiến Phương Văn Viễn cao thủ hóa thần ở Viêm Dương Thành và người Nam Cung gia tới rồi. Khi nói chuyện, ông ta liếc mắt ra hiệu cho Mộ Dung Phi ở bên cạnh. Mộ Dung Phi hiểu ý đi tới chỗ Nam Cung Thanh đứng bên cạnh Nam Cung Ly, anh ta nho nhã lễ độ ôm quyền với Nam Cung Thanh nói. Nam Cung cô nương, tiểu tử này cầm lệnh bài của Nam Cung gia ngươi, nói là người của Nam Cung gia, ngươi thử nhìn xem, có phải cậu ta là người Nam Cung gia ngươi hay không? Nói xong anh ta không thèm nhìn biểu cảm của Nam Cung Thanh và Nam Cung Ly, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, không phải ngươi có lệnh bài của Nam Cung gia sao, còn không nhanh lấy ra cho Nam Cung cô nương và Nam Cung tiền bối nhìn xem. Mạc Phàm thấy là Nam Cung Ly và Nam Cung Thanh thì cười nhạt, làm như không nghe thấy lời Mộ Dung Phi nói. Tiểu Thanh cô nương, không phải hai người đã đi rồi sao, sao vẫn còn ở Liệt Hỏa Tinh? Câu này vừa vang lên. Cha con Mộ Dung Yến lập tức như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ. Mạc Phàm xưng với Nam Cung Thanh là Tiểu Thanh, chắc chắn hai người quen nhau, hơn nữa quan hệ còn trên bọn họ. Nếu không Mộ Dung Phi sẽ không gọi Nam Cung Thanh là Nam Cung cô nương. Bởi vì nếu quan hệ không tới một mức nhất định, không thể gọi tên của đối phương, còn thêm một chữ Tiểu, nữa, đây là hành động vô cùng bất kính. Tuy Nam Cung Thanh vừa tới, nhưng cô thân là người của Nam Cung gia. Chỉ trong chớp mắt cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô không thèm nhìn Mộ Dung Phi đang ngượng ngùng ở bên cạnh, đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Chúng ta vốn đi rồi, gia gia ta nói muốn gặp một lão bằng hữu, cho nên đến Viêm Dương Thành ở mấy ngày, tiểu Phàm ca ca, vừa rồi là ngươi phóng thích khí tức sao, mới qua mấy ngày, tu vi của ngươi lại tăng lên không ít đâu. Nam Cung Thanh cười nói. Xưng hô của cô đối với Mạc Phàm cũng thay đổi, từ Mạc công tử biến thành tiểu Phàm ca ca. Nam Cung Ly ở bên cạnh nghe thấy lời Nam Cung Thanh nói, thì bĩu môi đầy bất mãn. Là ta muốn gặp lão hữu sao, rõ ràng là lão Phương luôn quỳ xin ta ở lại dùng trà, với lại chính con muốn ở lại đây nữa. Phương Văn Viễn ở bên cạnh lắc đầu, ông ta chỉ phái hậu bối đi mời, đến chỗ Nam Cung Ly lại biến thành luôn quỳ cầu xin. Nhưng ông ta chẳng muốn đấu võ mồm với NVL. Trái lại đám Mộ Dung Yến nghe thấy lời Nam Cung Ly và Nam Cung Thanh nói. Chỉ trong chớp mắt tâm tình chìm vào đáy cốc, khóe miệng giật giật nhưng không nói nên lời. Mạc Phàm nói như vậy với Nam Cung Thanh, đâu chỉ là quen biết, chỉ sợ lệnh bài trong tay Mạc Phàm là Nam Cung Thanh đưa. Bởi vì bên hông Nam Cung Ly vẫn có lệnh bài Nam Cung gia, mà bên hông Nam Cung Thanh thì không còn. Mạc Phàm cũng không ngại xưng hô của Nam Cung Thanh, chỉ mỉm cười. Thực lực mạnh hơn trước một chút. Nhưng không tính là đột phá, chẳng qua chỉ là khôi phục thực lực lúc trước mà thôi. Vậy bọn họ là sao thế? Nam Cung Thanh nhìn lướt qua những người khác, tò mò hỏi.
Chuyện này sao? Mạc Phàm vừa định mở miệng. Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng xen miệng vào. Nam Cung cô nương, là thế này, Mạc công tử vốn muốn đại diện cho Viêm Dương Thành chúng tôi tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, dựa theo ước định, vừa rồi Mạc công tử phải sống sót trong 50 yêu thú Nguyên Anh, Mạc công tử dùng thực lực chấn nhiếp 50 yêu thú Nguyên Anh nuốt nộ yêu đan, nhưng Mộ Dung Đại Đô Đốc lại hoài nghi thân phận của Mạc công tử, Mạc công tử lấy lệnh bài của Nam Cung ra ra. Mộ Dung Đại Đô Đốc còn hoài nghi là Mạc công tử trộm được. Trộm được. Nam Cung Thanh nhíu mày, nhìn về phía eo mình. Ra ra, quả thật lệnh bài của con không thấy nữa. Nam Cung Ly tức giận, ánh mắt ông ta phát lạnh. Lão Phương, Viêm Dương Thành các ngươi cảm thấy lệnh bài của Nam Cung gia chúng tôi dễ trộm như vậy, hay là cảm thấy lệnh bài của Nam Cung gia chúng tôi không có tác dụng ở Viêm Dương Thành các ngươi? Theo ông ta mở miệng, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Khu vực săn bắn lúc trước không thấy nữa, thay vào đó là hạp cốc băng sơn. Băng sắc bén như kiếm có ở khắp hạp cốc, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, giống như đông cứng huyết dịch và linh hồn người khác. Ngoại trừ mấy người ra, sắc mặt những người khác đều khó coi. Nhất là cha con Mộ Dung Yến. Đây là uy lực của tu sĩ hóa thần kỳ, nhất niệm là một vùng thế giới. Hai, Lão Ly, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Phương Văn Viễn thở dài. Ngươi xem rồi làm đi, nhà Nam Cung gia chúng tôi cần một công đạo. Nam Cung Ly trầm giọng nói, tuy thu hồi khí thức trên người, nhưng ông ta không thu hồi thế giới hạp cốc băng sơn. Trong mắt Phương Văn Viễn chấp lóe thần quang, không còn hàn băng nữa, khu vực sắn bắn khôi phục dáng vẻ lúc trước, đám người cũng được kéo ra từ trong rét lạnh. Người nào nghi ngờ Nam Cung lệnh trong tay Mạc công tử? Ánh mắt Phương Văn Viễn lạnh lẽo, hỏi. Giọng nói lạnh như băng, khiến sắc mặt mọi người mới tỉnh lại từ trong rét lạnh lại thay thổi. Phương Đại Sư, là cha con Mộ Dung. Mắt Phương Kiếm đảo liên tục, không do dự nói. Quan hệ giữa Mạc Phàm và Nam Cung gia chặt như vậy, Mộ Dung Yến lại gây khó dễ cho Mạc Phàm nhiều lần, không phân rõ quan hệ với Mộ Dung gia gia, sau này sẽ gặp phiền phức. Mộ Dung Yến. Phương Văn Viễn nheo mắt lại, nhìn về phía cha con Mộ Dung Yến. Sắc mặt Mộ Dung Yến và Mộ Dung Phi khó coi, giống như lúc Mạc Phàm phóng thích khí tức, một tòa đại sơn đè nặng lên người hai cha con bọn họ, chẳng qua mạnh hơn Mạc Phàm, cũng chân thật hơn nhiều. Hai cha con kêu lên đau đớn, tuy không quỳ trên mặt đất, nhưng trên mặt xanh tím bất định. Ngươi còn gì để nói? Phương Văn Viễn hỏi. Phương Đại Sư, quả thật ta nghi ngờ Nam Cung lệnh của cậu ta, nhưng tiểu tử này mới từ hạ giới tới, đã cầm được Nam Cung lệnh, cho nên... Sắc mặt Mộ Dung Yến xám ngoét nói. Lệnh bài của Nam Cung gia ngay cả ta đều không có lá gan dám nghi ngờ, vậy mà ngươi dám hoài nghi, lá gan của ngươi không nhỏ đâu, Mộ Dung gia các ngươi đi đóng quân ở Chu Tước Trấn đi, vĩnh viễn đừng quay trở về, cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, ngươi nên nhớ kết cục của đào quân. Phương Văn Viễn nói gọn gàng dứt khoát. Tuy cùng là tu sĩ hóa thần, nhưng ông ta và Nam Cung Ly bất luận là thân phận hay tu vi đều có chênh lệch không nhỏ. Sở dĩ ông ta quen Nam Cung Ly vì từng là bạn trong một bí cảnh, hai người xem như vào sinh ra tử, nếu không sao ông ta có thể mời được Nam Cung Ly tới Viêm Dương Thành. Ở trước mặt Nam Cung Ly ông ta đều phải cẩn thận, vậy mà Mộ Dung Yến dám đắc tội người có quan hệ với Nam Cung gia. Chuyện này, sắc mặt mọi người ở đây lập tức thay đổi. Ánh mắt đám Vương Kiếm nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Có hâm mộ, lại có hối hận. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử từ hạ giới tới, vừa tới tu chân giới không lâu, vậy mà có quan hệ với Nam Cung gia. Mà vừa rồi bọn họ còn xa lánh Mạc Phàm. Lúc này chỉ cần một câu của Mạc Phàm, có lẽ bọn họ không đi đóng quân ở Chu Tước Trấn, nhưng chắc chắn sẽ bị phái đi trấn nhỏ khác. Vẻ mặt Mộ Dung Yến thì ngẩn ra, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Phương Đại Sư, đây đều là lỗi của ta, nhưng chuyện này liên quan gì tới Mộ Dung gia chúng tôi? Ông ta vốn định đánh cược lần cuối, ít nhất có cơ hội lấy lại hải tuyển của Thần Nông Tông, không ngờ không lấy được danh ngạch, còn đắc tội Nam Cung gia, ngay cả hy vọng trở về Viêm Dương Thành cũng mất đi. Ngươi không phục à? Phương Văn Viễn nheo mắt, lạnh giọng hỏi. Mộ Dung Yến lập tức cúi đầu, cho dù trong lòng không cam chịu, nhưng không dám nói chữ không. Tuy gia tộc ông ta là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng Phương Văn Viễn không chỉ là cao thủ hóa thần kỳ. Còn là người của quân đình. Phương Văn Viễn có đủ quyền lợi sai khiến ông ta, cho dù giết ông ta,
cùng lắm Ngạo Nhật Sơn Tông chỉ nói được chút công đạo, không thể làm gì Phương Văn Viễn, huống chi sau lưng Phương Văn Viễn là Nam Cung gia. Nhưng Mộ Dung gia bọn họ phải trấn thủ Chu Tước trấn vĩnh viễn, ông ta thật sự không cam tâm. Lúc ông ta do dự, ánh mắt liếc thấy Mộ Dung Phi gần đó, trước mắt ông ta lập tức sáng lên, vội vàng truyền âm cho Mộ Dung Phi. Lúc này muốn đả động tới Phương Văn Viễn là không có khả năng, nhưng hai ngày nay ông ta luôn bảo Mộ Dung Phi tiếp cận Nam Cung Thanh, nếu có thể đả động tới Nam Cung Thanh, chuyện này sẽ có chuyển cơ rồi. Mộ Dung Phi nhíu mày, nói với vẻ chân thành. Ấp ố ế ố ấp ấp ế ố Nam Cung cô nương, lần này là chúng tôi mạo phạm Mạc công tử, nhưng chúng tôi không cố ý mạo phạm uy áp của Nam Cung gia, mong Nam Cung cô nương cho Mộ Dung gia chúng tôi một cơ hội, nếu muốn trấn thủ Chu Tước trấn, để mình ta đi là được rồi. Chuyện này, Nam Cung Thanh nhíu mày, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Mộ Dung Phi cố ý tiếp cận cô có biết, cô không có hảo cảm gì với Mộ Dung Phi, nhưng không nói tới chán ghét. Theo ý cô, quả thật trừng phạt như vậy hơi nghiêm trọng. Nhưng mà, không đợi Nam Cung Thanh mở miệng, Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cảm thấy cháu gái ta dễ lừa, hay là cảm thấy người Nam Cung gia rất dễ lừa? Nam Cung Thanh còn nhỏ tuổi nên không nhìn ra, nhưng ông ta sống mấy trăm năm sao có thể không nhìn ra kỹ xảo của cha con Mộ Dung. Dám có ý đồ với cháu gái ông ta, đúng là chán sống. Nam Cung Ly mới nói xong, sắc mặt cha con Mộ Dung thay đổi. Nhưng không đợi Nam Cung Ly ra tay, Phương Văn Viễn hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên, Mộ Dung Phi lập tức bay ra ngoài như tên rời cung, biến mất trong rừng rậm phía xa. Ngươi còn kỹ xảo gì khác? Đều lấy ra hết cả đi. Phương Văn Viễn trầm giọng hỏi. Ta không có ý kiến, Mộ Dung gia ta nguyện ý đi trấn thủ Chu Tước trấn. Mộ Dung Yến ủ rũ, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hăng khi chèn ép Mạnh Hữu Vi. Hữu Vi, người thân là thành chủ, hẳn là ngươi không có ý kiến đúng không? Phương Văn Viễn gật đầu, rời mắt nhìn Mạnh Hữu Vi ở bên cạnh. Ông ta thân là tu sĩ hóa thần tọa trấn ở Viêm Dương Thành. Tuy bình thường không thích tham gia vào chuyện lục đục nhau, nhưng mọi chuyện ở Viêm Dương Thành đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Ông ta trục xuất Mộ Dung, rất có lợi với Mạnh Hữu Vi, chắc chắn Mạnh Hữu Vi sẽ không từ chối. Ta không có ý kiến, chiến sự ở Chu Tước trấn rất gấp, quả thật cần một gia tộc cường đại đi trấn thủ, ta vốn định phái Đồng Hổ đi, nhưng Mộ Dung đô đốc muốn đi, quá tốt rồi. Mạnh Hữu Vi bất hỉ bất bi nói. Vậy được tốt, ngươi an bài chuyện này đi. Phương Văn Viễn khẽ gật đầu, nói. Dạ. Mạnh Hữu Vi đáp. Còn ai nghi ngờ lệnh bài của Nam Cung gia nữa không? Trong mắt Phương Văn Viễn lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn lướt qua những người khác hỏi. Ánh mắt đến chỗ nào, mọi người đều vội vàng lắc đầu. Lúc này Phương Văn Viễn mới bỏ qua, cười bất đắc dĩ với Nam Cung Ly. Lão Ly, trừng phạt như vậy khiến các ngươi hài lòng chưa? Ngươi hỏi cháu gái ta ấy. Nam Cung Ly làm bộ như đang sưởi nắng nói. Tiểu Thanh, con thấy thế nào? Phương Văn Viễn lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thân thiết nói. Trừng phạt thì không thành vấn đề, nhưng danh ngạch tham dự hải tuyển của thần Nông Tông, có phải nên định hay không, Phương Gia Gia? Nam Cung Thanh nghĩ một lát nói. Chuyện này, Hữu Vi, ngươi thấy thế nào? Phương Văn Viễn hỏi. Dựa theo kết quả săn bắn, Mạc công tử toàn thắng những tuyển thủ khác. Còn cầm lệnh bài của Nam Cung gia, tất nhiên danh ngạch thuộc về Mạc công tử, đây là lệnh bài tham gia hải tuyển, mong Mạc công tử cất kỹ. Mạnh Hữu Vi lấy một khối lệnh bài bạch ngọc ra, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua lệnh bài, trong mắt hiện lên chút cảm xúc. Kiểu dáng của lệnh bài này, quả thực là phong cách của thần Nông Tông. Tuy trải qua chút trắc trở, nhưng cuối cùng cũng tới tay, có thứ này, con đường sau này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng nói thì nói vậy, hắn cũng nợ Nam Cung Thanh một ân tình. Không biết Mạc công tử ở đâu, dựa theo quy định săn bắn, tuyển thủ chiến thắng có thể đạt được một số phượng hoàng thạch, những phượng hoàng thạch được đặt trong mật khố, lát nữa ta sẽ bảo Vô Kỳ đưa tới cho ngươi. Mạnh Hữu Vi nói tiếp, ta còn chưa có chỗ ở, hẳn là tìm một chỗ ở trong Viêm Dương Thành, lát nữa tìm được xong, ta sẽ tới lấy. Mạc Phàm nghĩ một lát đáp, hắn vừa tới Viêm Dương Thành. Còn có không ít nghi ngờ muốn biết, vẫn nên đi tìm Mạnh Vô Kỳ thì hơn. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta ở thành chủ phủ, trong tiểu viện đó còn một phòng, ngươi có thể ở cùng chúng ta.
Nam Cung Thanh nghe Mạc Phàm nói, vội nói. Nam Cung Thanh mới mở miệng, Nam Cung Ly nhíu chặt mày. Tiểu Thanh, khụ khụ. Nam Cung Ly ho khan một tiếng, nói. Chỉ vì gặp Mạc Phàm, Nam Cung Thanh không chỉ kéo ông ta ở Viêm Dương Thành đợi hai ngày, bây giờ xem ra còn không muốn đi. Ra ra, cổ họng người không thoải mái cao. Nam Cung Thanh tò mò hỏi. Ta mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi, mọi người nói chuyện đi. Nam Cung Ly không biết nói gì, nhấc chân biến mất tại chỗ. Phương Văn Viễn thấy Nam Cung Ly rời đi thì kinh ngạc, không nhịn được bật cười. Săn bắn dừng ở đây, tất cả giải tán. Ông ta nói xong, cũng biến mất theo sau Nam Cung Ly. Quả thật tiểu viện kia còn một gian phòng trắng, còn yên tĩnh, nếu Mạc công tử không ngại, ta lập tức bảo người đi dọn dẹp, như vậy đưa Phượng Hoàng Thạch cho Mạc công tử sẽ tiện hơn nhiều, ta cũng có thể giảng cho công tử nghe quá trình hải tuyển và một số cao thủ tham gia. Mạnh Hữu Vi mỉm cười, nhìn về phía Mạc Phàm nói tiếp. Vậy quấy rầy thành chủ rồi. Mạc Phàm cũng không từ chối, hắn gật đầu nói. Xem ra không chỉ có phương pháp tiến vào Thần Nông Tông, hắn còn không cần đợi mấy năm mới tới tổng tuyển cử trăm năm. Ngoài ra cũng có một trong những dược liệu giải độc cho Tiểu Vũ, kế tiếp nên nghĩ biện pháp thông qua hải tuyển. Sau khi mọi người rời khỏi khu vực săn bắn, trong rừng rậm bên ngoài Viêm Dương Thành, Mộ Dung Yến đang kéo Mộ Dung Phi từ trong sơn động hình người ra. Trang phục luyện võ trên người Mộ Dung Yến không chỉ đầy vết rách, trên đó còn dính không ít máu tươi, lộ ra vô số vết thương khủng bố trên người, biến thành huyết nhân hoàn toàn. Mộ Dung Yến nhíu mày nhìn Mộ Dung Phi, một tay ông ta vẽ đồ án trên mặt đất, một màn hào quang bao cha con bọn họ ở bên trong. Sau đó ông ta lấy một đan dược màu xanh cho Mộ Dung Phi ăn. Đan dược vừa vào miệng, vết thương trên người Mộ Dung Phi nhanh chóng hồi phục, chỉ trong phút chốc đã khôi phục hơn nửa. Phụ thân, Phương Đại Sư ra tay đúng là ngoan độc. Không phải ông ta đã đồng ý không nhúng tay vào chuyện nhà ta và Mạnh ra sao? Mộ Dung Phi nắm chặt tay, tức giận nói. Anh ta từ thiên tài của Viêm Dương Thành, bị người ta ném đến nơi đây, đổi lại là ai đều vô cùng tức giận. Ông ta xem như thủ hạ lưu tình rồi, nếu ông ta không ra tay, còn đã bị lão già Nam Cung gia kia giết chết. Ngoài ra ông ta chỉ nể mặt chúng ta là gia tộc nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông mà đồng ý không nhúng tay. Nhưng hiện giờ xuất hiện tiểu tử liên quan tới Nam Cung gia, chúng ta lại chọc phải tiểu tử này, ước định lúc trước đã không còn ý nghĩa. Trong mắt Mộ Dung Yến lóe sáng ánh sáng lạnh, nói. Tên tiểu tử kia đúng là đáng ghét. Mộ Dung Phi nghĩ tới Mạc Phàm, quả đấm kêu lên răng rắc. Người tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông vốn là anh ta, bây giờ lại bị một tiểu tử từ hạ giới tới cướp đi. Cảm giác này giống như một vương tử như anh ta không dễ dàng gì mới săn được động vật, đến bên miệng rồi lại bị nông dân lấy đi. Tên tiểu tử kia, cậu ta không tham gia được hải tuyển của Thần Nông Tông đâu, con yên tâm đi, danh ngạch đó vẫn là của con. Mộ Dung Yến hừ lạnh một tiếng nói. Phụ thân, người định gửi tin cho Tông gia, để người ta đối phó tiểu tử này sao? Mộ Dung Phi nhướng mày nói. Mạc Phàm mới để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú trước mặt bọn họ. Vốn dĩ là không biết sống chết, có lẽ bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng Ngạo Nhật Sơn Tông có cả đống người giết được Mạc Phàm dễ dàng. Không sai, cho dù tiểu tử này có quan hệ với Nam Cung gia, cũng không thể lưu. Mộ Dung Yến nói với vẻ thận trọng. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy, để cậu ta tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sau này không thể khinh thường. Hơn nữa ông ta có thể cảm nhận được, Mạc Phàm có địch ý rất sâu với Ngạo Nhật Sơn Tông. Như vậy càng không thể lưu. Đợi chúng ta quay về, liền báo tin về tiểu tử này cho Tông ra đi, tốt nhất là trước khi tiểu tử này đi tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, phải giải quyết xong tiểu tử này. Mộ Dung Yến nói tiếp. Nhưng Mộ Dung gia chúng ta muốn quay về Viêm Dương Thành cũng không dễ như vậy. Mộ Dung Yến lo lắng nói. Phương Văn Viễn đã lên tiếng rồi, Mộ Dung gia bọn họ phải đóng quân ở Phượng Hoàng Trấn vĩnh viễn. Lão già Phương Văn Viễn kia, ông ta còn có thể ở Viêm Dương Thành bao lâu, dựa theo lệ thường, ông ta ở Viêm Dương Thành tối đa một năm là được điều đến nơi khác, đến lúc đó chỉ cần chúng ta tạo quan hệ với trấn thủ sứ nhiệm kỳ kế tiếp, ai còn có thể ngăn cản chúng ta vào Viêm Dương Thành. Mộ Dung Yến cười mỉa nói. Như vậy chẳng phải Mộ Dung gia chúng ta vẫn phải ở nơi quỷ quái Chu Tước trấn hơn một năm sao? Vẻ mặt Mộ Dung Phi đầy không cam lòng nói. Chỉ là hơn một năm mà thôi. Chuyện này không cần con quan tâm,
con cố gắng tu luyện, đợi tiếp tục tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông là được. Nếu có thể đi vào Thần Nông Tông, không chỉ nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, chỉ sợ Phương Văn Viễn lập tức thu hồi những lời nói lúc trước. Như vậy chúng ta không cần ở Chu Tước Trấn hơn một năm, cần ở đó lâu như vậy phải là Mạnh gia. Mộ Dung Yến cười âm hiểm nói. Con của ông ta vào Thần Nông Tông, cho dù đắc tội Nam Cung gia cũng không sao, chắc chắn Phương Văn Viễn sẽ nuốt lời. Yên tâm đi, phụ thân, chỉ cần lấy lại được danh ngạch, con nhất định sẽ tiến vào Thần Nông Tông. Mộ Dung Phi vô cùng tự tin nói. Đừng lơ là, cho dù con có bí pháp bên người, cũng không thể xem thường muôn vàn cường giả ở dưới tinh vực của Thần Nông Tông. Mộ Dung Yến khẽ nhíu mày, quát lớn nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho dù Mộ Dung Phi có bí pháp, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Mạc Phàm đã không có gì phải băn khoăn, sống không được lâu, nhưng vẫn nên cẩn thận cao thủ khác thì hơn. Phụ thân giáo huấn rất đúng, Phi Nhi ghi nhớ rồi. Hai cha con lại hàn huyên vài câu, đợi vết thương của Mộ Dung Phi khỏi hẳn, lúc này mới đứng dậy rời khỏi rừng rậm. Viêm Dương Thành, trong một biệt viện khác ở thành chủ phủ. Dưới sự giúp đỡ của Nam Cung Thanh, Mạc Phàm vừa thu dọn phòng xong, Mạnh Hữu Vi dẫn theo Mạnh Vô Kỳ đến. Mạc công tử giúp ta chuyện lớn như vậy, căn phòng mà Mạc công tử ở lại hơi nhỏ chút, mong công tử lượng thứ. Mạnh Hữu Vi nhìn một vòng, vẻ mặt áy náy nói. Không có Mạc Phàm, sau hôm nay ông ta chỉ có thể say mê tu luyện, chỉ sợ quyền hành của Viêm Dương Thành đều rơi vào tay Mộ Dung Yến rồi. Thành chủ khách sáo rồi, ta cũng chiếm được thứ ta muốn, xem như là đôi bên cùng có lợi, còn chuyện phòng ở, ta không đòi hỏi quá nhiều về phương diện này, thanh tịnh là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sở dĩ hắn tới đây, một là Nam Cung Thanh mời, hai là muốn hiểu rõ tình hình về hải tuyển của Thần Nông Tông, phòng to hay nhỏ đều không sao cả. Mạnh Hữu Vi thấy Mạc Phàm không có ý trách cứ, thì liếc mắt ra hiệu cho Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ vươn hai tay ra, một chiếc hộp ngọc màu đen xuất hiện trong tay anh ta đưa cho Mạc Phàm. Mạc công tử, đây là khen thưởng săn bắn lần này, có tổng cộng 6 khối phượng hoàng thạch, mong ngươi cất kỹ. Những lời này vừa vang lên, rắc một tiếng hộp mở ra, hỏa diễm chi khí lập tức tràn từ trong hộp ra. Những hỏa diễm chi khí này hóa thành 9 hình phượng hoàng huyền ảo, bay đi bốn phía. Chỉ trong chớp mắt cả căn phòng như hỏa lò, khắp nơi đều là bóng dáng tiểu phượng hoàng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng phượng hoàng kêu. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt nhìn về phía chiếc hộp. Mỗi một tảng đá đều to bằng tay đứa bé, tự thành hình dạng phượng hoàng trông rất sống động, nộ khí kinh người tỏa từ những hư ảnh phượng hoàng mà ra. Nhìn thấy những tảng đá này, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười. Tiểu Phàm ca ca, đây là một trong những nguyên liệu ngươi cần sao? Nam Cung Thanh thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm tảng đá, hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu, nhìn kỹ mấy khối phượng hoàng thạch một lần thì đóng hộp lại. Những thứ này đúng là phượng hoàng thạch, nhiều phượng hoàng thạch như vậy thừa để phối giải dược vạn niên tuyệt rồi. Không chỉ như vậy, còn có thể khiến chân hỏa của hắn tăng lên một cấp nữa. Đa tạ thành chủ, đúng rồi, không biết bây giờ thành chủ có rảnh không, ta muốn tìm hiểu hải tuyển lần này một phen. Mạc Phàm cất chiếc hộp vào trong nhẫn chữ vật, hỏi. Hắn biết rõ nội dung hải tuyển lần này, phần lớn là biết được từ miệng sư huynh sư thúc, nhưng chỉ biết rất ít về hải tuyển. Nếu hắn đã lấy đồ của Mạnh Hữu Vi, cũng nên tìm hiểu về hải tuyển lần này, lo trước khỏi họa. Nếu bỏ qua lần này, thì phải đợi nhiều năm sau, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa mục tiêu cuối cùng của hải tuyển lần này, đúng là Long Ngạo Thiên đoạt quán quân đại bỉ trăm năm. Hắn càng phải chuẩn bị kỹ hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.